Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 102. Dương gia. Dương Diệp không có chút cảm giác nào với hai chữ này, về phần nhận tổ quy tông gì đó, hắn càng chưa bao giờ nghĩ tới. Bản thân hắn sống tốt thì quay về Dương gia làm gì? Để bị người ta xem thường à? Dương Diệp hắn không muốn bị coi thường. Về phần quyền thế của Dương gia, điều này càng không liên quan đến hắn. Bởi vì quyền thể lớn cũng là Dương gia cho, ngày nào đó nếu như Dương gia nhìn người khó chịu, người ta lập tức có thể thu lại quyền lợi. Bản thân mình mạnh mẽ mới là con đường tốt nhất. Thu hồi mạch suy nghĩ, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, chạy về phía vị trí kiếm thần đảo. Càng tới gần vị trí của kiếm thần đảo, uy áp này lại càng lớn. Đến cuối cùng, Dương Diệp không thể không thi triển ra kiếm ý niết bàn cảnh để chống lại, điều này làm cho vẻ mặt Dương Diệp càng thêm nghiêm trọng. Qua rất lâu, Dương Diệp đi tới vùng biển kiếm thần. Dương Diệp đi nhà gỗ của nữ tử mù trước tiên. Lúc này, nhà gỗ này đã hóa thành mảnh vụn rải rác đầy đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, hắn nhìn lướt qua xung quanh. Sau khi im lặng một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không do dự nữa, thân hình hắn lóe lên, bắn nhanh về phía không trung. Càng lên cao, áp lực lại càng nặng nề, đến cuối cùng, kiếm ý niết bàn cảnh của hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Rất nhanh, Dương Diệp đã đi tới không trung, sau đó hắn nhìn thấy nữ tử mù. Ngoài nàng ra, hắn còn nhìn thấy một con rồng, rồng đen. Ở phía trên nữ tử mù là một con rồng đen rất lớn chỉ lộ ra một cái đầu, cơ thể của nó được giấu ở bên trong tầng mây đen. Cho dù không nhìn thấy được cơ thể nó, nhưng chỉ đầu rồng lộ ra đã làm cho Dương Diệp chấn động. Đầu của con rồng này lớn tới mức nào? Lớn tới mức không có cách nào hình dung được nữa. Nói thế nào nhỉ, một cái râu rồng của nó cũng đủ lớn hơn hắn. Nữ tử mù này ở phía trước con rồng đen lại nhỏ bé giống như một con kiến đứng ở trước mặt một nhân loại. Không thể không nói, hình ảnh này có chút tức cười. Phía xa, nữ tử mù ngẩng đầu mặt hướng về phía rồng đen. Co đầu rút cổ vạn năm, cuối cùng đã đồng ý ra rồi sao? Nữ nhân! Rồng đen cúi đầu căm tức nhìn nữ tử mù. Người vây khốn bản tôn vạn năm, nỗi nhục vạn năm, hôm nay bản tôn phải bắt ngươi trả lại gấp trăm lần. Vừa dứt lời, đầu rồng đen trực tiếp hạ xuống, đụng về phía minh nữ. Phía xa! Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt có vẻ lo âu. Cho dù thực lực của nữ tử mù rất mạnh, nhưng con rồng đen này thể hiện ra thực lực cũng cực kỳ khủng khiếp, nữ tử mù này có thể ngăn cản được con rồng đen này sao? Ở đó, sắc mặt nữ tử mù không đổi, nàng chậm rãi đưa tay phải ra và cách không vỗ vào con rồng đen. Trường vừa ra, một lực lượng vô hình từ trong lòng bàn tay của nàng tuôn ra. Trong phút chốc, không gian ở trước mặt nữ tử mù lập tức giống như hòn đá rơi xuống đầm nước. Dâng lên từng gợn sóng tầng tầng lớp lớp tràn về phía con rồng đen này, rất nhanh, những gợn sóng đã va chạm vào con rồng đen. Tất cả không trung chấn động mạnh, một tiếng nổ lớn giống như tiếng sấm vang vọng ở bên tai Dương Diệp, khiến màng tai hắn đau đớn từng trận. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, vội vàng thi triển ra kiếm ý niết bàn cảnh bao quanh mình. Gào! Phía xa bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm thét giận dữ của con rồng đen, Dương Diệp nhìn lại. Chỉ thấy đầu của con rồng đen này đã trở lại vị trí ban đầu, vảy rồng trên đầu rồng của nó đã rạn nứt ra. Nữ tử mù chậm rãi nắm chặt tay ngọc, một khí tức đáng sợ từ trong cơ thể nàng phát ra khiến cả không trung đều phải bị chấn động mãnh liệt. Phía xa, trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, vội vàng lùi về phía sau nghìn trượng. Nhìn rồng đen cùng nữ tử mù, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng. Thực lực của nữ tử mù này cùng con rồng đen tuyệt đối đã vượt qua trình độ bán thần. Có thể nói, Nhiếp Vô Mệnh đạt được bán thần so với nữ tử mù cùng rồng đen, căn bản không phải một cấp bậc. Trong không trung, rồng đen nhìn chằm chằm nữ tử mù. Ở trong mắt hắn, ngoại trừ lệ khí chính là nghiêm trọng. Yên lặng trong chớp mắt, nó bỗng nhiên đưa ngang cơ thể, một long chảo chui ra khỏi tầng mây trong không trung, long chảo cực lớn giống như một ngọn núi lớn hung hăng hạ xuống, ép về phía nữ tử mù bên dưới. Nữ tử mù ở trước mặt long chảo của con rồng đen này có vẻ rất nhỏ bé, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy được nàng, bởi vì long chảo của con rồng đen thật sự quá lớn. Nhưng đối mặt với con rồng đen khổng lồ này, vẻ mặt nữ tử mù lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Khi long chảo đi tới cách đỉnh đầu của nữ tử mù gần trăm trượng, nữ tử mù lại đưa tay ngọc ra, lòng bàn tay phải của nàng hướng lên trên, trong phút chốc,
không gian bỗng nhiên vặn vẹo một cách kỳ lạ, ngay sau đó một bàn tay ngọc với năng lượng màu trắng lao ra. Bàn tay năng lượng màu trắng trực tiếp phóng lên cao, đánh về phía Long Chảo nơi chân trời. Dương Diệp nhíu mày, bàn tay năng lượng màu trắng này có chút kỳ lạ, nó đi qua nơi nào, không gian dường như phát sinh biến hóa gì đó, có chút tương tự với quyền ấn năng lượng của Nhiếp Vô Mệnh trước đây, nhưng lại có phần không giống. Nhưng không giống ở đâu thì hắn không thể nói ra được. Phía xa, ở trong tầm mắt của Đu Uông Diệp, bàn tay năng lượng va chạm mạnh vào Long Chảo cực lớn kia. Người Tiêu Diệt Kiếm Thần cũng xuất hiện. Dường như mình còn từng gặp qua người này, bởi vì giọng nói này quả thật rất quen thuộc. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía xa, chỉ thấy không gian trong hư không phía xa bỗng nhiên tách ra. Ngay sau đó, một lão già mặc áo bào màu xám trên người đi ra. Khi nhìn thấy lão già này, đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại. Kiếm hư. Người trước mắt này là kiếm hư. Sao có thể như vậy được? Trong mắt Dương Diệp đầy vẻ khó tin, kiếm hư là người thần bí Tiêu Diệt Kiếm Thần cung sao? Phía xa, mặt của nữ tử mà hướng về phía kiếm hư từ trong không gian đi ra, nói. Người trốn suốt vạn năm, hôm nay cuối cùng cũng chịu đi ra. Kiếm hư khẽ nói. Trước đây người mạnh mẽ lấy tinh hà kiếm đồ, không phải vì muốn để cho ta đi ra sao? Nữ tử mù khẽ gật đầu, sau đó nói. Hôm nay các ngươi đều ở đây, vậy hôm nay chúng ta lại hoàn toàn giải quyết chuyện này. Vừa dứt lời, không gian xung quanh nữ tử mù bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Ta có một chuyện không rõ. Lúc này, kiếm hư bỗng nhiên nói. Nữ tử mù, theo ta được biết, ngươi cùng kiếm thần cung không thân chẳng quen. Còn chưa từng xuất hiện cùng kiếm vô cực năm đó, vì sao ngươi phải báo thù cho kiếm thần cung? Ta suy nghĩ suốt vạn năm về vấn đề này vẫn không suy nghĩ ra được. Chẳng lẽ ngươi thật sự là đệ tử ngoại môn nho nhỏ của kiếm thần cung năm đó à? Khi kiếm hư vừa dứt lời, Dương Diệp phát hiện vẻ mặt nữ tử mù phía xa lập tức lạnh đi, phải nói là có chút dữ tợn mới đúng. Cùng lúc đó, một sát ý ngập trời xuất hiện ở xung quanh, sát ý này giống như thực chất rất khủng khiếp. Tự nhiên làm cho hắn lĩnh ngộ sát ý cảnh giới hư vô tâm trí cũng suýt nữa bị ảnh hưởng. Xem ra là sự thật. Kiếm hư cười khẽ, tay phải nhẹ nhàng xóa một cái, từ trong cơ thể hắn tản ra một vòng sáng trong suốt, những sát ý xung quanh hắn lập tức biến mất không thấy nữa. Tiếp theo, hắn nhìn về phía nữ tử mù, nói. Không ngờ được, nhóm cường giả các ngươi tự nhiên lại vì một đệ tử ngoại môn không đáng chú ý ở kiếm thần cung năm đó mà nhốt mình ở chỗ này vạn năm. Đúng là quá si tình. Nữ tử mù chậm rãi nắm chặt tay ngọc. Vạn năm, các ngươi nên được giải thoát rồi, ta cũng nên được giải thoát rồi. Hôm nay, kết thúc thôi. Khóe miệng kiếm hư cong lên hiện ra một nụ cười lạnh. Quả thật nên kết thúc. Vừa dứt lời. Từ trong cơ thể kiếm hư đột nhiên có một kiếm ý khủng khiếp cuồn cuộn trào ra, sau khi kiếm ý này xuất hiện, sắc mặt Dương Diệp đại biến. Cảnh giới nửa bước quy nguyên. Không ngờ kiếm ý của kiếm hư là kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước. Nữ tử mù nhíu mày, nhưng chẳng bao lâu đã bắt đầu thoải mái. Khó trách được ngươi lại dám xuất hiện, hóa ra đã đạt tới kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước. Nửa bước cảnh giới quy nguyên. Kiếm hư khẽ cười, nói. Bây giờ là nửa bước, đợi lát nữa chính là cảnh giới quy nguyên thật sự. Nữ tử mù không nói chỉ chuẩn bị ra tay, nhưng vào lúc nữ tử mù muốn ra tay. Dương Diệp bỗng nhiên đi tới bên cạnh nữ tử mù. Nhận thấy được Dương Diệp đi đến, nữ tử mù nhíu mày. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Dương Diệp nói. Hai người bọn họ đánh một mình ngươi thì rất không công bằng. Cho dù nữ tử mù có thực lực nghịch thiên, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, nếu như nữ tử mù một mình chống lại ma long hoặc kiếm hư, nhất định sẽ thắng dễ dàng. Nhưng lấy một địch hai, nàng chắc chắn không nắm được phần thắng nào. Cho nên, hắn phải đi ra. Đừng nóng vội, người không chạy thoát được đâu. Lúc này, ánh mắt của kiếm hư rơi vào trên người của Dương Diệp, nói. Thật ra, người thật sự làm cho ta kinh ngạc, đặc biệt kinh ngạc. Ta không thể không thừa nhận, từ sau kiếm vô cực sư huynh của ta, thiên phú của ngươi đúng là tốt nhất đại lục minh mục từ trước tới nay. Không, phải nói là thiên phú của ngươi đã vượt qua sư huynh của ta. Sư huynh ngươi. Dương Diệp liếc nhìn kiếm hư, nói. Sư huynh ngươi là kiếm vô cực. Rất bất ngờ sao? Kiếm hư cười nói. Dương Diệp,
thật ra ta thật sự rất thưởng thức ngươi, đặc biệt là phong cách xử sự của ngươi, ta cảm thấy người giống như ngươi mới là kiếm tu thật sự. Loại người như sư huynh của ta quá bảo hủ, suốt ngày đại nghĩa, chính nghĩa gì đó, ta không thích nhất chính là bộ dạng đó của hắn. Cho nên ngươi lại tiêu diệt kiếm thần cung. Dương Diệp nói, ta đương nhiên muốn tiêu diệt rồi. Trên mặt kiếm hư lộ ra vẻ dữ tợn. Khi hắn còn sống vẫn ép ta một bậc, đồ tốt của kiếm thần cung đều là do hắn sử dụng trước, người đời chỉ biết tới kiếm vô cực hắn, không có ai biết tới kiếm hư ta. Được, thực lực của ta không bằng hắn, hắn ép ta, đồ tốt ví dụ như kiếm thần ấn đều cho hắn, đây cũng là chuyện bình thường. Nếu ngươi nhìn thoáng như vậy, tại sao còn muốn diệt kiếm thần cung? Dương Diệp có chút không hiểu. Vẻ mặt kiếm hư càng thêm dữ tợn. Khi hắn còn sống, cái gì của kiếm thần cung cũng là hắn, ta tài nghệ không bằng người, ta nhận. Nhưng sau khi hắn chết, kiếm thần cung vốn nên thuộc về ta. Kiếm thần ấn cũng vốn phải là của ta, nhưng người biết lúc hắn chết có di ngôn gì không? Di ngôn của hắn là kiếm hư ta không được nắm giữ kiếm thần cung, kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ càng không thể rơi vào tay ta. Hắn không muốn ta biết bí mật của kiếm vực, hắn không muốn ta có ngày vượt qua hắn, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, kiếm hư đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Dương Diệp liếc nhìn kiếm hư, sau đó xoa xoa kiếm thần ấn trên trán mình, nói. Trước đây người bảo ta đi tới kiếm thần cung, mục đích là để cho ta đi lấy kiếm thần ấn ra, có kiếm thần ấn, người lại có thể đạt được kiếm ý cảnh giới quy nguyên thật sự, đúng không? Người rất thông minh. Kiếm hư cười nói. Thật ra, ta cũng chỉ muốn thử xem thôi. Bởi vì nữ nhân bên cạnh ngươi hận kiếm tu thấu xương, nhưng ta không ngờ được người tự nhiên thật sự đi ra được. Hơn nữa, còn mang theo kiếm thần ấn ra ngoài, người thật sự làm cho ta rất kinh ngạc. Đương nhiên, phần nhiều chính là niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên điều để cho ta vui mừng chính là bản thể của kiếm thần ấn tự nhiên xóa đi ý thức của mình, ha ha. Đây thật sự là trời cũng giúp ta. Dù sao, nếu như nó không xóa đi ý thức của nó, ta muốn thu phục nó sẽ rất phiền phức. Dương Diệp liếc nhìn kiếm hư, nói. Ta còn có một điểm không rõ, ta đã sớm nhận được kiếm thần ấn, thực lực của ngươi vượt xa ta, vì sao không cướp đoạt? Hắn không dám. Ngươi nói là nữ tử mù. Thực lực của ngươi cũng không yếu, nếu hắn muốn đoạt lấy kiếm thần ấn thì nhất định phải để lộ thực lực chân thật của mình. Chỉ cần hắn để lộ ra thực lực thật sự của mình, ta sẽ lập tức biết được. Bây giờ hắn dám ra đây là bởi vì vết thương của ma long năm đó đã khôi phục. Đồng thời thực lực tăng lớn. Bây giờ lấy cũng không muộn. Kiếm hư cười lạnh nói. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử mù, cười gượng, nói. Nếu như kiếm thần ấn của ta thật sự bị hắn lấy đi, có phải hắn sẽ hãm hại ngươi không? Đúng. Nữ tử mù thẳng thắn nói. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ma long trong không trung, sau đó nói. Trước đây hai người bọn họ cộng lại đều đánh không nổi ngươi. Vì sao ngươi không trực tiếp giết chết nó đi? Nữ tử mù hơi trầm ngâm, sau đó nói. Nó ẩn thân ở sâu bên trong đáy biển, nếu ta xuống biển chiến đấu cùng nó, ta không giết được nó. Hơn nữa, đại chiến sẽ khiến nước ở vùng biển kiếm thần nhấn chìm đại lục minh ngục, không chỉ nước biển sẽ khiến đại lục minh ngục chìm ngập, lòng đất cũng sẽ nổ tung, khi đó, đại lục minh ngục sẽ hoàn toàn biến mất. Nơi này là nhà của hắn, ta không muốn phá hủy nó. Dương Diệp khẽ gật đầu, đúng vậy, nếu như nữ tử mù cùng con rồng đen này không đến không chung chiến đấu, lấy thực lực của hai người bọn họ tuyệt đối sẽ đánh cho đại lục minh ngục này biến mất. Đúng lúc này, kiếm hư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ma long, nói. Ngăn chặn nữ nhân này nửa khắc là được. Có thể. Ma long vừa dứt lời, hai long chảo lập tức chộp qua không chung đánh về phía nữ tử mù bên dưới cùng Dương Diệp. Nữ tử mù hướng mặt về phía Dương Diệp. Có thể kiên trì được bao lâu? Dương Diệp lắc đầu, nói. Không biết. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử mù, nói. Ngươi cần bao nhiêu thời gian để giải quyết con vật to lớn này? Ta cũng không biết. Nữ tử mù nói. Dương Diệp. Nữ tử mù vỗ nhẹ vài cái vai của Dương Diệp, nói. Thật sự không được, vậy thì chạy, ta sẽ không trách ngươi. Vừa dứt lời. Cơ thể nàng thoáng di chuyển và hóa thành một đường ánh sáng bắn mạnh về phía chân trời. Chạy! Dương Diệp cười gượng, kiếm hư này sẽ để cho hắn chạy sao? Rõ ràng là không, đương nhiên,
nếu như hắn ngoan ngoãn dâng lên kiếm thần ấn, đối phương có thể sẽ để cho hắn chạy. Nhưng nếu như hắn làm như vậy, không phải là chạy tới hãm hại nữ tử mù sao? Hơn nữa, kiếm thần ấn bây giờ là vật của hắn, bảo hắn giao ra à? Không có cửa đâu. Lấy hiểu biết của ta về ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không tự mình ngoan ngoãn giao kiếm thần ấn ra, cho nên ta đành phải tự mình tới lấy vậy. Kiếm hư chậm rãi đi về phía Dương Diệp, mỗi một bước đi lại có một kiếm ý từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra, những kiếm ý này tuyệt đối không tấn công Dương Diệp, mà xuất hiện ở xung quanh Dương Diệp, bao quanh Dương Diệp. Rõ ràng, hắn sợ Dương Diệp bỏ trốn, cho dù bây giờ hắn đuổi theo, nhưng như vậy sẽ lãng phí thời gian. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, khi những kiếm ý cảnh giới nửa bước quy nguyên đi tới xung quanh hắn, kiếm ý của bản thân hắn lại lùi đến trước mặt của hắn, tuy nhiên tuyệt đối không lùi về trong cơ thể. Kiếm ý có linh, nó biết rất rõ ràng tính tình của Dương Diệp, nếu như ngay cả kiếm ý của đối phương mà nó cũng không dám đối mặt, như vậy khó bảo toàn Dương Diệp sẽ không tới thiêu đốt ý. Phải biết rằng, ban đầu khi ở Kiếm Thần Sơn, Dương Diệp đã từng làm như vậy. Đánh không nổi không sao, nhưng người ngay cả đánh cũng không dám đánh, vậy sẽ rất mất mặt, đây cũng là điều Dương Diệp không thể dễ dàng tha thứ. Bởi vậy, cho dù kiếm ý của kiếm hư mạnh hơn kiếm ý của Dương Diệp, nhưng kiếm ý của Dương Diệp vẫn không lùi về trong cơ thể. Rất nhanh, kiếm hư đã đi tới cách Dương Diệp 10 trượng. Kiếm thần ấn có thể nâng cao kiếm ý của người, người không nâng cao kiếm ý của mình sao? Nếu không nâng cao, bởi vì kiếm ý bị áp chế, người ở trước mặt ta sẽ hoàn toàn không có sức đánh trả, không phải sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trong không trung, lúc này nữ tử mù rõ ràng không nương tay, tất cả không trung đều trải rộng những ánh sáng lấp lánh, cơ thể to lớn của con rồng đen này trực tiếp trở thành mục tiêu sống. Ở dưới sự công kích điên cuồng của nữ tử mù, con rồng đen này đã hoàn toàn bị áp chế. Con rồng đen bại trận phải rút lui cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía kiếm hư, nói. Người khác đều nói ta là kiếm tu đứng đầu đại lục hiện nay, nhưng thật ra là ngươi mới đúng. Tới đây, để cho ta xem thử người đã từng là sư đệ của kiếm vô cực có thực lực mạnh tới mức nào. Ánh mắt kiếm hư liếc nhìn vào kiếm cổ trên tay Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, nói. Vậy thì tới. Tới đi. Dương Diệp vừa dứt lời, tay phải hắn cầm chuôi kiếm chợt một rút. Đối mặt kiếm hư đạt được cảnh giới nửa bước quy nguyên, Dương Diệp sao dám sơ suất được. Hắn vừa ra tay chính là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thật sự. Ong! Một tiếng kiếm ngân bỗng nhiên vang vọng ở trong không trung, ngay sau đó là một đường kiếm khí sáng như tuyết từ trong vỏ kiếm cổ của Dương Diệp bắn ra. Kiếm khí đi qua nơi nào, không gian lập tức giống như tờ giấy, trực tiếp bị rạch nát. Cùng lúc đó, lấy đường kiếm khí này làm trung tâm, vào giờ phút phạm vi không gian trong mấy trăm trượng xung quanh đều nứt ra. Ở giây phút Dương Diệp rút kiếm, vẻ mặt kiếm hư trở nên nghiêm trọng. Thật ra, Dương Diệp không có tư cách giao đấu với hắn, cho dù hắn không phải là kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước, Dương Diệp cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không khinh thường Dương Diệp. Vì sao? Bởi vì trong tay Dương Diệp có kiếm. Kiếm cùng vỏ kiếm kết hợp. Cấp bậc siêu việt, đây là tồn tại cấp bậc thuộc về ngang hàng với tinh hà kiếm đồ. Hơn nữa bản thân Dương Diệp là kiếm tu, lại có kiếm thần ấn, bởi vậy hắn sao dám khinh thường Dương Diệp. Nói đơn giản một chút chính là cho dù cảnh giới cùng thực lực của Dương Diệp không bằng hắn, nhưng Dương Diệp có trang bị tốt. Trang bị của Dương Diệp không đều là tồn tại nghịch thiên. Kiếm hư không dám khinh thường, cổ tay thoáng động, trong phút chốc. Từ trong không trung ở trước mặt hắn xuất hiện một kiếm ý khủng khiếp, lấy kiếm hư làm trung tâm, không gian ích đê ung quanh hắn bỗng nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, rất nhiều kiếm quang màu vàng đột nhiên bắn ra nhanh như điện chớp, cuối cùng đánh về phía đường kiếm khí kia của Dương Diệp. Cho dù những kiếm quang này đều do năng lượng biến thành, nhưng ở dưới kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước gia tăng, vào giờ phút này những kiếm quang này gần như hóa thành thực chất, mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng khiếp. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, ở đó vang lên từng tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, không gian xung quanh Dương Diệp cùng kiếm hư trực tiếp rạn nứt, lấy hai người làm trung tâm, bên trong không gian vạn dặm xung quanh trực tiếp ầm ầm bị nghiền nát. Tối đen một mảnh. Còn chưa xong, rất nhiều kiếm khí cùng kiếm quang không ngừng bắn ra trong không gian tối đen như mực này, điều này làm cho hố đen không gian xung quanh cũng bắt đầu chấn động.
Lại như vậy, qua khoảng hơn 20 hơi thở, ở đó chậm rãi khôi phục lại sự yên tĩnh, không gian cũng khôi phục lại bình thường. Dương Diệp cùng Kiếm Hư đứng đối diện nhau, hai người cách nhau nghìn trượng. Im lặng vài hơi thở, bỗng nhiên, trước ngực Kiếm Hư xuất hiện vết rạn nứt, mấy đường máu tươi bắn ra khỏi ngực hắn. Nhưng chẳng bao lâu, vết thương trước ngực hắn lại bị một luồng lực thần bí ngăn chặn, sau đó vết thương bắt đầu chậm rãi khôi phục. Kiếm Hư ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm kỹ rất mạnh mẽ, còn mạnh hơn bất kỳ kiếm kỹ nào của kiếm thần cung, đương nhiên, ngoại trừ tinh hà kiếm đồ. Khụ. Phía xa, Dương Diệp ho nhẹ một tiếng, lập tức có một tia máu chậm rãi tràn ra khỏi miệng hắn. Cùng lúc đó, cơ thể hắn đã biến thành màu đỏ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đã đầy những lỗ kiếm. Cơ thể của hắn là cảnh giới kỷ nguyên, rất mạnh, nhưng Kiếm Hư trước mắt này còn mạnh hơn. Người có thể tiêu diệt kiếm thần cung sẽ yếu sao? Có thể nói, nếu như không phải hắn nắm giữ kiếm tổ, hắn thậm chí không có tư cách đánh với đối phương một trận. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng đây là sự thật. Theo ta đoán, ngươi chắc hẳn vẫn có thể thi triển kiếm kỹ này được một lần nữa. Kiếm Hư đi về phía Dương Diệp. Tới đi, thi triển một đòn cuối cùng của ngươi đi. Vừa dứt lời, một kiếm ý từ trong không trung xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, rất nhiều kim kiếm năng lượng xuất hiện ở trước mặt hắn và hợp thành một mặt kiếm thuẫn năng lượng màu vàng. Kiếm thuẫn vừa ra, một kiếm quang màu vàng lập tức phát ra, sau đó tầng tầng lớp lớp bao trùm ở trên kiếm thuẫn. Cùng lúc đó, một kiếm khí sắc bén trực tiếp ép về phía Dương Diệp. Phía xa, tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn qua không trung. Lúc này, nữ tử mù vẫn đang chiến đấu kịch liệt cùng con rồng đen vẫn đang ở thế hạ phong, đồng thời lúc này gần như chỉ có chịu đòn. Nhưng nữ tử mù muốn giết chết con rồng đen trong thời gian ngắn thì rất khó. Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn biết rõ, chờ mong nữ tử mù giải quyết xong con rồng đen mới tới giúp hắn là không được. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không hề do dự nữa. Kiếm thần ấn trên trán hắn sáng lên. Rất nhanh, kiếm thần ấn càng lúc càng sáng. Cùng lúc đó, kiếm ý của hắn cũng càng lúc càng mạnh. Qua vài hơi thở. Trong cơ thể Dương Diệp chợt phát ra một khí thế cùng kiếm ý khủng khiếp. Những kiếm ý của Kiếm Hư vây quanh Dương Diệp lập tức bị kiếm ý của Dương Diệp làm cho run rẩy. Kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước. Khi biết nữ tử mù không có cách nào giải quyết con rồng đen trong khoảng thời gian ngắn, Dương Diệp quyết định lựa chọn tăng kiếm ý lên đến cảnh giới nửa bước quy nguyên. Chỉ có kiếm ý đạt được cảnh giới nửa bước quy nguyên, hắn mới có thể đối đầu cùng Kiếm Hư trước mắt. Cảnh giới nửa bước quy nguyên. Kiếm Hư nheo mắt lại, trong phút chốc hắn giơ một ngón tay và rạch một cái. Một thanh trường kiếm năng lượng màu vàng lập tức bắn ra nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh làm cho Dương Diệp cũng không thể thấy rõ được quỹ tích. Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, tâm niệm thoáng động, vội vàng gọi ra U Linh Thuẫn. Bành! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy trăm trượng. Dương Diệp nhìn U Linh Thuẫn ngăn cản ở trước mặt mình. Lúc này, trên U Linh Thuẫn tự nhiên xuất hiện vài vết rạn rất nhỏ. Thật nhanh, thật mạnh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Hư, hắn không do dự, chân phải chợt đạp một cái, cả người hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía Kiếm Hư. Trong không trung, tay phải của Dương Diệp cầm thật chặt chuôi kiếm, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, kiếm ý cũng điên cuồng tràn vào trong vỏ kiếm cổ, tất cả lực lượng thân thể cũng tập trung lại. Dương Diệp còn chưa rút kiếm, chỉ dựa vào tốc độ cùng lực lượng trên thân để phát ra đã đánh nát không gian hắn đi qua. Đối diện Dương Diệp, vẻ mặt Kiếm Hư dần dần lạnh xuống, tay phải hắn chậm rãi giơ lên. Trong phút chốc, kiếm thuẫn do kiếm quang năng lượng tạo thành ở trước mặt hắn lập tức nhanh chóng xoay tròn. Theo kiếm thuẫn nhanh chóng xoay tròn, từng kiếm khí màu vàng từ trong tấm lá chắn vàng này bắn ra, chỉ trong chớp mắt, rất nhiều kiếm khí màu vàng lại che phủ kiếm của Dương Diệp phía xa. Ong! Mà vào lúc này, ở trong kiếm khí màu vàng dày đặc bỗng nhiên truyền đến một tiếng kiếm ngân. Tiếng kiếm ngân vang lên, những kiếm khí màu vàng lập tức tán loạn. Ngay sau đó, một đường kiếm quang trực tiếp bổ vào trên kiếm thuẫn màu vàng kia. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm thuẫn màu vàng kia lập tức ầm ầm vỡ nát, mà vào giây phút đó, Kiếm Hư đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía trước mặt. Âm! Lại là một tiếng nổ lớn vang lên ở trong không trung. Sau đó không gian vừa khôi phục lại đổ nát.
tất cả tối đen một mảnh. Rất nhanh, không gian đã khôi phục bình thường, nhưng sau đó lại đổ nát. Sau hơn 10 lần lặp đi lặp lại như vậy, không gian ở đây mới ổn định được. Dương Diệp cùng Kiếm Hư cách nhau nghìn trượng, hai người đều đứng không hề động đậy. Ở trên người của Dương Diệp đầy những lỗ kiếm, giống như từng bị vạn tiễn xuyên tâm vậy, trông vô cùng kinh người, mà Kiếm Hư. Lúc này đã không nhìn thấy cánh tay trái đâu nữa. Quả thật rất lợi hại. Lúc này, Kiếm Hư bỗng nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Trong những kiếm kỹ mà cả đời ta nhìn thấy, ngoại trừ kiếm trận trong tinh hà kiếm đổ phát ra, không có bất kỳ một môn kiếm kỹ nào có thể so sánh với kiếm kỹ của ngươi. Trong lòng hắn dĩ nhiên rất kinh ngạc, phải biết rằng, hắn cao hơn Dương Diệp tròn 3 cấp đấy. Cho dù Dương Diệp dựa vào vật bên ngoài mới tổn thương được hắn, nhưng điều này cũng không thể phủ nhận sự khủng khiếp của Dương Diệp. Đáng tiếc vẫn không thể nào giết chết được ngươi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Hư, hắn vốn cho rằng sau khi kiếm ý của mình tăng lên tới cảnh giới nửa bước quy nguyên, có thể dựa vào Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thật sự một lần hành động giết chết Kiếm Hư, nhưng hắn đã thất vọng. Thực lực của Kiếm Hư trước mắt này tuyệt đối không kém đế nữ trước đây, thậm chí còn mạnh hơn đế nữ lúc trước. Tuy nhiên điều này cũng là bình thường, dù sao Kiếm Hư này đã sống không biết bao nhiêu năm. Giết ta à? Kiếm Hư cười khẽ, nói. Dương Diệp, nếu như kiếm kỹ này của ngươi có thể thi triển vô hạn, không cần vô hạn, cho dù ngươi có thể liên tục thi triển 5 lần, ta sẽ lập tức quay đầu rời đi. Nhưng đáng tiếc, lấy thực lực của ngươi bây giờ, tối đa chỉ có thể thi triển được 2 lần, không phải sao? Nói xong, Kiếm Hư bỗng nhiên ngẩng đầu liếc nhìn qua phía chân trời. Lúc này, Ma Long đã hoàn toàn bị áp chế, chỉ toàn bị đánh. Không thể không nói. Ma Long khổng lồ bị nữ tử mù nhỏ bé hơn hắn vô số lần điên cuồng đánh, hình ảnh này rất tức cười. Đúng là nhịn giỏi. Kiếm Hư cười lạnh, sau đó nhìn về phía xa Dương Diệp. Ngươi còn nắm con át chủ bài nào nữa không? Ngươi đang trì hoãn thời gian. Hai mắt Dương Diệp híp lại, Kiếm Hư vốn có thể trực tiếp ra tay. Cả lúc trước sau khi hắn thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật lần đầu tiên, đối phương có thể thừa cơ ra tay. Lấy thực lực cùng tốc độ của đối phương hoàn toàn có khả năng làm cho hắn không có cơ hội thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật lần thứ hai. Nhưng đối phương tuyệt đối không làm như thế. Chỉ có một giải thích, đó chính là đối phương đang trì hoãn thời gian. Tại sao phải kéo dài thời gian? Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua con rồng đen trên không trung. Lẽ nào Kiếm Hư muốn mượn nữ tử mù tay để giết chết con rồng đen? Không hợp lý, nếu như con rồng đen bị nữ tử mù giết chết. Lấy thực lực của Kiếm Hư thì nhất định sẽ không có cách nào đối đầu với nữ tử mù được. Gào. Trong lúc Dương Diệp đang nghi ngờ, con rồng đen trên đỉnh đầu trên đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét giận dữ, Dương Diệp cùng Kiếm Hư đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cả người con rồng đen này từ trên xuống dưới xuất hiện một tầng ánh sáng mỏng màu đen. Khi những ánh sáng của nữ tử mù đánh vào trên người hắn, không chỉ không tạo thành tổn thương cho con rồng đen, trái lại còn bị đánh tan. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi. Con rồng đen này đang trở nên mạnh mẽ hơn. Ám hắc thủ hộ của bộ tộc Ma Long, long tộc bọn họ cơ bản đều có bảo vệ này. Lúc này, Kiếm Hư bỗng nhiên cười nói. Mỗi một lần thi triển thì phòng ngự cùng lực lượng của bọn họ sẽ được nâng cao rất lớn, tuy nhiên nó có hạn chế thời gian. Giống như hắn, 10 năm mới có thể thi triển một lần. Bây giờ ta không cần phải e ngại nữa rồi. Cho nên, cuộc chiến đấu nên kết thúc thôi. Nói xong, Nhiếp Thiên giơ tay phải ra phía trước, trong phút chốc có rất nhiều ánh sáng kiếm màu vàng nhanh chóng hiện ra ở xung quanh Kiếm Hư, sau đó bắn nhanh về phía vị trí của Dương Diệp. Nhìn vô số kiếm ánh sáng năng lượng này, hai mắt Dương Diệp hơi nheo lại. Trước đó hắn từng nghĩ tới chuyện thi triển kiếm vực áp chế Kiếm Hư, nhưng vấn đề là Kiếm Hư không chỉ vượt qua hắn ở trên phương diện kiếm đạo, thực lực chỉnh thể của đối phương cũng mạnh hơn hắn quá nhiều. Chênh lệch giữa hắn cùng đối phương, không chỉ đơn thuần là kiếm đạo mà còn có cảnh giới. Kiếm vực đè ép được kiếm ý của Kiếm Hư, nhưng không đè ép được cảnh giới cùng thực lực của đối phương. Cảnh giới của đối phương cao hơn hắn quá nhiều. Hậu quả thi triển kiếm vực lại có thể trực tiếp bị đối phương làm tiêu hao hết tuổi thọ. Không hổ danh là sư đệ của Kiếm Vô Cực, không hổ danh là người năm đó có thể diệt kiếm thần cung. Dương Diệp hít sâu một hơi. Tay phải thò ra phía trước và đang muốn thi triển kiếm ý giới hạn, đúng lúc này. Ha ha, một tiếng cười lớn bỗng nhiên vang vọng khắp không trung. Khi tiếng cười này vang lên, sắc mặt Ma Long,
nữ tử mù, còn cả kiếm hư đều thay đổi. Sắc mặt Dương Diệp cũng thay đổi. Vẻ mặt nữ tử mù cùng kiếm hư, Ma Long là đề phòng, còn Dương Diệp lại là mừng như điên. Vì sao? Bởi vì hắn biết chủ nhân của tiếng cười này, đó chính là Cùng Kỳ đã ngủ cực kỳ lâu. Không ngờ vừa tỉnh lại đã ngửi thấy được khí tức tà ác, ha ha. Vừa dứt lời, một bóng đen từ trước ngực Dương Diệp nhanh chóng hiện ra, rất nhanh, Cùng Kỳ đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Phía chân trời, vẻ mặt nữ tử mù thả lỏng, bởi vì Cùng Kỳ từ trong cơ thể Dương Diệp chui ra, nói cách khác, là cùng một phe với Dương Diệp. Mà vẻ mặt của kiếm hư cùng con rồng đen lại có chút khó coi. Đặc biệt là con rồng đen, ở trong con người rất lớn của nó đầy vẻ nghiêm trọng, còn có một chút kiêng kỵ. Nó là rồng, ở tồn tại trên đỉnh của sinh vật yêu tộc, có rất ít yêu thú có thể tạo thành uy hiếp đối với nó. Con yêu thú trước mắt này lại cho nó cảm giác nguy hiểm tới cực độ. Đây là yêu thú gì? Không chỉ trong lòng con rồng đen thấy nghi ngờ, ngay cả kiếm hư cũng vậy. Kiếm hư cùng con rồng đen không biết Cùng Kỳ là rất bình thường. Dù sao bọn họ không phải là người của linh giới, hơn nữa huyền giả nghịch chủng cùng mãnh thú năm đó cũng không có đi qua đại lục minh ngục. Cho nên, khi nhìn thấy hình dạng có phần kỳ quái của Cùng Kỳ, trong lòng con rồng đen cùng kiếm hư lập tức nghi ngờ. Đương nhiên, phần nhiều chính là kiêng kỵ. Sau khi Cùng Kỳ xuất hiện, ánh mắt trực tiếp phong tỏa Ma Long phía chân trời kia, ở trong mắt nó có một tia tham lam. Người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Cùng Kỳ quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, tức giận nói. Bây giờ mới tỉnh, còn không phải là bởi vì ngươi sao? Nói, có phải là tiểu tử ngươi cố ý hãm hại ta không hả? Nếu không, vì sao mỗi lần ta tỉnh lại, ngươi đều bị dồn vào đường cùng thế? Dương Diệp. Lúc này, Cùng Kỳ lại nói. Thôi đi. Dù sao cũng chỉ theo ngươi mấy năm mà thôi, ta cũng không tin trong vòng mấy năm ngươi có thể bẫy chết ta. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ma Long nơi chân trời kia. Long tộc, đáng tiếc, huyết mạch không thuần khiết, nếu không ta thật sự sẽ phải kiêng kỵ một chút. Huyết mạch không thuần khiết. Con rồng đen cười lạnh. Ngươi đang nói đùa sao? Bản tôn là long tộc chính thống của đại lục minh ngục, máu chảy trên thân là máu thuần chính nhất của long tộc. Huyết mạch long tộc thuần chính nhất. Cùng Kỳ ngắt lời con rồng đen nói. Đúng là buồn cười, ngươi tự nhiên nói mình là long tộc thuần chính nhất, ngươi biết gì mới thật sự là long tộc không? Ngươi biết chân long thật sự khủng khiếp tới mức nào sao? Không, ngươi căn bản không biết. Đúng rồi, ta sửa lại lời vừa rồi. Không chỉ huyết mạch của ngươi không thuần khiết, huyết mạch lão tổ tông của ngươi cũng không thuần khiết. Thế giới này, không, phải nói vũ trụ này không có chân long. Rồng ở đây nhiều lắm chỉ được tính là một nhánh nhỏ của bộ tộc chân long mà thôi. Buồn cười là các ngươi tự nhiên xem mình thành chân long. Hoàn toàn là nói bậy. Con rồng đen tức giận nói. Không biết sinh vật đê tiện từ đâu tới mà cũng dám nói xấu long tộc ta. Đê tiện. Trong con ngươi của Cùng Kỳ thoáng hiện lệ khí, trong phút chốc, hắn trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng đỏ phóng lên cao, lao về phía con rồng đen này. Hừ. Ma Long hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng có lệ khí thoáng hiện, tiếp theo, cơ thể hắn quay ngang, trực tiếp đụng về phía Cùng Kỳ. Ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của ba người Dương Diệp, Ma Long cùng Cùng Kỳ va chạm mạnh vào nhau. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, con rồng đen lớn hơn Cùng Kỳ vô số lần tự nhiên lại trực tiếp bị Cùng Kỳ đụng bay ra ngoài, hơn nữa, vào giờ phút này mảng ánh sáng màu đen trên thân con rồng đen này kia cũng nứt ra rất nhiều vết nứt rất nhỏ. Cùng Kỳ không hề dừng tay, cơ thể thoáng di chuyển, tiếp tục đụng về phía con rồng đen này. Ầm ầm ầm. Trên không trung truyền đến từng tiếng nổ lớn, ở dưới sự công kích điên cuồng của Cùng Kỳ, Ma Long không chỉ liên tục thất bại, tháo chạy, trên thân càng xuất hiện thêm trên trăm vết máu dài tới mười mấy trượng. Dĩ nhiên đó là do móng vuốt của Cùng Kỳ tạo thành. Sau khi Ma Long thi triển Hắc Ám thủ hộ, phòng ngự không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, nhưng móng vuốt của Cùng Kỳ lại sắc bén hơn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp lập tức thả lỏng. Ban đầu hắn còn có chút lo lắng, dù sao trước khi Cùng Kỳ ngủ say cũng không mạnh như vậy. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn là thừa rồi. Trong khoảng thời gian Cùng Kỳ đang ngủ say, thực lực nhất định cũng đang từ từ khôi phục, cho dù hắn không biết Cùng Kỳ khôi phục đến trình độ nào, nhưng không hề nghi ngờ,
bây giờ cùng kỳ đã không phải là cùng kỳ trước đây chỉ có thể giết đế giả nữa. Nhìn thấy con rồng đen liên tục thất bại, tháo chạy, vẻ mặt Kiếm Ngư trở nên thâm trầm. Hắn trăm tính vạn tính, không tính đến trên người của Dương Diệp còn có một tồn tại khủng khiếp như cùng kỳ như. Trốn sao? Trong đầu Kiếm Ngư xuất hiện ý nghĩ này, nhưng thoáng cái đã bị hắn loại bỏ. Có nữ tử mù ở đây, hắn căn bản không nơi nào để trốn được, hắn cũng không muốn chạy trốn nữa. Bởi vì hắn đã chạy trốn suốt một vạn năm. Kiếm Ngư hít sâu một hơi, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra. Ngay sau đó, không gian xung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Kiếm Ngư không trốn, hiển nhiên là muốn đánh một trận cuối cùng. Bây giờ hắn không thể thi triển ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, căn bản không có cách nào tạo thành uy hiếp cho đối phương. Hơn nữa, lúc này kiếm ý của hắn đã bắt đầu cắn trả. Đúng lúc này, nữ tử mù xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó nàng chỉ điểm một cái vào giữa chân mày của Dương Diệp, Dương Diệp lập tức cảm giác có một lực lượng thần bí tiến vào trong đầu hắn. Sau khi lực lượng này xuất hiện, đầu hắn lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều, hơn nữa, lực lượng phản phệ hình như cũng giảm bớt một ít. Nữ tử mù thu tay về, nói. Đi điều tức một lát đi, đừng để cho kiếm ý cắn trả, còn lại cứ giao cho ta. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, xuất hiện. Ngoài vạn trường, tuyệt chiêu của hắn đều đã dùng ra hết, nhưng vẫn không thể giết chết Kiếm Ngư. Bây giờ hắn ở chỗ này chỉ trở thành gánh nặng cho cùng kỳ cùng nữ tử mù. Không để ý tới chiến đấu, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó lấy ra tử tinh thạch bắt đầu hấp thu. Theo năng lượng tràn vào, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn lập tức xoay tròn, sau đó một tia tử khí từ bên trong vòng xoáy nhỏ chảy ra, cuối cùng tản vào tứ chi bách hải của hắn. Chữa trị thương tích cơ thể do Kiếm Ngư gây ra trước. Kiếm Ngư nhìn chằm chằm vào nữ tử mù, ở trong mắt hắn ngoại trừ nghiêm trọng, còn có một tia dữ tợn. Nếu như không phải vì nữ tử mù trước mắt, hắn đã sớm nhận được tinh hà kiếm đô, đồng thời rời khỏi thế giới này. Cũng bởi vì nữ tử mù nên hắn không chỉ không có được tinh hà kiếm đồ, còn thiếu chút bị giết, cho dù cuối cùng còn sống, nhưng không dám lấy mặt mũi thật sự gặp người, chỉ có thể trốn tránh. Đều là vì nữ nhân trước mắt. Hai mắt Kiếm Ngư chậm rãi nhắm lại, kiếm ý cảnh giới nửa bước quy nguyên xung quanh càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sắc bén, không gian cũng càng lúc càng run rẩy. Yên lặng vài hơi thở, Kiếm Ngư bỗng nhiên mở mắt ra, tay phải hắn kẹp lại làm kiếm chỉ, sau đó cách không chỉ một cái về phía nữ tử mù trước mặt. Ong! Một tiếng kiếm ngân chói tai vang vọng phía chân trời, ngay sau đó, không gian xung quanh Kiếm Ngư ầm ầm đổ nát. Từ trong hố đen không gian rất lớn có rất nhiều kiếm năng lượng màu đen nhanh chóng hiện ra, cuối cùng không ngừng bắn nhanh về phía nữ tử mù. Vẻ mặt nữ tử mù không thay đổi, tay ngọc duỗi ra đẩy về phía trước. Trong phút chốc, rất nhiều đường ánh sáng giống như lưu tinh nhanh chóng hiện ra phía sau lưng nàng, sau đó lao về phía những kiếm khí đối diện. Ầm ầm ầm. Trong hố đen không gian có tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Phía xa, Dương Diệp không nhịn được mở mắt liếc nhìn. Lúc này, nữ tử mù này cùng Kiếm Ngư đều ở trong hố đen không gian, ở bên trong hố đen không gian này, kiếm khí cùng ánh sáng lấp lánh không ngừng thoáng hiện, sau đó không ngừng va chạm. Cả hố đen không gian cũng bị vặn vẹo, dường như không chịu nổi lực lượng của hai người vậy. Cường giả chân chính. Dương Diệp biết rất rõ ràng, đừng thấy trước đó hắn có thể đối đầu cùng Kiếm Ngư, thật ra đều dựa vào trang bị toàn thân. Hơn nữa, Kiếm Ngư cũng có ý định kéo dài thời gian. Nếu không, có lẽ hắn đã sớm bị đối phương giết chết. Bây giờ, giữa hắn cùng Kiếm Ngư vẫn có chênh lệch rất lớn. Người có thể tự tin, nhưng không thể tự cao tự đại, càng phải nhận rõ mình để không thể lạc mất chính mình. Ngao! Đúng lúc này, trên không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên và lập tức sửng sốt trước cảnh tượng trên không trung. Lúc này, cùng kỳ tự nhiên đang ăn đuôi của con rồng đen. Hai móng của cùng kỳ nắm cái đuôi cực lớn của con rồng đen này, sau đó đang điên cuồng gặm ăn cơ thể con rồng đen, mặc cho con rồng đen này giãy giụa thế nào cũng chỉ vô nghĩa. Tốc độ ăn của cùng kỳ có chút kinh người, phải nói là có chút biến thái, chỉ trong thời gian không đến mấy lần hít thở, hắn đã ăn hết 1/10 cái đuôi của con rồng đen. Hơn nữa hắn càng ăn càng nhanh. Về phần con rồng đen này, lúc này trong con ngươi rất lớn của nó đầy vẻ hoảng sợ, dường như để thoát khỏi cùng kỳ.
cơ thể hắn xoay ngang, không ngừng thu nhỏ lại. Chẳng bao lâu, hình thể của hắn thu nhỏ đến trăm trượng. Sau khi nhỏ đi, hắn trực tiếp bay về phía vùng biển kiếm thần bên dưới. Đừng để cho hắn tiến trong biển. Đúng lúc này, giọng nói nữ tử mù bỗng nhiên vang lên ở trong không trung. Không cần nữ tử mù nói, cùng kỳ đã trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen xông về phía con rồng đen. Tốc độ của con rồng đen rõ ràng không nhanh bằng cùng kỳ, trong nháy mắt đã bị cùng kỳ đuổi kịp. Sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, cùng kỳ trực tiếp nắm lấy đuôi của con rồng đen và kéo nó tới trong không trung, lại bắt đầu gặm. Ngao! Trên không trung không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của ma long, trong giọng nói đầy vẻ khủng hoảng, vẫn có ự tuyệt vọng. Cùng kỳ lại không để ý tới ma long, móng vuốt không ngừng xé rách con rồng đen, cơ thể con rồng đen dần dần bị phân thây, con rồng đen nhìn rất là khủng khiếp còn sống. Chỉ có thể nhìn cơ thể của mình không ngừng bị cùng kỳ xé rách thành vô số mảnh, sau đó bị cùng kỳ ăn. Qua khoảng hơn 10 hơi thở, trên không trung hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Lúc này, trên không trung đã không có con rồng đen nữa, chỉ có một cùng kỳ đang không ngừng ợ hơi. Dương Diệp nhìn cảnh tượng như vậy thì sửng sốt rất lâu, sau đó vội vàng chỉ về phía kiếm hư, nói. Cùng kỳ lão huynh, giết chết hắn. Cùng kỳ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó quay đầu lại nhìn về phía kiếm hư, tiếp theo, hắn bắn nhanh về phía kiếm hư. Phía xa, khi thấy cùng kỳ bắn nhanh đến, vẻ mặt kiếm hư lập tức trắng bệch, trong mắt còn có một tia tuyệt vọng. Nữ tử mù cũng không nhàn rỗi, cơ thể thoáng di chuyển, hóa thành một đường ánh sáng xông về phía kiếm hư. Kiếm hư có thể ngăn cản cùng kỳ cùng nữ tử mù liên thủ sao? Tất nhiên không thể. Ngay vào lúc kiếm hư sắp chết, một cột ánh sáng bỗng nhiên từ phía dưới phóng lên cao, tiếp theo có một bóng trắng xuất hiện ở trước mặt kiếm hư. Một khí thế đáng sợ từ trong bóng trắng này lao ra, khiến nữ tử mù và cùng kỳ đang xông về phía kiếm hư lập tức bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Dương Diệp. Đây là ai? Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, thực lực của người tới rõ ràng cực kỳ cường hãn, nếu không cũng không có khả năng đánh văng cùng kỳ cùng nữ tử mù ra. Người đến hiển nhiên là đứng ở bên phía kiếm hư. Nữ tử mù cũng nhíu mày, rõ ràng nàng cũng không ngờ được thế giới này còn có cường giả như vậy. Trong mắt cùng kỳ cũng có một tia nghiêm trọng, bởi vì ở trên móng vuốt của hắn có một vết ấn rất sâu. Trong mắt kiếm hư cũng có chút nghi ngờ. Hắn không ngờ lại có một vị cường giả đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đối phương còn đang giúp hắn. Ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ánh sáng trắng xung quanh bóng trắng này dần dần tản đi. Rất nhanh, một nam tử trung niên đeo trường kiếm, cơ thể có chút hư ảo xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Kiếm vô cực. Nhìn thấy nam tử trung niên, kiếm hư lập tức trợn tròn hai mắt. Nghe thấy kiếm hư nói vậy, mắt Dương Diệp cũng trợn tròn. Kiếm vô cực. Nam tử trung niên trước mắt này là kiếm vô cực sao? Đùa kiểu gì vậy? Không phải đối phương đã chết rồi sao? Lẽ nào hắn không chết? Không có khả năng. Một loạt nghi ngờ không ngừng xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Là một tia linh hồn. Trong lúc Dương Diệp đang nghi ngờ, nữ tử mù ở bên cạnh hắn bỗng nhiên nói. Linh hồn. Dương Diệp hơi ngẩn người ra và quay đầu nhìn lại, quả nhiên cơ thể kiếm vô cực là hư ảo, đúng là linh hồn thể. Dương Diệp nhíu mày, lúc này đối phương xuất hiện là có ý gì? Muốn làm gì? Nữ tử mù cũng không ra tay, mà mặt hướng về phía tia linh hồn của kiếm vô cực, tuy nhiên Dương Diệp phát hiện tay ngọc của nàng nắm chặt. Dương Diệp biết, đừng nói tới đây chỉ là một tia linh hồn của kiếm vô cực, cho dù là kiếm vô cực thật đến đây, sợ rằng này nữ tử mù cũng sẽ không nỡ giết chết kiếm hư. Từ chuyện nàng có thể cam tâm tình nguyện ở lại đại lục vạn năm cũng có thể thấy được. Nàng rất căm hận kiếm hư cùng con rồng đen này. Kiếm vô cực khẽ gật đầu với đám người Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người của Dương Diệp, nói chính xác là rơi vào trên trán Dương Diệp. Nhìn trán Dương Diệp vài hơi thở, kiếm vô cực khẽ lắc đầu. Ý thức bị xóa đi, nó cuối cùng vẫn làm như vậy. Nói xong, hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp, nói. Không tệ. Nghe thấy kiếm vô cực nói vậy, vẻ mặt kiếm hư có chút phức tạp. Kiếm vô cực là một thiên kiêu lớn nên khả năng quan sát cực cao, người bình thường căn bản khó có thể lọt vào mắt của hắn. Ở bên trong kiếm thần cung, chưa từng có người nào được hắn khích lệ, bao gồm cả kiếm hư cũng vậy. Mà bây giờ, kiếm vô cực lại nói Dương Diệp không sai. Tuy nhiên điều này cũng là bình thường. Cho dù kiếm hư hắn và Dương Diệp là đối lập,
nhưng hắn vẫn đặc biệt tán thành thiên phú và thực lực của Dương Diệp. Tiền bối không phải đã hoàn toàn chết rồi sao? Lúc này, Dương Diệp hỏi. Kiếm Vô Cực khẽ lắc đầu. Có một số việc không bỏ xuống được, cho nên để lại một phần hồn phách. Dương Diệp liếc nhìn kiếm hư phía xa, sau đó nói. Sư đệ của tiền bối năm đó diệt kiếm thần cung, vì sao tiền bối không ngăn cản? Kiếm Vô Cực nói. Lúc đó ta đang ngủ say, linh hồn thể không có khả năng nguồn năng lượng phát ra, nếu không ngủ say để bảo tồn năng lượng vốn có của bản thân, khi năng lượng tiêu tan, tia hồn phách này sẽ hoàn toàn biến mất. Cứ như bây giờ, đợi lát nữa ta sẽ hoàn toàn biến mất, bởi vì ta không chỉ xuất hiện, còn ra tay. Đúng rồi, sở dĩ bây giờ ta xuất hiện là bởi vì chiến đấu của các ngươi thức tỉnh ta, đương nhiên cho dù không có các ngươi, ta cũng sẽ tỉnh lại. Dương Diệp liếc nhìn Kiếm Vô Cực, sau đó nói. Tiền bối có mục đích gì? Kiếm Vô Cực mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung. Trải qua hơn vạn năm ăn mòn, năm đó hắn trong lúc vô tình lưu lại những năng lượng khí lưu còn sót lại, bây giờ chắc hẳn đã rất yếu rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp xúc động. Tiền bối lưu lại tia hồn phách là để phá cấm chế phong ấn này sao? Kiếm Vô Cực khẽ gật đầu, nói. Đây không phải là cấm chế, nếu như trước đây hắn có ý định muốn tiêu diệt Đại Lục Minh Ngục, căn bản không cần phải tốn sức như vậy. Đây là khí lưu năng lượng lưu lại khi hắn cùng ta đại chiến, năm đó khí lưu màu xám này vẫn rất cường đại, lấy thực lực của linh hồn của ta lúc đó không có cách nào phá được nó. Nhưng bây giờ thì chắc hẳn có thể làm được. Dương Diệp nhìn Kiếm Vô Cực rất lâu, sau đó nói. Đáng giá không? Không thể không nói, Dương Diệp vẫn còn có chút kính nể Kiếm Vô Cực. Trước đây không chỉ hy sinh vì Đại Lục Minh Ngục, hơn nữa còn lưu lại linh hồn, chuẩn bị vào mấy vạn năm sau thay Đại Lục Minh Ngục phá hỏng cấm chế này. Dù sao nếu là hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Dương Diệp hắn chính là một người ích kỷ, về điểm ấy, hắn vẫn luôn thừa nhận. Đối với hắn, quan trọng nhất là người thân cùng bằng hữu của mình. Bất cứ lúc nào, hắn đều đặt người thân cùng bằng hữu của mình lên vị trí hàng đầu. Người vô tư giống như Kiếm Vô Cực, cho dù hắn làm không được, nhưng hắn lại kính nể. Bởi vì hắn cảm giác được, Kiếm Vô Cực là thật lòng suy nghĩ cho Đại Lục Minh Ngục, mà không phải có tâm tư riêng gì cho mình. Kiếm Vô Cực khẽ cười, nói. Nơi này là nơi sinh ra ta nuôi ta lớn khôn, hơn nữa, ở đây có hàng trăm triệu sinh linh. Ta có thể nào buông tha nó được. Nếu như không có năng lực thì thôi, nhưng ta hết lần này tới lần khác lại có chút năng lực, nếu ta có năng lực này, nếu như ta không đi làm sẽ đi ngược với bản tâm, đi ngược với niềm tin kiếm đạo của ta. Ngươi là kiếm tu, chắc hẳn ngươi hiểu rõ ta, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn tất nhiên hiểu rõ. Niềm tin kiếm đạo của mỗi người đều khác nhau, kiếm đạo của hắn là ích kỷ, chỉ cần là người đối xử tốt với hắn, hắn sẽ đi làm. Sẽ không quan tâm chuyện đó đúng hay sai. Điều này tất nhiên có lợi. Lợi ích chính là không bị gò ép. Kiếm đạo của Kiếm Vô Cực. Nói trắng ra chính là, Dương Diệp hắn là người xấu, Kiếm Vô Cực là người tốt, người xấu bình thường hay sống tương đối lâu, bởi vì người xấu chỉ biết đi làm chuyện có lợi cho mình, người tốt lại dành phần lớn thời gian đi làm chuyện không tốt với mình mà tốt với người khác. Kiếm Vô Cực chính là người như vậy, hy sinh mình để giúp người. Vẫn là câu nói kia, cho dù hắn không làm như vậy, nhưng vẫn tôn kính người như thế. Kiếm Vô Cực khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Kiếm Hư, trong mắt có một chút phức tạp. Ta biết ngươi sẽ trách ta trước đây không cho ngươi nắm giữ kiếm thần cung cùng tinh hà kiếm đồ, nhưng ta không ngờ được ngươi tự nhiên sẽ vì vậy mà tiêu diệt kiếm thần cung. Không phải lúc đó đều là do ngươi ép ta sao? Vẻ mặt Kiếm Hư có chút dữ tợn. Kiếm Vô Cực lắc đầu, nói. Ngươi có biết vì sao ta không cho người nắm giữ kiếm thần cung cùng tinh hà kiếm đổ không? Đây cũng là điều ta rất muốn biết, Kiếm Hư gằn giọng nói. Kiếm Vô Cực nói. Ngươi có thiên phú không tệ, trừ ta ra, người được xem là người tốt nhất trong kiếm thần cung năm đó. Nhưng trong tâm người quá tạp, một lòng chỉ muốn đi theo con đường tắt mà không biết, con đường kiếm đạo căn bản không có đường tắt nào có thể đi được. Ta không cho người nắm giữ kiếm thần cũng là hy vọng người có thể chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, không bị quyền lợi làm mê mẩn tâm trí, ta không cho người nắm giữ tinh hà kiếm đổ là không muốn để cho người đi đường tắt. Bởi vì mục đích người muốn tinh hà kiếm đổ chính là muốn thông qua đường tắt của tinh hà kiếm đổ này tới nắm giữ kiếm vực, đúng không? Nói xong,
Kiếm vô cực lắc đầu, nói. Ngươi biết tinh hà kiếm đồ cần phải có kiếm vực làm cơ sở mới có thể thi triển. Ta biết, nếu như ngươi nhận được nó, nhất định sẽ đặt tâm tư để nghiên cứu tinh hà kiếm đồ. Nếu quả thật làm như vậy, vập cả đời này của ngươi đều sẽ sống ở dưới bóng tối của ta, càng không có cách nào tiến thêm một bước. Ngươi gạt ta. Kiếm hư bỗng nhiên giận dữ gầm thét lên. Ngươi không cho ta nắm giữ kiếm thần cung, không cho ta nắm giữ tinh hà kiếm đồ, mục đích thực sự là không muốn ta vượt qua ngươi, đây mới là mục đích thực sự của ngươi. Kiếm vô cực liếc nhìn kiếm hư có chút điên cuồng, sau đó nói. Ngươi biết, con người ta nói một là một, không thích giả tạo, nói cái gì thì chính là cái đó. Hơn nữa, ta cũng không cần thiết tới nói dối với ngươi. Hắn không nói sai. Lúc này, nữ tử mù bỗng nhiên nói. Ngươi năm đó chẳng qua là kiếm ý niết bàn cảnh đỉnh phong, bây giờ ngươi lại đạt tới cảnh giới nửa bước quy nguyên. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì trong lòng ngươi tạm thời bỏ qua tinh hà kiếm đồ và kiếm thần cung, nếu như ta không đoán sai, những năm gần đây ngươi nhất định là dồn hết tất cả tâm tư ở trên kiếm đạo, đúng không? Sắc mặt kiếm hư trở nên trắng bệch, trong mắt đầy vẻ mê mang. Kiếm vô cực im lặng một lát rồi quay đầu lại nhìn về phía nữ tử mù. Có thể tha cho hắn một mạng không? Nữ tử mù lắc đầu, nói. Cho dù bản thể của ngươi ở đây, hôm nay hắn cũng phải chết. Kiếm hư nhìn nữ tử mù rất lâu, đang muốn nói, đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên kinh ngạc nói. Hắn! Kiếm vô cực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thân kiếm hư tản ra ngọn lửa. Đốt hồn! Kiếm hư đang đốt hồn! Lẽ nào hắn muốn đốt hồn nâng cao thực lực? Trong đầu Dương Diệp xuất hiện ý nghĩ này, nhưng chẳng bao lâu hắn đã hủy bỏ ý nghĩ này, bởi vì khí tức của kiếm hư lúc này tuyệt đối không tăng vọt, trái lại sức sống đang không ngừng sói mòn. Vì sao? Kiếm vô cực nói. Kiếm hư im lặng, dần dần, cơ thể hắn càng lúc càng trong suốt, còn trong suốt hơn cả cơ thể kiếm vô cực. Vào thời điểm kiếm hư sắp hoàn toàn biến mất, kiếm hư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kiếm vô cực, nói. Sư huynh, xin lỗi. Vừa dứt lời, cơ thể kiếm hư đã hoàn toàn biến mất. Kiếm vô cực chậm rãi nhắm hai mắt lại, im lặng rất lâu hắn mới mở mắt ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thế gian rất nhiều thứ mà chỉ khi chúng ta mất đi mới có thể quý trọng, không biết sau khi mất đi mới muốn quý trọng thì có lẽ đã quá muộn rồi. Con người nên quý trọng người trước mắt. Nói xong, kiếm vô cực chậm rãi đi về phía trên không trung. Lúc này, Cùng Kỳ ở bên cạnh Dương Diệp nhìn kiếm vô cực, bỗng nhiên nói. Người dị thế này không tệ. Nhân tài kiệt xuất một đời. Lúc này, nữ tử mù cũng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu và ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này, tốc độ của kiếm vô cực càng lúc càng nhanh, ở quanh người hắn tản ra kiếm quang sắc bén, kiếm ý xung quanh Dương Diệp lập tức run rẩy. Trên không trung, tốc độ của kiếm vô cực vẫn đang tăng nhanh. Chẳng bao lâu kiếm vô cực đã hóa thành một đường kiếm khí tiêu tan ở trong tầm mắt của mọi người. Đối xử tử tế với đại lục minh ngục. Trên không trung truyền đến giọng nói của kiếm vô cực. Giờ phút này, tất cả người của đại lục minh ngục đều nghe được tiếng nói này. Ngay sau đó, không trung chấn động mạnh, tất cả đại lục minh ngục đều nghe được một tiếng động lớn vang lên. Rất nhanh, một bầu trời sao xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cấm chế đã biến mất. Bầu trời sao mênh mông, rất nhiều ngôi sao dày đặc tô điểm, càng lộ ra vẻ thâm thúy đến mê người. Từng điểm sáng từ những ngôi sao trên khoảng không chiếu xuống, phủ lên mặt đất một tầng lụa mỏng trong suốt màu lam. Lúc này, rất nhiều huyền giả trên đại lục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao mênh mông, trong sự kích động kèm theo một chút tò mò, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy bầu trời sao. Hóa ra bầu trời sao đẹp như vậy. Lúc này, vô số người đều nghĩ như vậy. Mà đối với một vài cường giả cảnh giới hư giả lại không đơn thuần là tò mò cùng kích động, mà là mừng như điên, còn có cảm giác được giải thoát. Bởi vì đối với bọn họ, Đại lục Minh Ngục chính là một nhà tù chuyên môn giam giữ những hư giả bọn họ. Ở đây, cả đời bọn họ cũng không có cách nào thăng cấp, chỉ có thể chờ chết. Cũng may, bây giờ cấm chế không còn, bọn họ được giải thoát rồi. Ở đó... Ba người Dương Diệp im lặng rất lâu, cuối cùng Cùng Kỳ bỗng nhiên nói. Ta phải hấp thu năng lượng của con rồng cặn bã kia. Trong khoảng thời gian này ngươi đừng quấy rầy ta, có việc thì tự mình giải quyết đi. Nói xong,
cùng kỳ trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng tiến vào trước ngực của Dương Diệp. Dương Diệp, đi theo ta. Lúc này, nữ tử mù bỗng nhiên nói. Nói xong, nàng xoay người đi về phía dưới. Dương Diệp vội vàng đi theo, trong lòng có chút kích động. Vì sao? Bởi vì trước đó hắn nghe được, tinh hà kiếm đồ này đang ở trên người nàng. Bảo bối đấy. Về phần kiếm vô cực nói có gì đều cần phải dựa vào mình, không thể đi đường tắt mà dựa vào vật bên ngoài. Lời kia là nói với kiếm hư, hắn đã lĩnh ngộ kiếm vực, làm gì còn cách nói con đường tắt nữa. Thật ra, vật bên ngoài đối với Dương Diệp cũng là một loại lực lượng, đương nhiên hắn sẽ không dựa vào vật bên ngoài. Hắn cảm thấy có thể lợi dụng vật bên ngoài nâng cao thực lực của chính mình, nhưng không thể dựa vào vật bên ngoài. Mức độ này cần bản thân nắm chắc, chỉ cần nắm chắc được, vật bên ngoài càng nhiều mới càng tốt, nếu như nắm chắc không tốt, vậy sẽ lạc mất chính mình, cuối cùng sẽ lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên, tất cả đều là vấn đề tâm tính. Dương Diệp theo nữ tử mù đi tới trên tảng đá lớn nơi nàng thường ngồi xếp bằng bên bờ biển. Nữ tử mù nhẹ nhàng phất tay ngọc, rất nhanh. Nước biển phía xa bỗng nhiên lùi lại với tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, nước biển đã lùi đến ngoài mấy trăm trượng, một mộ phần bằng đá xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp cùng nữ tử mù. Dương Diệp theo nữ tử mù đi tới trước mộ phần bằng đá kia. Mộ phần này có kích thước bình thường, không có mộ bia, cũng không có gì đặc biệt, chỉ được xây bằng loại đá đơn giản nhất. Nữ tử mù im lặng rất lâu, sau đó nói. Hắn cùng ta là Thanh Mai Trúc Mã. Hắn cũng là một tên kiếm tu giống như ngươi, khi đó, hắn một lòng muốn gia nhập kiếm thần cung, bởi vì kiếm thần cung xem như là thánh địa kiếm tu của đại lục lúc đó. Tuy nhiên, thiên phú của hắn cũng không tốt, cho nên nhiều lần bị kiếm thần cung từ chối. Vì gia nhập kiếm thần cung, hắn chỉ có thể khổ luyện. Khi đó, ta vẫn tu luyện cùng hắn. Hắn rất chịu khó, cuối cùng hắn thành công gia nhập kiếm thần cung, tuy nhiên chỉ là một đệ tử ký danh. Dương Diệp liếc nhìn mộ phần bằng đá nhưng không nói gì. Nữ tử mù giơ tay vén lọn tóc bị gió biển thổi loạn, tiếp tục nói. Hắn nói, chờ hắn trở thành đệ tử ngoại môn sẽ trở lại tìm ta, dẫn ta cùng đi tới kiếm thần cung. Nói đến đây, nữ tử mù dừng lại một lát, mới nói tiếp. Khi đó ta mới biết được, hắn vẫn muốn gia nhập kiếm thần cung không phải là vì mình, mà là vì ta. Vì ngươi. Dương Diệp không hiểu. Nữ tử mù khẽ gật đầu. Khi đó ta còn chưa thức tỉnh giác quan, không chỉ kinh mạch bế tắc, cơ thể còn cực kỳ suy yếu, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Kiếm thần cung là thế lực mạnh nhất đại lục, bên trong có rất nhiều linh dược cùng thiên tài địa bảo. Sở dĩ hắn cố gắng muốn gia nhập kiếm thần cung như vậy, chính là hy vọng có thể vì ta cầu xin linh dược. Đáng tiếc, hắn không biết, không phải bất kỳ linh dược nào cũng có thể trị hết cơ thể ta. Dương Diệp im lặng. Nữ tử mù lại nói, ở dưới cố gắng của hắn thành công gia nhập đệ tử ngoại môn. Bởi vì nghị lực cùng chịu khó của hắn được một vị trưởng lão kiếm thần cung nhìn chúng, đồng thời thu làm đồ đệ, đồng thời cũng hứa với hắn sẽ trị liệu cơ thể cho ta. Nhưng vào lúc này, kiếm hư cấu kết với ma long đột nhiên phát động đánh lén kiếm thần cung. Nữ tử mù ngừng một hồi, sau đó tiếp tục nói. Bởi vì kiếm hư nắm giữ trận pháp cùng với thực lực kiếm thần cung. Bởi vậy, ở dưới liên thủ của kiếm hư cùng ma long, tất cả cường giả trong kiếm thần cung bị bọn họ tàn sát hầu như không còn. Trong đó cũng bao gồm cả hắn. Khi nữ tử mù nói đến đây, Dương Diệp phát hiện, ở chỗ khóe mắt của nữ tử mù có hai giọt nước mắt tràn ra, màu đỏ tươi. Im lặng rất lâu, hai hàng máu và nước mắt trên gương mặt nữ tử mù đột nhiên biến mất. Gió hơi lớn. Nói xong, tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vung lên. Những trận gió thổi trên biển xung quanh lập tức không thể tới gần nàng cùng Dương Diệp nữa. Dương Diệp im lặng. Nữ tử mù nói. Vào giây phút khi biết hắn ra đi, nước mắt của ta cứ chảy mãi. Cuối cùng ta mù, sau đó ta thức tỉnh. Cả đời này ta có hai chuyện hối hận nhất. Chuyện thứ nhất là năm đó không có khả năng giúp được đại tỷ cùng nhị tỷ. Chuyện thứ hai chính là không làm cho mình sớm mù. Nếu như ta sớm mù thì hắn sẽ không phải chết. Dương Diệp lắc đầu, không thể không nói, trong lòng ma long cùng kiếm hư nhất định sẽ thấy bất bình, cũng bởi vì giết chết một kẻ mà trong mắt bọn họ cho là con kiến hôi, sau đó một người một rồng bị minh nữ vây khốn ở nơi này gần vạn năm, cuối cùng còn chết đi. Mà tất cả những điều này đều bởi vì một ngoại môn đệ tử tầm thường. Giết người có mạo hiểm, cần cẩn thận.
ta vây khốn Ma Long, nhưng kiếm hư trốn mất. Tuy nhiên ta biết, hắn nhất định sẽ trở lại, bởi vì ta đã cướp tinh hà kiếm đồ. Lúc này, nữ tử mù lại nói. Theo ta dự đoán, sau khi Ma Long hoàn toàn lành vết thương, hắn sẽ trở về. Thật ra, ta đã sớm có thể giết chết Ma Long. Nhưng nếu như ta giết Ma Long, kiếm hư hắn nhất định sẽ hoàn toàn ẩn nấp. Vì có thể giết chết được cả hai bọn họ, ta chỉ có thể chờ, chờ vết thương của con Ma Long bình phục. Thật ra, cho dù không có ta với cùng kỳ, người cũng có thể thắng được hai người bọn họ, đúng không? Dương Diệp nói, từ lúc trước nữ tử mù ra tay đã thấy được, nàng chắc chắn không cố gắng hết sức. Nữ tử mù im lặng một lát, sau đó nói. Ngươi đến làm cho ta có chút bất ngờ. Ngươi giúp ta nhiều lần như vậy, hơn nữa lại là tam tỷ của Minh Nữ, nếu như ta ngồi yên không để ý, vậy còn là người nữa sao? Dương Diệp nói. Nữ tử mù quay đầu lại mặt hướng về phía Dương Diệp, cho dù mắt nàng nhắm, nhưng Dương Diệp cảm giác được, Minh Nữ đang nhìn hắn. Rất lâu sau, nữ tử mù khẽ gật đầu, nói. Tên ta vốn có một chữ Linh, người có thể gọi ta là Linh Tỷ. Nếu như trước đây nàng giúp đỡ Dương Diệp là vì nể mặt đám người Minh Nữ, như vậy hiện tại nàng thật sự tán thành Dương Diệp, xem Dương Diệp như đệ đệ. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, lập tức cười nói. Linh Tỷ. Tiếng gọi tỷ này với hắn cũng không mệt, phải nói là có lời. Người trước mắt này lại là một vị cường giả siêu cấp đấy. Hơn nữa, nàng là tam tỷ của Minh Nữ, hắn cùng Minh Nữ là bằng hữu, bởi vậy gọi tỷ cũng là chuyện nên làm. Nữ tử mù khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi tới trước mộ phần bằng đá im lặng rất lâu mới khẽ nói. Ta phải đi rồi, chờ sau khi ta làm xong tất cả mọi chuyện, ta lại tới đây với người, mãi đến khi trời đất cũng già. Nói xong, nữ tử mù xoay người đến bên cạnh Dương Diệp, sau đó nắm vai của Dương Diệp và phóng lên cao. Sau khi hai người đi rồi, nước biển phía xa lập tức tràn qua, chỉ một thoáng một phần bằng đá kia lại chìm ngập trong nước biển. Trên không trung, ta phải rời đi. Bên cạnh Dương Diệp, nữ tử mù nói. Đi đâu? Dương Diệp hỏi. Đi tới một nơi đáng lẽ ta phải sớm đến. Nữ tử mù nói. Dương Diệp im lặng một hồi. Sau đó nói, ngươi biết tinh vực Thiên Vân ở đâu không? Tinh vực Thiên Vân chính là địa phương đế nữ ở lại, hắn hoàn toàn không biết gì về nơi này. Tuy nhiên hắn biết, nữ tử mù có kiến thức rộng rãi, hẳn là có biết. Tinh vực Thiên Vân, nữ tử mù nói, ngươi muốn đi tới tinh vực Thiên Vân sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Nữ tử mù nói, ngươi muốn đi tinh vực Thiên Vân, hoặc quay về linh giới thì nhất định phải đi tới một chỗ trước. Chỗ nào? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Tinh không chi thành. Nữ tử mù nói. Tinh không chi thành. Dương Diệp không hiểu. Đó là một thế giới sao? Nữ tử mù giải thích. Đây là một thành, cũng có thể nói là một thế giới, bởi vì thế giới này giống như là một thành. Ở trong thành này có rất nhiều truyền tống trận tinh không, có thể truyền tống đến bất kỳ một tinh vực nào ngoại trừ thế giới lớn. Tinh không chi thành là do một gia tộc thế giới lớn sáng lập. Chuyên môn phục vụ thế giới trung bình cùng thế giới nhỏ dưới thế giới lớn, đương nhiên sẽ phải thu phí. Làm thế nào để đi tới tinh không chi thành? Dương Diệp hỏi. Nữ tử mù ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở mỗi một mảnh tinh vực, bọn họ đều thiết lập một truyền tống trận tinh không, ở tinh vực Minh Ngục này cũng có, cho nên ngươi ra hỏi đại lục Minh Ngục, cứ đi sâu vào trong tinh không về phía bắc, ngươi sẽ phát hiện ra truyền tống trận tinh không kia. Bước vào trong đó. Người lại sẽ tới tinh không chi thành. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta đã hiểu rõ. Lúc này, nữ tử mù nói. Tính tình ngươi quá cứng rắn, quá thẳng, quá kích động. Tính tình này chắc chắn sẽ khiến cả đời ngươi không ngừng gặp phiền phức. Tuy nhiên, ngươi có thể có thành tựu như hôm nay cũng là vì tính tình này của ngươi. Ngươi phải hiểu được, ngươi đã không có đường rút lui nữa, ngươi chỉ có thể dũng mãnh tiến lên, không ngừng làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, người mới có thể làm theo tính tình của mình mà không mất bản tâm, người hiểu chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn tất nhiên hiểu rõ lời Minh Nữ nói. Cả đời này hắn vì tính tình của mình mà đắc tội không biết bao nhiêu người, gây ra không biết bao nhiêu chuyện. Tuy nhiên, tính cách này của hắn là không đổi được. Dương Diệp hắn thật sự không làm được chuyện khiến mình phải chịu oan ức, để cho người khác thoải mái. Đối với hắn mà nói, nếu người bắt nạt ra, ta sẽ trả lại ngươi gấp 10 lần.
Có ân báo ơn, có thù oán lập tức báo thù. Đây là nguyên tắc làm người của hắn, cũng là tính cách của hắn. Nữ tử mù cúi đầu nhìn về phía dưới, vị trí kia là mộ phần bằng đá trong vùng biển kiếm thần. Sau khi nhìn vị trí kia rất lâu, nữ tử mù nói. Chờ ta. Nói xong, nữ tử mù trực tiếp hóa thành một cột ánh sáng phóng lên cao, xông thẳng vào bầu trời sao. Phía dưới, Dương Diệp ngẩn người, sau đó vội vàng nói. Tinh Hà. Hắn còn chưa nói xong, bầu trời sao bỗng nhiên có một đường ánh sáng trắng phóng tới, tốc độ của ánh sáng trắng rất nhanh, lập tức đi tới trước mặt của hắn. Khi ánh sáng trắng tản đi, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Chấm chấm chấm. Ở trước mặt hắn là một mảnh vải rách, hắn đã từng thấy nó. Vào lần đầu nhìn thấy nữ tử mù, mảnh vải rách này ở bụng của nữ tử mù. Chỉ có điều khi lúc hắn cho rằng đây là một miếng vá. Nhưng hiển nhiên nó không phải là một miếng vá, nếu không, nữ tử mù cũng sẽ không đưa cho hắn. Nhìn mảnh vải rách trong tay một lát, tay phải của Dương Diệp bấm tay bắn ra, một tia kiếm ý tiến vào trong đó. Àm! Mảnh vải rách lập tức tản ra một ánh sáng rực rỡ, ngay sau đó, một bức vẽ màu lam trong suốt xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bức vẽ dài khoảng một thước, chiều rộng không tới nửa thước. Ở trên bức vẽ trống rỗng không có gì cả. Tinh Hà kiếm đồ. Im lặng suy nghĩ rất lâu, tay phải của Dương Diệp đặt xuống bức vẽ, kiếm ý trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Sau khi kiếm ý tràn vào, cả bức vẽ bỗng nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt và trực tiếp biến mất, vào giây phút bức vẽ biến mất cảnh tượng xung quanh lại thay đổi. Bầu trời sao? Lúc này Dương Diệp ở trong tinh không, trên đỉnh đầu cùng xung quanh hắn là những vì sao vô tận. Lúc này, kiếm linh xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Đây hơn là thế giới chân thật. Kiếm linh trầm giọng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, khi hắn chút kiếm ý vào tinh hà kiếm đồ, tinh hà kiếm đồ liền đưa hắn tới trong tinh đi không. Nói cách khác, bây giờ hắn căn bản không phải ở trong huyễn cảnh, mà là ở trong thế giới chân thật. Những cái đó cũng không phải là vì sao chân chính. Lúc này, kiếm linh bỗng nhiên nói. Có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Kiếm linh nói. Một ngôi sao cách chúng ta trên 10 vạn dặm, nhưng ngươi xem thử, những ngôi sao này cách chúng ta rất gần, gần vô cùng. Nói đến đây, kiếm linh dừng lại một lát, sau đó nói. Nếu như ta không đoán sai, đây là kiếm vô cực căn cứ vào tinh hà vũ trụ này của chúng ta sáng tạo ra hình chiếu của một bầu trời sao. Hình chiếu của bầu trời sao? Dương Diệp càng không hiểu. Kiếm linh khẽ gật đầu, nói. Hắn dùng thần thông vô thượng đưa hình chiếu của bầu trời sao vô tận vào trong tinh hà kiếm đồ, nói đơn giản một chút thì tinh hà kiếm đồ này là một bản thu nhỏ của bầu trời sao trong vũ trụ. Những ngôi sao bên trong tinh hà kiếm đồ này và những ngôi sao trong bầu trời sao ngoài vũ trụ nhất định có liên hệ gì đó. Bởi vậy, khi phát động tinh hà kiếm đồ mới có thể dẫn động ngôi sao trong tinh hà của vũ trụ. Kiếm linh nói như vậy, Dương Diệp đã hiểu được một chút. Tinh hà kiếm đồ chính là do kiếm vô cực căn cứ vào bầu trời sao trong vũ trụ để sáng tạo ra, hắn bắt chước tất cả bầu trời sao trong vũ trụ, nhưng những ngôi sao trong tinh hà kiếm đồ này cũng không phải là độc lập, mà là có liên hệ với ngôi sao trong bầu trời sao vũ trụ thật sự. Bởi vậy, khi hắn phát động những ngôi sao bên trong tinh hà kiếm đồ này lúc, có thể lấy những ngôi sao này làm vật trung gian, dẫn động những ngôi sao thật sự ở sâu trong tinh không vũ trụ. Có thể nói, bây giờ bọn họ thật ra là đang ở trong thế giới hư ảo, bởi vì những ngôi sao xung quanh cũng không phải sao chân chính, mà là một hình chiếu của ngôi sao trong tinh không vũ trụ. Làm thế nào để dẫn động những ngôi sao này? Dương Diệp hỏi. Ngươi thi triển kiếm ý thử xem. Kiếm linh nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, kiếm ý niết bàn cảnh xuất hiện trong không trung và lập tức liền bao trùm tất cả ngôi sao ở đó. Sau khi kiếm ý xuất hiện, những ngôi sao lập tức tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Tia sáng này không phải là ánh sao, mà là kiếm quang. Nhưng ngoài việc đó ra thì không có chút động tĩnh gì cả. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp nhìn về phía kiếm linh. Kiếm linh nhìn lướt qua ở đó, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi thi triển kiếm vực thử xem. Dương Diệp khẽ gật đầu và bước về phía trước một bước, trong phút chốc, khắp bầu trời sao đều được kiếm vực của hắn bao phủ. Những ngôi sao lập tức khẽ run lên. Cùng lúc đó, sắc mặt Dương Diệp cũng lập tức thay đổi. Kinh ngạc. Vì sao? Bên trong kiếm vực, hắn là chúa tể, hắn có thể nắm giữ tất cả, cũng hòa làm một thể với tất cả. Khi hắn thi triển kiếm vực,
hắn cảm nhận được vô số ngôi sao. Điều này có chút khó tin, nhưng lúc này hắn quả thật có cảm giác như vậy. Vô số ngôi sao. Dương Diệp không chỉ có thể cảm nhận được mỗi một ngôi sao đó, còn có thể cảm nhận được bản thể của những ngôi sao này. Nói cách khác, lúc này hắn mượn tinh hà kiếm đồ, có thể cảm nhận được tất cả ngôi sao của minh ngục tinh hà. Không chỉ cảm nhận, hắn thậm chí còn cảm giác được mình cùng những ngôi sao của minh ngục tinh hà đã thành lập một tia liên hệ. Ta đã hiểu rõ vì sao tinh hà kiếm đồ này nhất định phải có kiếm vực mới có thể thi triển được. Lúc này, kiếm linh nói. Vật ấy là do kiếm vô cực quan sát vũ trụ tinh hà lĩnh ngộ ra. Nếu như ta không đoán sai, khi hắn sáng tạo tinh hà kiếm đồ đã dùng tới kiếm vực. Cũng chỉ có dùng kiếm vực, mới có thể làm cho hắn cảm nhận được rõ ràng những ngôi sao trong vũ trụ, sau đó sáng tạo ra tinh hà kiếm đồ. Mà hy sau khi tinh hà kiếm đồ xuất hiện, người thi triển phải cảm ứng được những ngôi sao, thành lập liên hệ. Muốn làm vậy thì chỉ có nắm giữ kiếm vực, cũng chỉ có kiếm vực mới có thể làm được. Phải thế nào để phát động tinh hà kiếm đồ? Dương Diệp hỏi. Kiếm linh nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Ngươi vẫn thiếu một thanh kiếm. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp hóa thành kiếm rơi vào phía xa, khi kiếm linh hóa thành kiếm, những ngôi sao bắt đầu chấn động mãnh liệt. Phát động chúng, lấy chúng làm vật trung gian để dẫn động mảnh ngôi sao trong tinh vực này, phóng ra kiếm khí ngôi sao. Lúc này, kiếm linh bỗng nhiên nói. Có thể được sao? Dương Diệp hỏi. Đương nhiên. Kiếm linh nói. Bản thân những ngôi sao này lại ẩn chứa lực ngôi sao, bây giờ người cần phải làm là lấy hình chiếu những ngôi sao bên trong tinh hà kiếm đồ làm vật trung gian, phát động những ngôi sao trong mảnh tinh vực này, biến lực ngôi sao của chúng thành kiếm khí. Ta thử xem. Dương Diệp vừa nói dứt lời thì hai mắt khép hờ. Qua rất lâu sau. Ong 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 ong. Rất nhiều tiếng kiếm ngân bỗng nhiên vang lên ở tinh vực minh. Ngục, ngay sau đó. Ở trong tinh không của tinh vực minh ngục có vô số ngôi sao chợt phát ra từng kiếm khí ngôi sao. Những kiếm khí ngôi sao này giống như sao rơi xuống, liên tục nối nhau rơi về phía đại lục minh ngục. Lúc này, gần như tất cả người đại lục minh ngục đều đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, trong mắt tất cả mọi người đều là vẻ khó tin cùng kinh ngạc, còn có khủng hoảng. Ngày diệt vong đã tới sao? Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người lúc này. Bởi vì ở trong tầm mắt của bọn họ có vô số kiếm khí ngôi sao đang rơi xuống. Đầy trời đều là kiếm khí ngôi sao, kín không kẽ hở. Đây là cảnh tượng kinh khủng tới mức nào. Nhưng chẳng bao lâu, những kiếm khí này đột nhiên biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô số người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong tinh hà kiếm đồ, lúc này đầu Dương Diệp đầy mồ hôi, mắt đầy tơ máu, gương mặt còn trắng bệch như tờ giấy, không chỉ có vậy. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong tóc hắn tê sự nhiên xuất hiện vài sợi tóc bạc, đặc biệt hai bên thái dương càng dễ làm cho người khác chú ý hơn. Nơi đó đã gần như biến thành màu trắng như tuyết. Không sao chứ? Kiếm linh ở bên cạnh Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cười gượng, nói. Lần này thiếu chút nữa thì chơi đến tàn phế. Hắn thành công dẫn động kiếm khí ngôi sao, nhưng hắn phải trả cái giá rất đắt. Cái giá này có chút khủng khiếp, đó chính là hắn trực tiếp tổn thất gần 3.000 năm tuổi thọ. 3.000 năm tuổi thọ. Phải biết rằng, tuổi thọ của đế giả bình thường là khoảng vạn năm. Nói cách khác, vừa rồi chỉ một lát như thế, hắn đã tổn thất 3.000 năm tuổi thọ. Thật may là hắn thu tay lại đúng lúc, nếu không sẽ không phải là 3.000 năm, mà có khả năng sẽ trực tiếp bị tàn phế. Ta quên mất. Lúc này, kiếm linh trầm giọng nói. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, kiếm vực của ngươi căn bản không chịu nổi nhiều lực ngôi sao như vậy. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tất cả bầu trời minh ngục có bao nhiêu ngôi sao? Nhiều lực ngôi sao như vậy, bây giờ hắn căn bản không có khả năng chịu đựng nổi. Thật ra, rất may bây giờ hắn đạt tới đế giả, nếu như vẫn lấy thực lực của bán đế để dẫn động kiếm khí ngôi sao, vậy thì không cần phải nói nữa, không tới một hơi thở hắn đã trực tiếp chết rồi. Hiện tại vẫn may. Nếu như hắn đi ra ngoài và muốn một lần thi triển kiếm trận ngôi sao thì vẫn có thể, tuy nhiên cái giá phải trả này có hơi lớn, còn lớn hơn cả đốt ý. Đốt ý chẳng qua là chỉ làm giảm cảnh giới xuống, nhưng phát động cái này là sẽ mất mạng đấy. Có thể không sử dụng thì cố gắng đừng sử dụng. Kiếm linh nói. Dương Diệp cười gượng, nói. Đương nhiên. Thật ra, uy lực kiếm trận ngôi sao đã đặc biệt khủng khiếp, có thể nói.
nếu để cho hắn thi triển cái này ra đối chiến với kiếm hư, này kiếm hư tuyệt đối sẽ bị hắn giết thành cặn bã trong giây lát. Đừng nói giết kiếm hư, cho dù hủy diệt tất cả đại lục minh ngục cũng có thể làm được. Vừa rồi, nếu những kiếm khí kia rơi xuống đại lục minh ngục, cho dù cuối cùng đại lục minh ngục không bị hoàn toàn hủy diệt, nhưng ít nhất có 9 phần sinh linh trên đại lục minh ngục sẽ chết. Vô số kiếm khí ngôi sao, cho dù là bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu kiếm khí. Đúng rồi. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nếu như chúng ta rời khỏi mảnh tinh vực này, vậy có phải tinh hà kiếm đồ sẽ không có tác dụng nữa không? Đương nhiên sẽ không phải rồi. Kiếm Linh nói. Công năng chính của tinh hà kiếm đồ là mô phỏng vị trí ngôi sao ở chỗ nó ở, cho nên chỉ cần là nơi có ngôi sao thì nó có thể phát động. Như vậy cũng tốt. Dương Diệp cười nói. Bây giờ ngươi biết tác dụng của kiếm vực chưa? Kiếm Linh nói. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó khẽ gật đầu, nói. Thật ra ta đã sớm nắm giữ một ít công năng của kiếm vực. Kiếm vực có thể làm gì? Có thể trấn áp kiếm ý còn mạnh hơn hắn, có thể áp chế tất cả lực pháp tắc, có thể phục chế một ít lực pháp tắc, có thể che giấu khí tức của mình, có thể khiến cho hắn nhanh chóng tu luyện kiếm kỹ. Mà bây giờ, hắn lại học được cách có thể cảm ứng năng lượng thể, trực tiếp lấy năng lượng thể làm chất trung gian để gọi ra kiếm khí. Ví dụ như bây giờ nếu xung quanh hắn có tử tinh thạch, hắn chỉ cần thi triển kiếm vực để cảm ứng tử tinh thạch, thành lập được liên hệ cùng những tử tinh thạch này, có thể trực tiếp sử dụng năng lượng bên trong những tử tinh thạch này phát động thành kiếm khí để đối địch. Kiếm vô cực chính là lợi dụng nguyên lý này để sáng tạo ra tinh hà kiếm đồ, tuy nhiên hắn biết kiếm vực của hắn không có cách nào bao trùm được tất cả tinh vực ngôi sao, bởi vậy mới làm ra tinh hà kiếm đồ, coi đây là chất trung gian để cảm ứng những vì sao chân chính. Lấy nhỏ cảm ứng lớn. Không thể không nói, kiếm vô cực là một thiên tài. Bây giờ ngươi biết chỗ đáng sợ của kiếm vực rồi chứ? Lúc này, Kiếm Linh lại hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết kiếm vực đáng sợ. Nếu có một ngày kiếm vực của hắn có thể bao trùm khắp tinh vực, khi đó, hắn có thể phát động năng lượng thể ở khắp tinh vực thành kiếm khí. Nếu như kiếm vực của hắn có thể bao trùm khắp vũ trụ. Nếu như kiếm vực có thể bao trùm vũ trụ này, khi đó tất cả năng lượng thể bên trong vũ trụ này đều có thể biến thành kiếm khí. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không khỏi có chút kích động. Nhưng chẳng bao lâu, hắn lại tỉnh táo lại. Bao trùm tất cả vũ trụ sao? Bây giờ kiếm vực của hắn tối đa cũng chỉ có thể bao trùm khoảng vạn dặm mà thôi. Bao trùm tất cả vũ trụ còn cách hắn rất xa xôi. Tuy nhiên Dương Diệp cũng không nóng nảy, bây giờ hắn chỉ mới là đế giả. Theo cảnh giới nâng cao, kiếm vực cũng sẽ nâng cao theo, cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể làm được điều đó. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua vô số ngôi sao ở đó, sau đó trong đầu vừa thoáng suy nghĩ, tất cả mọi thứ xung quanh lập tức bắt đầu biến thành hư ảo, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, tinh hà kiếm đồ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn tinh hà kiếm đồ trước mắt, khóe miệng Dương Diệp cong lên khẽ mỉm cười. Tinh hà kiếm đồ đã tới tay, cấm chế cũng đã biến mất. Đã đến lúc rời đi rồi. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh, nói. Chúng ta đi thôi. Kiếm Linh khẽ gật đầu và hóa thành một đường kiếm quang tiến vào trước ngực của Dương Diệp. Mạt Nhật Thành, Kiếm Điện. Ta quyết định chuyển tổng bộ kiếm minh qua trên kiếm thần đảo. Trong điện, Dương Diệp ngồi trên vị trí chủ vị nói. Trước đây nữ tử mù không cho hắn chuyển kiếm minh qua kiếm thần đảo, là bởi vì ở vùng biển kiếm thần có ma long. Nhưng bây giờ, ma long đã bị cùng kỳ ăn mất. Nếu vùng biển kiếm thần không còn nguy hiểm, hắn tất nhiên phải chuyển tổng bộ kiếm minh qua kiếm thần đảo, dù sao nơi đó cũng thích hợp cho kiếm minh phát triển hơn. Mọi người tự nhiên sẽ không phản đối đề nghị của Dương Diệp. Ánh mắt Dương Diệp nhìn Vân Bán Thanh. Bán Thanh, chuyện kiếm minh chuyển tới kiếm thần đảo sẽ do nàng tới toàn quyền chịu trách nhiệm. Vân Bán Thanh liếc nhìn Dương Diệp, khẽ nói. Các ngươi sắp đi sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó. Nói cho người phía dưới của các ngươi biết, sau này chuyện của kiếm minh ở đại lục minh ngục sẽ do Bán Thanh chịu trách nhiệm, mệnh lệnh của nàng chính là mệnh lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào không được chống lại. Cho dù Dạ Lưu Vân đã giao quyền lợi cho Vân Bán Thanh, nhưng hắn vẫn muốn đích thân tỏ thái độ, như vậy sẽ làm Vân Bán Thanh càng danh chính ngôn thuận, sau này mệnh lệnh của nàng cũng có thể càng được tôn trọng hơn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy,
Tất cả mọi người ở đó liền vội vàng gật đầu. Dương Diệp đã tỏ thái độ, vậy đại biểu cho sau này khi Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân không ở đây, Vân Bán Thanh chính là người có quyền lợi cao nhất ở Đại Lục Minh Ngục. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ngoại trừ Bán Thanh cùng Lưu Vân, những người khác đều lui ra đi. Rất nhanh, ở đó chỉ còn lại có Vân Bán Thanh cùng Dạ Lưu Vân. Tay phải của Dương Diệp vung lên, hai hư giả con rối xuất hiện ở trước mặt Vân Bán Thanh. Hắn nói, ta để lại hai con rối hư giả ở lại bên cạnh ngươi. Cho dù hắn giao quyền lợi cho Vân Bán Thanh, nhưng thực lực của nàng quá yếu, lúc hắn ở Đại Lục Minh Ngục, người kiếm minh tất nhiên không dám làm trái lại mệnh lệnh của Vân Bán Thanh, nhưng nếu như hắn dẫn theo mọi người rời đi. Khi đó, bên trong kiếm minh có khả năng sẽ có người sẽ bằng mặt không bằng lòng với Vân Bán Thanh. Hắn cũng không muốn khi trở về sẽ nhìn thấy là một kiếm minh hỗn loạn. Vân Bán Thanh liếc nhìn hai con rối trước mặt, sau đó nói. Ta sẽ quản lý Kiều Minh thật tốt. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lúc này, Vân Bán Thanh lại nói. Ta còn có chuyện. Nàng lo lắng về yêu tộc, đúng không? Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu. Yêu tộc tuân lệnh yêu hậu, bây giờ đã lui về ẩn vực. Nhưng khi đám người Dương Diệp rời đi, yêu tộc xông qua đánh, khi đó kiếm minh làm sao chống đỡ được yêu tộc. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu. Nếu Dương Diệp nói sẽ xử lý tốt, nàng tất nhiên sẽ không lo lắng. Do dự một lát, nàng nói. Khi nào các ngươi mới trở về? Dạ Lưu Vân cũng nhìn về phía Dương Diệp, đây cũng là điều nàng muốn biết. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta không biết, tuy nhiên nàng yên tâm. Chúng ta chắc chắn sẽ không một đi không trở lại. Ở đây, sau này chính là tổng bộ của kiếm minh chúng ta. Không quan tâm chúng ta ở bên ngoài phát triển tốt hay không, chúng ta đều sẽ trở lại. Nếu như hắn chỉ lẻ loi một mình, hắn chắc chắn sẽ không phát triển thế lực nào, một người một kiếm thì tự do biết bao nhiêu. Nhưng hắn không chỉ có một người, hắn còn có rất nhiều người cần bảo vệ. Cho nên, hắn dĩ nhiên phải tiếp tục phát triển thế lực kiếm minh này. Hắn theo đuổi lực lượng là để bảo vệ người thân nhất của mình, phát triển thế lực cũng là một loại lực lượng. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu, có trở về là được. Dương Diệp mỉm cười, nói. Các nàng đi xử lý chuyện cần thiết đi, ta đi ẩn vực một chuyến. Có cần bảo đám người Lâm gia chủ đi cùng với ngươi không? Dạ Lưu Vân nói. Một mình ta là đủ rồi. Dương Diệp vừa dứt lời đã trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở bên ngoài đại điện. Có hối hận không? Dương Diệp đi rồi, Dạ Lưu Vân bỗng nhiên nói. Hối hận gì? Vân Bán Thanh nói. Dạ Lưu Vân nói. Ngươi biết đấy. Vân Bán Thanh im lặng một lát, sau đó nói. Trước đây vẫn là hắn giúp ta, ta cũng muốn giúp hắn một chút, bây giờ không phải là một cơ hội tốt sao? Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Con người hắn có chút lười biếng, ngươi ở bên cạnh hắn. Sau đó có thể ngươi sẽ phải bận rộn đấy. Dạ Lưu Vân nói. Hắn mang ta theo, thật ra chính là mục đích này. Nói xong, hai nàng nhìn nhau cười. Sau khi rời khỏi Mạt Nhật Thành, Dương Diệp ngự kiếm lao về phía ăn vực. Yêu tộc đúng là một vấn đề rất lớn. Nếu như không giải quyết vấn đề này, hắn cũng không dám rời khỏi Đại Lục Minh Ngục. Hắn không muốn dùng vũ lực tới giải quyết vấn đề này, đương nhiên nếu như không có lựa chọn. Hắn không ngại dùng vũ lực để giải quyết. Rất nhanh, Dương Diệp đã đi tới vị trí ẩn vực, cơ thể hắn thoáng di chuyển và bước vào này bên trong vòng sáng truyền tông. Mới vừa vào bên trong vòng sáng, Dương Diệp đã nhíu mày, bởi vì không ngờ thông đạo truyền tống bên trong vòng sáng này đã đóng kín. Hắn biết, đây là yêu tộc nghe theo mệnh lệnh của yêu hậu, đóng truyền tống trận của ấn vực. Im lặng rất lâu, kiếm thần ấn trên trán Dương Diệp sáng lên, tiếp theo. Tay phải hắn thò ra phía trước. Rất nhanh, trong không gian đóng kín này xuất hiện 10 thanh ý kiếm đã hóa thành thực chất. Nhìn 10 thanh ngọc kiếm này một lát, Dương Diệp xoay người biến mất ở trong thông đạo không gian. Hắn để lại 10 thanh ý kiếm dĩ nhiên là để phòng yêu tộc, lấy thực lực của hắn bây giờ, 10 thanh ý kiếm này ít nhất có thể chém giết vài yêu thú hư giai của yêu tộc. Bản thân yêu tộc đã có ít yêu thú hư giai, hơn nữa trước đó đại chiến cùng nhân tộc đã tổn thất thêm một ít, có thể nói. Lúc này yêu tộc đã không chịu nổi bất kỳ tổn thất nào nữa. Cho dù yêu tộc muốn báo thù cũng là chuyện rất lâu về sau. Hơn nữa,
hắn để lại 10 thanh ý kiếm cũng coi như để lại một tín hiệu. Sau này nếu như yêu tộc thật sự muốn ra khỏi ẩn vực, có ý kiếm này ở đây, đối phương nhất định phải phá hỏng ý kiếm của hắn trước. Mà một khi đối phương phá hỏng ý kiếm của hắn, vậy hắn sẽ cảm ứng được trước tiên. Tuy nhiên hắn cảm thấy, lúc này yêu tộc hẳn không có tâm tư báo thù. Không có yêu hậu, sau này yêu tộc có thể sẽ rơi vào nội loạn. Nhớ tới yêu hậu, trong lòng Dương Diệp không thể không kính nể. Trước đây nếu như không phải Nhiếp Vô Mệnh đột nhiên xuất hiện, tình cảnh của Kiếm Minh thật sự khó có thể giữ được. Dương Diệp lắc đầu và thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó xoay người cơ thể thoáng di chuyển, biến mất ở phía chân trời. Ở lối ra ẩn vực. Hắn đi rồi. Ngươi xác định chứ? Xác định. Phù, thật may, đi, trở lại thông báo với các đại tộc trưởng. Ngươi nói ai sẽ là yêu vương mới? Ai biết, nghe nói giữa các đại tộc trưởng cũng ai không phục ai. Ôi, nếu như yêu hậu còn, yêu tộc sẽ không như vậy. Sau khi rời khỏi đó, Dương Diệp đi tới kiếm thần đảo. Hắn cũng không quên ở trên kiếm thần đảo vẫn có một nhóm dân thổ cư. Kiếm Minh muốn di chuyển đến trên kiếm thần đảo, vậy nhất định phải xử lý tốt những dân thổ cư trên kiếm thần đảo, đặc biệt vạn túc công kia. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp đi tới trên kiếm thần đảo. Dương Diệp đi thẳng tới chỗ ở của vạn túc công. Dương Diệp vừa đến đã thấy vạn túc công từ trong núi lao ra, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng cùng kiêng kỵ. Trước đây, Dương Diệp cùng đám người nữ tử mù ở trên không trung đại chiến cùng đám người kiếm hư, hắn cũng nhìn thấy. Hắn biết mình không thể chống lại Dương Diệp lúc này. Dương Diệp cũng không nhiều lời vô ích, nói thẳng. Người của ta đều muốn rời đến trên kiếm thần đảo, người có thể không cần rời đi, nhưng không cho phép ngươi ra tay với người của ta. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Vạn Túc Công trầm giọng nói. Bây giờ ngươi sẽ chết. Dương Diệp nói. Vạn Túc Công nheo mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Được, ta đáp ứng. Dương Diệp liếc nhìn Vạn Túc Công thật lâu, lúc này, Vạn Túc Công vội vàng nói. Nhân loại, nếu ta đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ làm được, chỉ cần người của ngươi không tới tìm ta gây phiền phức, ta quyết không đi gây phiền phức cho bọn họ. Dương Diệp thoáng cười nói. Không cần khẩn trương, ta không muốn giết ngươi, ta chỉ có vài chuyện muốn nhờ ngươi. Chuyện gì? Vẻ mặt Vạn Túc Công vẫn có chút đề phòng, hắn đã tự mình lĩnh giáo qua sự vô sỉ của Dương Diệp. Dương Diệp nói. Dương Diệp nói. Ta muốn rời khỏi Đại Lục Minh Ngục đi làm vài chuyện, ta hy vọng người của ta tới kiếm thần đảo, ngươi giúp chiếu cố một chút. Xem như ta nợ ngươi một ân tình, ngươi thấy thế nào? Đây là mục đích hắn để Vạn Túc Công ở lại kiếm thần đảo. Thực lực Vạn Túc Công vẫn tạm được, nếu như hắn bằng lòng giúp chiếu cố Kiếm Minh, vậy cho dù yêu tộc đột kích, Kiếm Minh cũng có sức chống đỡ. Ta có khả năng cũng sẽ rời đi. Lúc này, Vạn Túc Công nói. Ngươi cũng muốn rời khỏi đây sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Vạn Túc Công khẽ gật đầu, nói. Nếu đã không có cấm chế, ta tất nhiên muốn rời khỏi đây. Tuy nhiên, phải qua một thời gian ngắn nữa. Ngươi yên tâm, trước khi đi, ta sẽ giúp ngươi để ý tới người ngươi. Hắn dĩ nhiên bằng lòng kết giao với loại cường giả như Dương Diệp này. Cảm ơn. Dương Diệp mỉm cười, sau đó ôm quyền, nói với Vạn Túc Công. Từ biệt. Nói xong, Dương Diệp xoay người biến mất ở phía chân trời. Nhìn phía chân trời, Vạn Túc Công khẽ nói. Lại là một kiếm vô cực à. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi kiếm thần đảo, Dương Diệp trực tiếp trở lại Kiếm Minh, trong kiếm điện. Ánh mắt Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân. Tất cả mọi người đã đến đông đủ chưa? Tất cả đều ở ngoài điện chuẩn bị. Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ra thôi. Đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Trong gian phòng, vẻ mặt của Dương Diệp kích động. Trong mắt đầy vẻ hưng phấn cùng mừng như điên. Vì sao? Bởi vì Hồng Mông Tháp muốn khôi phục lại. Lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn đang nhanh chóng xoay tròn, từng khí tức đang không ngừng tràn ra. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trong phòng, yên lặng chờ đợi. Có chút kích động, có chút hưng phấn, đương nhiên, phần nhiều vẫn là chờ mong. Bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ lập tức có thể nhìn thấy đám người Thanh Thi. Thanh Thi, Tần Tịch Nguyệt, Bảo Nhi, Lôi Lâm, Tiểu Giao, còn có Tuyết Nhi.
Cứ như vậy, qua gần 3 canh giờ. Một khí tức đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện ở trong Mạt Nhật Thành, mọi người trong Mạt Nhật Thành vô cùng kinh ngạc. Nhưng chẳng bao lâu, khí tức này đột nhiên biến mất không gặp, thật giống như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua vậy. Trong gian phòng, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, rất nhanh, hắn lập tức biến mất. Bên trong Hồng Mông Tháp, ở trước mặt Dương Diệp là một nữ tử mặc trang phục màu trắng, quần trắng, lạnh lùng giống như tiên nữ. Nữ tử này dĩ nhiên chính là Thanh Thi. Nhìn Thanh Thi trước mắt vẫn xinh đẹp động lòng người, hai mắt Dương Diệp lập tức ướt. Hắn khẽ cười và đi tới trước mặt Tô Thanh Thi, sau đó ôm chặt Tô Thanh Thi vào trong lòng. Ôm thật chặt, giống như rất sợ sẽ mất đi vậy. Rất lâu, Dương Diệp khẽ nói. Cuối cùng cũng gặp mặt. Nghe vậy, Tô Thanh Thi cũng rơi nước mắt. Hồng Mông Tháp đóng lại, nàng cùng Dương Diệp mất đi liên hệ, không có ai biết mấy ngày này nàng phải sống thế nào. Chờ đợi lo lắng. Cả ngày lẫn đêm đều sống trong sự chờ đợi lo lắng. Trước đây lúc xa nhau, Dương Diệp đang ở trong đường cùng. Này, còn có chúng ta đấy. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên từ phía xa truyền đến. Nghe vậy, Tô Thanh Thi vội vàng thả Dương Diệp ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, một nữ tử mặc váy đỏ, dáng người đầy đặn xinh đẹp rõ ràng đang bất mãn nhìn hắn. Tần Tịch Nguyệt. Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này Tần Tịch Nguyệt trực tiếp chạy tới trước mặt của hắn, sau đó hôn hắn. Bảo Nhi tỷ tỷ, bọn họ đang làm gì vậy? Ở phía xa, một tiểu nữ hài buộc hai bím tóc tò mò nhìn Dương Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt. Tiểu nữ hài ít tuổi, mặc một chiếc váy hoa, con mắt lớn, dáng vẻ rất giống với Dương Diệp. Tuyết Nhi không thể nhìn. Ở bên cạnh cô bé là một nữ tử chừng 20 tuổi bỗng nhiên che mắt tiểu nữ hài. Sau khi che mắt cho Tuyết Nhi xong, nữ tử này còn kéo một tiểu nữ hài bên cạnh qua, nói. Lôi Lâm, người cũng không được nhìn. Bảo Nhi tỷ tỷ, vì sao không thể nhìn? Lôi Lâm chớp chớp mắt, không hiểu. Người còn nhỏ, không thể nhìn. Bảo Nhi vội vàng che mắt Lôi Lâm. Phía xa, Tần Tịch Nguyệt thả Dương Diệp ra, sau đó trừng mắt với Dương Diệp. Thành thật khai báo, mấy năm nay ngươi ở bên ngoài lại tìm được bao nhiêu nữ nhân rồi. Nghe vậy. Tô Thanh Thi cũng nhìn về phía Dương Diệp. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen. Ta có háo sắc như vậy sao? Ngươi không có sao? Tần Tịch Nguyệt hỏi ngược. Dương Diệp. Ngươi là phụ thân sao? Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy từ phía xa truyền đến. Nghe được tiếng nói này, thân thể Dương Diệp lập tức run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tiểu nữ hài buộc hai bím tóc đang tò mò nhìn hắn. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó đi tới trước mặt tiểu nữ hài và ôm nàng vào trong lòng, cười nói. Tuyết Nhi ngoan, gọi một tiếng phụ thân đi. Tuyết Nhi liếc nhìn Tô Thanh Thi phía xa, Tô Thanh Thi cười khẽ gật đầu, thấy thế, Tuyết Nhi nhìn về phía Dương Diệp, nàng do dự một lát sau đó khẽ nói. Phụ thân, nghe vậy, mắt Dương Diệp lại ướt, hắn dĩ nhiên là áy náy với Tuyết Nhi, bởi vì từ khi Tuyết Nhi sinh ra, hắn không ở bên cạnh nàng được bao lâu. Đặc biệt là sau khi nàng bước vào Hồng Mông Tháp đóng 5-6 năm, trong khoảng thời gian này, hắn càng chưa từng ở bên cạnh Nagep một khơ cắc nào. Làm một phụ thân, hắn tuyệt đối là không đạt tiêu chuẩn. Ca ca. Đúng lúc này, một giọng nói có chút sợ hãi bỗng nhiên vang lên. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Lôi Lâm đang nhìn hắn, ở trong mắt nàng có chút sợ hãi, có chút do dự, còn có một chút mừng rỡ. Lôi Lâm vẫn là dáng vẻ trước đây, vẫn nhỏ như vậy, 5 năm qua, thân thể nàng tuyệt đối không phát sinh biến hóa gì. Nhìn Lôi Lâm, Dương Diệp mỉm cười, sau đó vẫy vẫy tay. Lôi Lâm do dự một lát mới đi tới trước mặt Dương Diệp trực tiếp bế nàng lên, sau đó hôn lên mặt Lôi Lâm cùng Tuyết Nhi. Ngay từ lúc đầu Tuyết Nhi còn có chút xa lạ với Dương Diệp, nhưng chẳng bao lâu, nàng dần dần quen thuộc với Dương Diệp, sau đó gọi phụ thân cũng tự nhiên hơn. Sau khi vui đùa cùng Bảo Nhi và Lôi Lâm một hồi, Dương Diệp nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Tiểu tạp dịch, đã lâu không gặp. Thiếu nữ cười hì hì, nói. Tiểu tạp dịch. Dương Diệp khẽ cười, gọi hắn như vậy tất nhiên chỉ có Bảo Nhi. Lúc này Bảo Nhi đã trưởng thành, tuy nhiên toàn thân nàng vẫn có phần tinh nghịch. Ngoại trừ Bảo Nhi, ở phía xa còn có một nữ tử này đã từng cùng hắn trải qua không ít ân oán. Nữ tử này chính là An Bích Như của An gia.
Thấy Dương Diệp xem qua, An Bích Như khẽ gật đầu xem như là chào hỏi. Dương Diệp cũng khẽ gật đầu với An Bích Như, mặc dù đối phương và hắn từng có ân oán, nhưng điều này cũng sớm chấm dứt. Dường như nghĩ đến điều gì, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Tô Thanh Thi, nói. Thanh Thi, ta nhớ trước đây một số người của Đinh Gia đã được ta đưa đến trong Hồng Mông Tháp, bây giờ bọn họ thế nào rồi? Tô Thanh Thi nói. Chúng ta vẫn để cho bọn họ hôn mê. Như vậy cũng tốt. Dương Diệp khẽ gật đầu. Chuyện về Hồng Mông Tháp, ngoại trừ người thân nhất ra, hắn không muốn để cho bất kỳ kẻ nào biết, cũng không dám để cho người khác biết. Còn Tiểu Giao? Dương Diệp lại hỏi, hắn nhìn lướt qua ở đó, cũng không nhìn thấy Tiểu Giao. Nàng đang bế quan trùng kích bán đế. Tô Thanh Thi khẽ nói. Bán đế? Dương Diệp nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó. Hắn có phần kinh ngạc, bởi vì Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt và cả An Bích Như đều đạt tới đế giả, ngay cả Bảo Nhi không thích tu luyện cũng đạt tới thánh giả cao cấp. Tuyết Nhi tự nhiên đạt tới cảnh giới tôn giả. Dường như biết sự kinh ngạc của Dương Diệp, Tô Thanh Thi nói. Linh khí ở đây rất đầy đủ, hơn nữa linh khí ở đây khác với linh khí ở thế giới bên ngoài linh khí, cho nên tốc độ tu luyện của chúng ta rất nhanh. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu. Linh khí bên trong Hồng Mông Tháp dĩ nhiên là rất phong phú. Dù sao người ít như vậy, linh khí lại nhiều, hơn nữa, linh khí ở trong này không có khả năng là linh khí bình thường, mà là tử khí này. Cho dù loại tử khí này kém hơn Hồng Mông tử khí rất nhiều, nhưng so với linh khí bình thường vẫn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, ở bên trong này tu luyện tự nhiên còn nhanh hơn ở bên ngoài nhiều. Ngươi nói với chuyện ta về chuyện xảy ra trong mấy năm nay đi. Lúc này, Tô Thanh Thi bỗng nhiên nói. Đúng, ngươi nói một chút đi. Ngươi có bao nhiêu nữ nhân, không cho bỏ sót. Tần Tịch Nguyệt vội vàng nói. Dương Diệp khẽ cười, sau đó bắt đầu kể sơ qua chuyện mình từ đại lục huyền giả đến linh giới, cuối cùng đến đại lục minh ngục này. Đương nhiên, hắn cũng không nói tới những chuyện nguy hiểm trong đó, hắn không muốn để cho đám người Thanh Thi lo lắng. Cho dù Dương Diệp không nói về chuyện nguy hiểm, nhưng đám người Tô Thanh Thi làm sao có thể không biết nguy hiểm ở trong đó chứ? Tô Thanh Thi không nói gì thêm, chẳng qua cầm tay của Dương Diệp rất chặt. Dương Diệp nhìn lướt qua các nàng, nói. Sau này chúng ta đừng xa nhau nữa. Ta muốn ở lại đại lục minh ngục. Lúc này, Tô Thanh Thi bỗng nhiên nói. Ta cũng vậy. Một bên, Tần Tịch Nguyệt nói. Ta cũng muốn ở lại đại lục minh ngục. An Bích Như cũng nói. Vì sao? Nhìn ba nàng, trong mắt Dương Diệp đầy vẻ không hiểu. Lúc này, Tần Tịch Nguyệt nói. Kiếm Minh là thế lực do ngươi tạo dựng lên, bây giờ chắc chắn cần nhân thủ tới xử lý. Ta với Bích Như vẫn có chút thủ đoạn quản lý. Thanh Thi là thê tử được ngươi cưới hỏi đàng hoàng, có nàng ở đây, có thể ổn định lòng người. Dù sao, chỉ cần nàng ở đây, tất cả mọi người sẽ biết ngươi nhất định sẽ có ngày trở về. Như vậy, căn cứ vào uy tín của ngươi. Người đại lục minh ngục cũng không dám có tâm tư khác. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Ta không muốn xa các nàng. Tô Thanh Thi khẽ lắc đầu. Chúng ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Cho dù các nàng đã là đế giả, nhưng trong cuộc chiến đấu của Dương Diệp bây giờ, đế giả đã không giúp được gì cả. Các nàng tiếp tục đi theo Dương Diệp sẽ chỉ là gánh nặng của Dương Diệp. Nếu các nàng ở lại đại lục minh ngục thì vẫn có thể giúp được Dương Diệp. Dương Diệp vẫn còn có chút do dự, cho dù hắn biết đám người Thanh Thi ở lại đại lục minh ngục là một lựa chọn rất tốt, dù sao Vân Bán Thanh một mình quản lý Kiếm Minh vẫn quá tốn sức. Phải biết rằng, cho dù một mình Dạ Lưu Vân quản lý tất cả Kiếm Minh cũng có phần lực bất tòng tâm nữa là Vân Bán Thanh. Cho nên, nếu như đám người Tô Thanh Thi ở lại đây, vẫn có lợi cho Kiếm Minh. Nhưng vừa gặp mặt, hắn thật sự không muốn phải rời xa đám người Tô Thanh Thi, đặc biệt là Tuyết Nhi. Dường như biết được suy nghĩ của Dương Diệp, Tô Thanh Thi khẽ nói. Chúng ta cũng không muốn rời xa ngươi, nhưng chúng ta càng muốn giúp ngươi hơn. Dương Diệp liếc mắt nhìn các nàng, sau đó khẽ gật đầu, nói. Được. Khi Dương Diệp đưa đám người Tô Thanh Thi đến Kiếm Minh, vô số người lập tức bàn luận ầm ĩ, ngay cả Vân Bán Thanh cùng Dạ Lưu Vân cũng kinh ngạc, dù sao các nàng đều chưa từng gặp đám người Tô Thanh Thi. Các nàng là thê tử ta. Khi Dương Diệp giới thiệu với mọi người về đám người Tô Thanh Thi, tất cả Kiếm Minh lập tức xôn xao. Cho dù kinh ngạc, nghi ngờ,
nhưng mọi người rất nhanh đã tiếp nhận thân phận của đám người Tô Thanh Thi. Bởi vì đám người Tô Thanh Thi xuất hiện, Dương Diệp đành hoãn việc đi tới linh giới. Sau khi ở cùng đám người Tô Thanh Thi chừng 10 ngày, lúc này Dương Diệp mới dẫn theo mọi người cưỡi chiến hạm Hư Vân và rời khỏi Đại Lục Minh Ngục. Mẫu thân, phụ thân sẽ trở về chứ? Phía dưới, Tuyết Nhi nhìn chiến hạm Hư Vân đã hóa thành điểm đen phía chân trời này, hỏi. Tô Thanh Thi nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Tuyết Nhi, cười nói. Nhất định sẽ trở về, bởi vì Tuyết Nhi cùng mẫu thân ở đây, nơi này chính là nhà của hắn. Chấm chấm chấm. Trên chiến hạm Hư Vân, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở bên trong gian phòng của mình, lúc này tâm thần hắn chìm vào trong Hồng Mông Tháp. Lần này Hồng Mông Tháp không chỉ khôi phục lại, còn mở ra tầng thứ ba. Trong đầu vừa thoáng suy nghĩ, Dương Diệp đã đi tới một thế giới tối tăm, ở cách hắn không xa có một cánh cửa, lúc này, cánh cửa đã mở ra. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp đi vào. Sao có thể như vậy được? Sau khi đi vào, lập tức truyền đến tiếng kêu kinh ngạc nghi ngờ của Dương Diệp. Sau khi Dương Diệp bước vào cánh cửa kia đã đi tới một gian mật thất không lớn, dài rộng chỉ chưa đến trăm trượng, ở bên trong này không có gì cả. Giống tuếch, trong mắt Dương Diệp đầy vẻ nghi ngờ. Đúng lúc này, Kiếm Linh xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Kiếm Linh nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nhíu mày. Có điều gì đó không ổn. Dương Diệp cẩn thận cảm nhận xung quanh, sau đó gật đầu và nói. Quả thật có điều gì đó không ổn. Cho dù Dương Diệp cùng Kiếm Linh đều cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng là không biết là không ổn ở chỗ nào. Cứ như vậy, qua rất lâu, đồng tử của Kiếm Linh bỗng nhiên co lại. Ta biết rồi. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh. Biết gì? Kiếm Linh quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi ra ngoài và lại tiến vào. Cho dù không hiểu Kiếm Linh có ý gì, nhưng Dương Diệp vẫn làm theo. Hắn rời khỏi mật thất. Sau đó đi vào trong mật thất, hắn nhíu mày, bởi vì hắn không phát hiện gì cả. Nhưng chẳng bao lâu, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, nói. Sao có thể như vậy được? Hắn phát hiện, thời gian ở bên ngoài và trong mật thất không giống nhau. Kiếm Linh khẽ gật đầu, trong mắt đầy kinh ngạc. Quả nhiên khó có thể tin nổi, thế gian tự nhiên có thần vật như thế. Thời gian ngược dòng, đây là thần thông tạo hóa tới mức nào? Thời gian ngược dòng. Dương Diệp không hiểu. Kiếm Linh giải thích. Ngươi nên biết, cường giả cảnh giới hư giả thật sự có pháp tắc thời gian, bọn họ có thể trong thời gian nhất định, làm cho tốc độ của đối thủ trở nên chậm lại, tốc độ của bọn họ lại là bình thường. Nhưng ở đây, không gian ở đây lại có thể làm cho thời gian ngược dòng. Nói đơn giản một chút chính là ngươi ở nơi này tu luyện 10 năm, thật ra ở bên ngoài mới không tới 1 năm. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Ở đây 10 năm. Bên ngoài 1 năm. Quá quá điên cuồng. Lúc này, Kiếm Linh lại nói. Đây cũng không phải là pháp tắc thời gian, điều này đã vượt qua pháp tắc thời gian, thuộc về thần thông vô thượng. Thực lực của lão già mặc áo đạo sĩ kia có khả năng đã đạt đến một trình độ mà chúng ta cũng không tưởng tượng nổi. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn vẫn luôn biết lão già mặc áo đạo sĩ rất mạnh, mạnh mẽ khác thường, phải biết rằng người đó chỉ là một phân thân lại giết chết Kiếm Vô Cực. Đây là tồn tại kinh khủng tới mức nào, nhưng hắn cũng không biết đối phương rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào. Lúc này, Kiếm Linh lắc đầu. Không cần suy nghĩ quá nhiều, sau này ngươi chưa chắc đã không thể đạt được trình độ của hắn. Bây giờ có mật thất này, sau này ngươi tu luyện sẽ là làm ít công to. Đạt được hư giả là chuyện ở trong tầm tay. Ngươi mau chóng đạt được hư giả, thực lực của đế giả đối với ngươi thật sự đã không đủ nữa. Đương nhiên. Dương Diệp khẽ gật đầu, mặc dù bây giờ hư giả đã không tạo được uy hiếp gì đối với hắn, nhưng thế giới này không có khả năng chỉ có hư giả, còn có cảnh giới bán thần, trên cảnh giới bán thần còn có cảnh giới thần giả, trên cảnh giới thần giả còn có tồn tại mạnh hơn. Nếu như không có thực lực mạnh mẽ, nếu chẳng may ngày nào đó xuất hiện một cường giả giống như Kiếm Hư cùng nữ tử mù, khi đó hắn nên làm như thế nào? Trở nên mạnh mẽ, không ngừng mạnh mẽ hơn nữa. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Việc tu luyện không thể làm ngay trong một lúc, dù sao mật thất này ở trong cơ thể hắn, hắn có thể tiến đến bất kỳ lúc nào. Kiếm Linh khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một đường kiếm quang tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp. Sau khi Dương Diệp rời khỏi mật thất thì cũng không trở về hiện thực,
mà đi tới phòng luyện đan ở tầng thứ hai. Ở trong phòng luyện đan có một tiểu nữ hài đang nằm. Tiểu nữ hài này chính là Tiểu Thất đã hôn mê. Hắn thấy rất áy náy với Tiểu Thất, bởi vì sở dĩ Tiểu Thất hôn mê ngủ say là vì cứu hắn. Muốn Tiểu Thất tỉnh lại, ngoại trừ bản thân nàng tự tỉnh ra thì còn có một cách khác. Đó chính là chế luyện đan dược. Nhưng những năm gần đây, hắn căn bản không có thời gian đi nghiên cứu đan đạo, cho nên Tiểu Thất vẫn hôn mê ngủ say. Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Tiểu Thất, sau đó nói. Chờ xử lý tốt chuyện ở linh giới xong, ta lại chuyên tâm luyện đan, sau đó cứu nàng tỉnh lại. Ta bảo đảm sẽ không vượt quá một năm. Nói xong, Dương Diệp đi về phía lò luyện đan bên cạnh. Vào giây phút Dương Diệp xoay người, ngón tay của Tiểu Thất khẽ giật, cùng lúc đó, giữa chân mày của nàng bỗng nhiên xuất hiện một tia ánh sáng màu xanh lam, tuy nhiên nó chỉ thoáng qua rồi lại biến mất. Dương Diệp tuyệt đối không phát hiện ra sự khác thường của Tiểu Thất, hắn đi tới trước lò luyện đan này, ở bên trong lò luyện đan là một ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Nhìn ngọn lửa này, vẻ mặt Dương Diệp dần dần trở nên nghiêm trọng. Ba ngọn lửa của Ma Tiểu Lãnh rất mạnh, rất khủng khiếp, nhưng ba ngọn lửa này tuyệt đối không mạnh bằng lục đinh thần hỏa trước mắt này. Ba ngọn lửa của Ma Tiểu Lãnh cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, nhưng lục đinh thần hỏa này không chỉ cho hắn cảm giác nguy hiểm, run rẩy. Ở trước mặt lục đinh thần hỏa, hắn tự nhiên có một cảm giác run rẩy. Phải biết rằng, cho dù là nữ tử mù cùng kiếm hư hay ma long cũng không cho hắn cảm giác này. Bây giờ cơ thể của hắn là cảnh giới kỷ nguyên, nhưng nếu như hắn tiến vào lò luyện đan này, nhất định sẽ hóa thành cho tàn trong nháy mắt. Hắn rất tin tưởng vào điều này. Hắn có thể nắm giữ lục đinh thần hỏa này không? Không phải bây giờ hắn mới có ý nghĩ này, trước đây khi lần đầu tiên nhìn thấy lục đinh thần hỏa, hắn đã có ý nghĩ này. Tuy nhiên trước đây hắn vừa có ý nghĩ này đã tự mình loại bỏ, khi đó thực lực của hắn quá yếu, vẫn đừng mong làm được. Nhưng bây giờ hắn đã là đế giả, thực lực mạnh mẽ hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Nếu như có thể nắm giữ lục đinh thần hỏa, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ sợ cho dù là nữ tử mù cũng không dám cứng rắn chống lại lửa này. Dương Diệp do dự một lát thì đưa tay ra sờ vào lục đinh thần hỏa, đúng lúc này, Kiếm Linh đã xuất hiện ở bên cạnh hắn và nhìn hắn lắc đầu. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Với thực lực của hắn bây giờ, muốn thu phục lục đinh thần hỏa thì rõ ràng vẫn không khả năng, nếu miễn cưỡng thu phục, kết quả nhất định là nhóm lửa đốt mình. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng tính mạng quan trọng hơn. Vào lúc Dương Diệp cùng Kiếm Linh xoay người rời đi, một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong không trung. Sau khi mở ra tầng thứ tư lại tới, Dương Diệp cùng Kiếm Linh lập tức run lên, hai người liếc mắt nhìn nhau đầy vẻ khiếp sợ. Sau đó hai người nhìn về phía lục đinh thần hỏa, giọng nói trước đó phát ra chính là trừ bên trong lò luyện đan này. Dương Diệp nuốt nước bọt và nói, ngươi có thể nói sao? Nhưng lục đinh thần hỏa lại không trả lời. Dương Diệp chưa từ bỏ ý định, hỏi lại mấy lần, nhưng lục đinh thần hỏa vẫn không đáp lại. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh, Kiếm Linh lắc đầu, nói. Chờ mở ra tầng thứ tư lại đến đây đi. Dương Diệp khẽ gật đầu và liếc nhìn lục đinh thần hỏa, sau đó cùng Kiếm Linh rời khỏi lò luyện đan. Tiểu tử kia rõ ràng có thể nói, vì sao không trả lời ta? Tới bên ngoài đan lâu, Dương Diệp không hiểu hỏi. Kiếm Linh liếc nhìn Dương Diệp, nói. Thật sự muốn biết sao? Đương nhiên Dương Diệp nói. Kiếm Linh nói. Chỉ có một giải thích, đó chính là bây giờ người quá yếu, hắn cảm thấy người không tư cách giao lưu cùng hắn. Nói xong, cơ thể nàng thoáng di chuyển và lập tức biến mất. Dương Diệp. Kiếm Linh cũng bắt đầu nghịch ngợm rồi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó trở lại chiến hạm hư vân. Dương Diệp đứng ở đầu chiến hạm hư vân, ở bên cạnh hắn là Dạ Lưu Vân. Lúc này, chiến hạm hư vân đã rời khỏi đại lục Minh Ngục và đi tới trong tinh không. Nhìn thoáng qua ở đây có vô số ngôi sao. Ở bên trong tinh không xa xôi thỉnh thoảng có ánh sao xẹt qua phía chân trời, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hóa ra bầu trời sao đẹp như vậy. Bên cạnh Dương Diệp, Dạ Lư Siêu Vân nhìn bầu trời ngôi sao mà không nhịn được thở dài nói. Quả thật rất đẹp. Dương Diệp khẽ gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình ở giữa bầu trời sao. Không thể không nói, ở trong tinh không mịt mờ này, con người sẽ phát hiện mình nhỏ bé tới mức nào. Con người so sánh với vũ trụ mênh mông thì chỉ giống như một hạt bụi. Đương nhiên,
đối với một vài người thì một vũ trụ mới nhỏ bé làm sao? Im lặng rất lâu, Dương Diệp nói. Lần này tổng cộng có bao nhiêu người tới? Dạ Lưu Vân hơi trầm ngâm, sau đó nói. Cường giả cảnh giới hư giả tổng cộng 11 người, đáng lẽ có 12 người, nhưng tiền bối kiếm hư biến mất, cho nên chỉ còn lại có 11 người. Hư giả trong Mạt Nhật Thành chúng ta có 4 người, theo thứ tự là tiền bối kiếm cực, còn có 2 vị đường chủ của Thiên Lan không, cùng với tiền bối Hắc Viên. Cường giả cảnh giới đế giả lần này tổng cộng có 3.000 người. Kiếm minh chúng ta cùng thiên sát các gộp lại chỉ khoảng 1.000 người. Đế giả còn lại là của ba tông ba thành. Nói đến đây, Dạ Lưu Vân do dự một lúc, sau đó nói. Lần này chúng ta có cần đi đánh nhau không? Ta đi đón người. Dương Diệp nhìn vào sâu bên trong tinh không xa xôi nói. Ta hy vọng không cần đánh nhau. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở linh giới, bởi vì đế nữ còn đang chờ hắn. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó nói. Bây giờ, người của ba tông ba thành ở cùng chúng ta là vì uy tín của ngươi, bọn họ không dám không nể mặt ngươi, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là kế lâu dài. Ngươi cuối cùng có ý tưởng gì về bọn họ? Ta không muốn ép buộc bọn họ gia nhập kiếm minh. Dương Diệp nói, cho dù hắn có thể làm như thế, cũng có thể làm được, nhưng làm như thế sẽ mang tới tai họa ngầm cho kiếm minh. Ta hiểu rõ ý của ngươi. Dạ Lưu Vân nói, ta ngược lại có một biện pháp. Nàng nói thử xem. Dương Diệp nói. Dạ Lưu Vân nói. Lợi ích, dùng lợi ích buộc chặt bọn họ, để bọn họ chủ động theo kiếm minh chúng ta. Nói tiếp. Dương Diệp nói. Dạ Lưu Vân cười nói. Một đại lục minh mục là quá nhỏ với kiếm minh chúng ta, không phải sao? Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân rất lâu, sau đó nói. Lưu Vân, tâm của nàng rất lớn, cũng nhìn rất xa. Dạ Lưu Vân nói. Rất nhiều thế lực đều nắm giữ không chỉ một thế giới, kiếm minh chúng ta càng lúc càng lớn mạnh, sau này tất nhiên không thể dậm chân tại chỗ. Chúng ta cũng cần thu được càng nhiều thế giới. Mà sau khi chúng ta thu được thế giới mới, có thể phân ra một chút lợi ích cho ba tông ba thành, để bọn họ phái người của gia tộc tới thế giới kia thành lập thế lực của riêng mình. Kể từ đó, sau này bọn họ tự nhiên sẽ theo sát kiếm minh chúng ta, khi đó, người đuổi bọn họ đi, chưa chắc bọn họ đã đi. Dương Diệp liếc nhìn Dạ Lưu Vân, nói. Lưu Vân, có phải nàng đã bắt đầu sắp xếp chuyện kiếm minh phát triển sau này không? Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu. Rất nhiều chuyện tất nhiên phải sớm đưa ra dự định rồi. Dương Diệp cười nói. Cho nàng giúp đỡ là may mắn của ta. Dạ Lưu Vân mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói. Thật ra, đây cũng là chuyện ta thích làm. Ngươi biết không, ta đã từng làm lính đánh thuê. Chúng ta ở trong mắt đế giả cùng hư giả chính là con kiến hôi. Mỗi khi chúng ta đi tới chỗ nào, nếu như gặp phải đệ tử tông môn, hoặc cường giả đế giả, chúng ta đều sẽ nấp từ xa, rất sợ chọc giận bọn họ. Mà bây giờ, cho dù ta chỉ là đế giả, nhưng cường giả cảnh giới hư giả cũng không dám bất kính với ta. Nàng giơ tay ra với Dương Diệp, sau đó chậm rãi nắm chặt, nói. Ta mê luyến mùi vị của quyền lợi. Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân vài hơi thở, sau đó nói. Nếu mê luyến, vậy hãy để cho quyền lợi trên tay mình càng lúc càng lớn là được. Đương nhiên. Dạ Lưu Vân cười nói. Dương Diệp mỉm cười, sau đó quay đầu lại nhìn về phía xa, nói. Chúng ta đến nơi rồi. Ở phía xa, có một vòng sáng truyền tống ngôi sao rất lớn, không cần phải nói, đây là truyền tống trận ngôi sao đi thông tới tinh không chi thành mà nữ tử mù đã nhắc tới. Theo mệnh lệnh của Dương Diệp đưa ra, chiến hạm hư vân tăng nhanh tốc độ, cuối cùng bước vào trong truyền tống trận này. Sau khi bước vào truyền tống trận, một lực lượng thần bí lập tức bao phủ ở trên người mọi người, ngay sau đó, một đường hầm. Không gian giống như sử dụng ngôi sao giải đường đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhanh, con đường hầm này phát ra một ánh sáng ngôi sao chói lòa, khi những ánh sáng ngôi sao này trùm lên đám người Dương Diệp, tất cả mọi thứ trước mắt mọi người cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây là do tốc độ quá nhanh. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Lúc này, bọn họ đã xuất hiện ở trên một chỗ thạch đài rất lớn, dài rộng khoảng 1.000 trượng. Ở trên không trung của thạch đài là một truyền tống trận tinh không rất lớn, vừa rồi bọn họ đã từ trong truyền tống trận này đi ra. Mà ở xung quanh bọn họ có vô số chiến hạm giống như chiến hạm hư vân, Dương Diệp nhìn lướt qua, ở đây có ít nhất mấy vạn thạch đài giống như vậy.
Ngươi nhìn phía trên. Lúc này, Dạ Lưu Vân bên cạnh Dương Diệp bỗng nhiên nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung có vô số ngôi sao, không chỉ trên không trung, bốn phía đều là vô số ngôi sao, tuy nhiên cách có hơi xa. Không trách được nơi đây lại được gọi là tinh không chi thành. Dạ Lưu Vân nói, đây căn bản không phải là một tinh cầu, mà là thành thị do con người tạo dựng lên ở trong tinh không. Dương Diệp khẽ gật đầu, trong mắt có một tia nghiêm trọng. Trước đó, nữ tử mù nói qua, tinh không chi thành này là do một gia tộc của thế giới lớn sáng lập, trước đó hắn không có khái niệm gì về loại gia tộc này. Nhưng bây giờ nhìn thấy tòa thành này, không cần phải nói, cũng biết gia tộc này tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ khủng khiếp. Có thể lập được một tòa thành thị ở trong tinh không thành, có thể không khủng khiếp sao? Dù sao hắn cũng không làm được. Đúng lúc này, không gian trước mặt đám người Dương Diệp dâng lên một chấn động. Rất nhanh đã có một nam tử mặc khôi giáp màu đen xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp. Hắn nhìn lướt qua đám người Dương Diệp, mặt không đổi sắc. Phí truyền tống lần này là 500 viên tiên tinh thạch. Tiên tinh thạch. Dương Diệp hơi ngẩn người ra. Hắn chỉ biết là đá năng lượng, tử tinh thạch, chưa từng nghe qua tiên tinh thạch. Nam tử liếc nhìn Dương Diệp. Đây là lần đầu tiên ngươi tới đây sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Người đàn ông nói. Một viên tiên tinh thạch tương đương với 100 viên tử tinh thạch, người giao 5 vạn tử tinh thạch cũng được. 5 vạn tử tinh thạch. Nghe vậy, trong lòng thầm đám người Dạ Lưu Vân cả kinh. 5 vạn viên tử tinh thạch cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù là đối với Kiếm Minh mà nói, 5 vạn viên tử tinh thạch không tính là gì cả, nhưng truyền tống một lần đã mất 5 vạn viên tử tinh thạch, khó tránh khỏi quá đắt đi. Không chỉ đám người Dạ Lưu Vân, cho dù là Dương Diệp cũng có chút giật mình. Đúng lúc này, nam tử lại nói. Ở vũ trụ này, chỉ có từ đồ ra chúng ta có thể làm được truyền tống tinh tế. Lũng đoạn. Nghe thấy nam tử nói vậy, Dương Diệp nghĩ đến trước tiên là hai chữ này. Không trách được đen tối như vậy, hóa ra chỉ có người ta có thể truyền tống tinh tế. Không do dự, hắn bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trước mặt nam tử. Này 5 vạn viên tử tinh thạch thì hắn vẫn trả được. Dù sao bây giờ hắn có gần 130 vạn viên tử tinh thạch. Những thứ này đều là do Tiểu Bạch phun ra. Nghĩ đến Tiểu Bạch, hai tay Dương Diệp không nhịn được chậm rãi nắm chặt. Mà Tiểu Lãnh đáng chết. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia sát ý lạnh lẽo, hắn thật sự sơ suất. Hắn không ngờ được mà Tiểu Lãnh tự nhiên triệu hoán cường giả trong tộc của nàng tới bắt Tiểu Bạch cùng Tử Nhi. Nếu như sớm biết như vậy, trước đây hắn nên bất chấp tất cả mọi giá giết chết mà Tiểu Lãnh. Đối diện Dương Diệp, nam tử mặc giáp màu đen nhìn lướt qua nhẫn chứa đồ, sau đó khẽ gật đầu và muốn rời đi, lúc này, Dạ Lưu Vân bỗng nhiên nói. Các hạ, vẫn mong chờ một chút. Nam tử mặc giáp màu đen dừng lại và nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trước mặt nam tử mặc giáp màu đen. Người đó nhìn lướt qua vật ở trong nhẫn chứa vật, trong đó có một vạn viên tử tinh thạch, cũng chính là 100 viên tiên tinh thạch. Chỗ này tương đương với bổng lộc một tháng của hắn. Hắn không do dự, cất nhẫn chứa đồ vào, sau đó nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói. Ta là Lý Thạch, người chịu trách nhiệm cho truyền tống trận này. Thấy nam tử mặc giáp màu đen thu lại nhẫn chứa đồ, Dạ Lưu Vân cười nói. Lý Huynh, chúng ta mới đến nên có rất nhiều chỗ còn không biết, mong được Lý Huynh giải thích nghi ngờ. Ngươi muốn biết gì? Lý Thạch nói. Dạ Lưu Vân hơi trầm ngâm. Sau đó nói, không bằng để Lý Huynh tới nói cho chúng ta biết, chúng ta nên biết gì đi. Lý Huynh thấy thế nào? Lý Thạch liếc nhìn Dạ Lưu Vân, sau đó nói, nơi này là địa bàn của Thạch Gia, cho dù Thạch Gia ở thế giới lớn, nhưng ở chỗ này không nên đắc tội Thạch Gia. Còn nữa, ở đây mặc dù là địa bàn của Thạch Gia, nhưng có rất nhiều thế lực đến từ thế giới trung bình đều ở trong này, bởi vì nơi này là chỗ tập trung của tất cả thế giới trung bình cùng với thế giới nhỏ. Nói chung, ở đây nước rất sâu, các ngươi làm gì cũng nên cẩn thận một ít. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó lại nói. Chúng ta muốn đi tới linh giới là truyền tống ở đây sao? Lý Thạch lắc đầu, nói. Truyền tống trận ở đây là truyền tống một chiều, các ngươi muốn đi tới thế giới khác thì chỉ có thể đi tới đài truyền tống ở phía Bắc Thành. Bên kia có truyền tống trận đi thông rất nhiều thế giới, chỉ cần các ngươi giao nộp phí. Nói ra tên thế giới hoặc tọa độ các ngươi muốn đi thì có thể trực tiếp truyền tống qua đó.
chỉ có điều bây giờ các ngươi không có cách nào truyền tống đi tới thế giới khác được đâu. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Lý Thạch nói, trước đây không lâu dường như có người dẫn động vô số ngôi sao, ảnh hưởng tới những truyền tống trận của chúng ta, bây giờ những truyền tống trận này đang được sửa chữa, nhưng sẽ nhanh chóng sửa xong thôi. Dẫn động vô số ngôi sao. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, đây không phải là hắn làm sao. Lúc này, Lý Thạch lại nói, các ngươi có thể tới Tiên Vân Lâu, trong thành nghỉ ngơi trước. Đúng rồi, tối nay Thương hội Thiên Vân trong thành sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Thương hội Thiên Vân này lớn nhất trong Tinh Không Chi Thành, cũng là một thương hội có thực lực nhất, mỗi lần bọn họ bán đấu giá đều là đồ rất tốt. Có người nói, lần này bảo vật có trên, hư giai, cũng chính là bảo vật nguyên giai xuất hiện. Nếu như các ngươi đủ tài lực thì có thể đi thử xem. Thương hội Thiên Vân này là của Thạch gia sao? Dạ Lưu Vân đột nhiên hỏi. Lý Thạch lắc đầu, nói. Không phải là của Thạch gia, chỉ cần nổ đủ tiền thuê cho Thạch gia thì đều có thể mở cửa hàng ở trong thành. Đúng rồi, cho dù ta không biết Thương hội Thiên Vân này là người đến từ thế giới nào, nhưng bọn họ rất có thực lực, các ngươi tuyệt đối đừng có ý đồ với bọn họ. Phải nói rằng, những thế lực có thể mở cửa hàng ở trong thành này đều có thực lực. Ta hiểu rồi. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó trầm tư không biết đang suy nghĩ gì. Lý Thạch liếc nhìn đám người Dương Diệp, sau đó nói. Nếu như không có chuyện gì, tại hạ cáo từ. Cảm ơn. Dương Diệp cười nói. Đây là chuyện nên làm thôi. Lý Thạch nói xong thì ôm quyền với đám người Dương Diệp, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, lập tức biến mất. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói. Nàng lại đang suy nghĩ gì vậy? Dạ Lưu Vân nói, nơi này là chỗ giao nhau của tất cả thế giới. Nói cách khác, ở đây có thể liên hệ với rất nhiều thế giới. Cho nên, chúng ta phải thành lập được thế lực của mình ở chỗ này. Đương nhiên, không phải là để kiếm tử tinh thạch, mà là lập tức nắm giữ tin tức của rất nhiều thế giới. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ý tưởng này của nàng rất tốt, chuyện này cứ để nàng đi làm, có gì cần, hoặc khó khăn gì thì nàng cứ việc nói ra. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, nói. Bây giờ không vội, chờ ta tìm hiểu ở đây xong, sau đó mới tới sắp xếp. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi tới Tiên Vân Lâu trước đã. Chẳng bao lâu, nhóm người Dương Diệp đã đi tới Tiên Vân Lâu, Dương Diệp tài lớn khí thô, trực tiếp bao hết một tầng lầu. Trong gian phòng, Dương Diệp bước vào trong tầng thứ ba của Hồng Mông Tháp, sau đó bắt đầu tu luyện. Ở bên trong tầng thứ ba tu luyện một ngày. Tương đương với 10 ngày ở bên ngoài, có phòng tu luyện nghịch thiên này, hắn tất nhiên phải cố gắng tu luyện, không lãng phí một hơi thở nào. Thật ra, hắn càng chờ mong vào tầng thứ tư hơn. Hồng Mông Tháp này có 9 tầng, mỗi một tầng đều cho hắn niềm vui bất ngờ rất lớn, đặc biệt là tầng thứ ba này, đây tuyệt đối là thần khí tu luyện nghịch thiên. Tầng thứ ba đã nghịch thiên như vậy thì tầng thứ tư sẽ thế nào? Hơn nữa, Lục Đinh Thần Hỏa bảo sau khi hắn mở ra tầng thứ tư thì đi tìm nó. Nếu như có thể khống chế được Lục Đinh Thần Hỏa, suy nghĩ một chút thôi cũng khiến cho hắn có chút kích động. Thu hồi mạch suy nghĩ, bình tĩnh và tập trung tinh thần, Dương Diệp bắt đầu chuyên tâm tu luyện. 3 canh giờ sau, Dương Diệp bỗng nhiên mở mắt, sau đó trở lại trong hiện thực. Vào đi, Dương Diệp nói. Cửa mở ra, Dạ Lưu Vân đi đến. Có hứng thú đi tới buổi đấu giá xem thử không? Dạ Lưu Vân hỏi. Dương Diệp do dự một lúc. Sau đó khẽ gật đầu, nói. Đi, đi xem thử. Buổi tối Tinh Không Chi Thành rất đẹp, ngẩng đầu nhìn lên đều là ngôi sao, đặc biệt là ngôi sao trong không trung giống như treo ở trên đỉnh đầu của mọi người, giơ tay là có thể chạm vào. Thật ra, nếu như cùng người mình thích lặng lẽ vượt qua cả đời, cũng thật sự không tệ. Nhìn những vì sao trên bầu trời, Dương Diệp nói. Dạ Lưu Vân liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Bắt đầu từ giây phút chúng ta trở thành huyền giả, cũng có nghĩa là chúng ta phải đấu với người, đấu với trời. Con đường võ đạo vô cùng vô tận, điều này cũng có nghĩa là cả đời chúng ta có khả năng đều phải đấu với người, đấu với trời. Không có cách nào, người không đấu thì sẽ chết. Dương Diệp mỉm cười, nói. Ta chỉ xúc động than thở vài câu thôi. Nói xong, Dương Diệp bước nhanh hơn. Dạ Lưu Vân liếc nhìn Dương Diệp, sau đó đi theo. Rất nhanh, hai người đi tới Thương hội Thiên Vân, hai người giao nộp 10 viên tiên tinh thạch rồi bước vào nơi đấu giá,
Tuy nhiên lúc này buổi đấu giá đã bắt đầu. Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mỗi một vị trí đều cách nhau rất xa, chừng 10 trượng. Hơn nữa còn có trận pháp phòng hộ, sau khi bước vào trong đó sẽ hoàn toàn bị ngăn cách, thần thức của người ngoài không có cách nào cảm ứng được. Ở phía xa có một thạch đài lớn, trên thạch đài có một nữ tử mặc váy dài màu xanh trông rất xinh đẹp, trên mặt lộ vẻ nụ cười ấm áp. Nữ tử nhìn lướt qua mọi người ở đó, sau đó nói. Các vị, bán đấu giá tiếp theo là một nô lệ. Tạm thời không nói nhiều, mọi người xem hàng trước đã. Nói xong, nàng vỗ tay vài cái. Rất nhanh, truyền tống trận phía bên phải nữ tử này bỗng nhiên sáng lên, tiếp theo có một bóng người xuất hiện ở trên thạch đài này. Khi thấy người này, Dương Diệp bỗng nhiên đứng lên, ở trong mắt hắn đầy vẻ khó tin. Ở trên thạch đài, bên cạnh nữ tử váy xanh là một nam tử trung niên với sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy vẻ tĩnh mịch, ở trên người của hắn là một sợi dây thừng màu vàng không ngừng tản ra năng lượng màu vàng nhạt quấn vòng quanh hắn. Sở dĩ Dương Diệp kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra nam tử trung niên này. Nam tử trung niên này không phải là ai khác, chính là phần thương viêm trước đây đi tới linh giới đón đế nữ. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Hơn nữa còn biến thành một nô lệ. Dương Diệp nhíu mày, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ đế nữ gặp chuyện không may? Nghĩ đến đây, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Cùng lúc đó, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khủng hoảng. Nhận thấy được sự khác thường của Dương Diệp, Dạ Lưu Vân ở bên cạnh hắn hỏi. Ngươi biết hắn sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Đấu giá hắn. Dạ Lưu Vân liếc nhìn Dương Diệp, sau đó quay đầu lại nhìn thạch đài phía xa. Nữ tử váy xanh nhìn lướt qua xung quanh, cười nói. Các vị, người này có lai lịch cũng không nhỏ đâu. Người này đến từ tinh vực Thiên Vân, ta nghĩ tất cả mọi người chắc hẳn từng nghe nó đi tới tinh vực Thiên Vân. Lúc này tinh vực này đang khai chiến cùng tinh vực Thiên Ma, tuy nhiên lúc này tình cảnh của tinh vực Thiên Vân hình như rất không tốt. Nói đến đây, nữ CTU váy xanh bỗng nhiên thản nhiên cười. Lạc đề rồi, trở lại chuyện chính, mọi người chắc hẳn đã từng nghe nói tới gia tộc chiến thần ở tinh vực Thiên Vân, người này là đến từ gia tộc chiến thần của tinh vực Thiên Vân, hơn nữa còn có địa vị không nhỏ. Hắn là điện chủ Thiên Hỏa Điện, một trong bốn đại điện của gia tộc chiến thần, tên Phần Thương Viêm. Thực lực bản thân đã đạt tới cảnh giới hư giả, hai tia hồn phách của hắn đã ở trong tay chúng ta, cho nên nếu như các vị có ý định, có thể yên tâm đấu giá, không cần sợ hắn chạy trốn hoặc phản bội. Giá ban đầu là 100 thiên tinh thạch. Nghe Vũ cô nương nói, đấu giá được hắn, liệu gia tộc chiến thần có thể tìm đến gây phiền phức không? Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở trong không trung. Nữ tử váy xanh tên là Thính Vũ liếc nhìn về vị trí người vừa nói. Sau đó nói, đây là chuyện của các vị, thương hội chúng ta chỉ chịu trách nhiệm bán đấu giá. Đúng rồi, nói thêm, không bao lâu nữa thì tinh vực Thiên Vân có lẽ sẽ không còn tồn tại. Bởi vì theo tin tức ta nhận được, lúc này tinh vực Thiên Vân đang giao chiến cùng tinh vực Thiên Ma và đã liên tục thất bại, tháo chạy, nếu như tinh vực Thiên Vân không nhận được sự giúp đỡ khác, tin tưởng không tới 1-2 năm, gia tộc chiến thần này sẽ bị xóa tên khỏi thế giới. Vì sao? Một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở trong không trung. Đây là Dương Diệp nói. Thính Vũ liếc nhìn vị trí của Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân, sau đó nàng thu hồi ánh mắt, nói. Các vị, giá ban đầu là 100 thiên tinh thạch, bắt đầu đi. Bị người ta phớt lờ rồi. Trong trận pháp, Dương Diệp xoa xoa mũi và cảm thấy có chút xấu hổ, tuy nhiên da mặt hắn cũng dày, thoáng qua đã khôi phục lại bình thường, sau đó nhìn về phía Dạ Lưu Vân bên cạnh. Dạ Lưu Vân nói, lúc ta tiến vào đã phát hiện ra một điểm, chính là những vị trí này khác nhau, ví dụ như ngươi nhìn bên kia đi. Nói xong, Dạ Lưu Vân chỉ về phía một vị trí cách đó mười mấy trượng. Vị trí kia cũng bị trận pháp che giấu, nhưng trận pháp bên ngoài bức tường ánh sáng kia có hai chữ vàng nho nhỏ quý khách. Hiểu chưa? Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói đơn giản một chút chính là, vị trí bọn họ ngồi này là vị trí bình thường. Là không có thân phận, cho nên người ta không để ý tới hắn. Hắn tất nhiên sẽ không tính toán với đối phương về chuyện này. Cho dù hắn có chút phản cảm đối với loại người mắt chó coi thường người, nhưng thực tế thế giới này chính là như vậy, không có thực lực, không có thân phận, đừng nói người ngoài, có lúc ngay cả người thân nhất của mình cũng sẽ khinh thường mình. Lúc này,
giá cổ phần Thương Viêm đã tăng lên 1.000 tiên tinh thạch, cũng chính là 10 vạn tử tinh thạch. 10 vạn tử tinh thạch đối với huyền giả bình thường thì chính là một con số trên trời, nhưng đối những người ở đây chỉ sợ 10 vạn tử tinh thạch có thể xem là tiền trinh, không, ngay cả tiền trinh cũng không tính. Chênh lệch giữa người nghèo cùng người giàu có là khó có thể tưởng tượng được. Nhất định phải đấu giá được hắn sao? Lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, cho dù hắn không biết tại sao phần Thương Viêm lại rơi xuống tình cảnh như vậy, nhưng đối phương là thuộc hạ của đế nữ, nếu hắn nhìn thấy thì tất nhiên nên ra tay cứu giúp. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó nhìn thạch đài phía xa, nói. 3.000 tiên tinh thạch. Nghe vậy, Thính Vũ ở trên thạch đài này thầm cả kinh, quay đầu lại nhìn về phía vị trí của Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân. Dương Diệp cũng có phần kinh ngạc nhìn Dạ Lưu Vân. Lần này Dạ Lưu Vân lại nâng từ 1.000 tiên tinh thạch lên tới 3.000 tiên tinh thạch. 30 vạn tử tinh thạch đấy. Nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp lại thoải mái. Mặc dù 30 vạn tử tinh thạch là một con số không nhỏ, nhưng một vị cường giả cảnh giới hư giả thật sự vẫn đáng với con số này. 3.000 năm. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở trong không trung. Nghe được âm thanh này, khóe miệng Thính Vũ ở trên đài lập tức mỉm cười. Có người cạnh tranh, giá sẽ càng lúc càng cao, giá bán đấu giá càng cao thì nàng thu được phần trăm cũng càng cao. 5.000. Đúng lúc này, một giọng nói lại vang lên ở trong không trung. Đây là Dạ Lưu Vân nói. Khi nghe tới Dạ Lưu Vân hô 5.000, khóe mắt Dương Diệp không nhịn được khẽ giật. 50 vạn tử tinh thạch, tương đương với một nửa gia sản của hắn đấy. Tiền không phải tiêu như thế đâu. Cho dù trong lòng đang rỉ máu, nhưng Dương Diệp cũng không ngăn cản Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân tài lớn khí thô, rõ ràng khiến người kêu giá trước đó kinh hãi, bởi vậy, sau khi nữ tử tên Thính Vũ kia hỏi thăm 3 lần, vẫn không có người nào ra giá, phần Thương Viêm lại thuộc về Dương Diệp. Dạ Lưu Vân nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Đau lòng không? Dương Diệp đàng hoàng nói. Có chút. Dạ Lưu Vân nói. Người đã là tình thế bắt buộc, ta chỉ có thể gọi giá như vậy, nếu không chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giá có thể còn bị nâng cao hơn. Mặc dù tiêu nhiều nhưng an toàn. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta hiểu. Người có bao nhiêu tử tinh thạch? Lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên hỏi. Khoảng hơn 100 vạn, thế nào? Dương Diệp nói. Dương Diệp mỉm cười, bỗng nhiên, hắn trợn trừng mắt. Nửa tháng thu nhập của Kiếm Minh, nửa tháng thu nhập của Kiếm Minh nhiều như vậy sao? Dạ Lưu Vân chớp chớp mắt, nói. Thế nào, ngươi không biết à? Đúng rồi, ta hình như quên nói với ngươi. Dương Diệp. Dạ Lưu Vân cười nói, ngươi biết phí vào một ngày thành của Kiếm Minh cùng ở lại trong thành là bao nhiêu tử tinh thạch sao? Ngươi chắc chắn không tưởng tượng nổi, chỉ cần phí vào thành. Một tháng chúng ta lại có gần 30 vạn tử tinh thạch. Ngoại trừ phí vào thành, các lệ phí khác trong thành, ví dụ như cho thuê địa bàn, phí ở lại, một tháng, Kiếm Minh chúng ta thu vào gần 300 vạn tử tinh thạch. Đương nhiên, một phần rất lớn trong đó đều cần lấy ra duy trì hoạt động bình thường của Mạt Nhật Thành. Nhưng còn lại vẫn rất nhiều. Lần này nàng đi ra, có mang tử tinh thạch không? Dương Diệp hỏi. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Mang theo bao nhiêu vậy? 300 vạn. Dạ Lưu Vân nói. 300 vạn. Trên gương mặt Dương Diệp đầy kinh ngạc, 300 vạn cũng chính là 3 vạn tiên tinh thạch đấy. Nhìn biểu tình của ngươi kìa, đó không phải là của ngươi sao? Dạ Lưu Vân liếc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười gượng, nói. Lưu Vân, ta bỗng nhiên có chút lo lắng. Lo ngày nào đó ngươi sẽ phản bội ta, nếu như ngày nào đó ngươi phản bội ta. Chắc hẳn Kiếm Minh sẽ bị ngươi móc sạch. Hắn cho Dạ Lưu Vân quyền lợi quá lớn, lớn đến mức trong Kiếm Minh trừ hắn ra, nàng gần như là lớn nhất. Cho dù là tổ kiếm nhận cũng sẽ cho nàng mặt mũi, bởi vì ở trong lòng mọi người, nàng là tâm phúc của hắn, người hắn tín nhiệm nhất. Thậm chí, rất nhiều người cảm thấy ý của Dạ Lưu Vân thật ra chính là ý của Dương Diệp hắn. Nếu như ngày nào đó Dạ Lưu Vân phản bội, Kiếm Minh nhất định sẽ tan vỡ. Phải biết rằng, bên trong Kiếm Minh có rất nhiều người đều là do Dạ Lưu Vân cân nhắc lên. Nàng hiểu rõ Kiếm Minh như lòng bàn tay, còn hiểu hơn cả kiếm chủ Kiếm Minh là hơn. Dạ Lưu Vân liếc nhìn Dương Diệp, khẽ nói. Ngươi sợ rồi sao? Dương Diệp lắc đầu, cười nói. Chỉ cần ta không chết,
Cả đời nàng cũng sẽ không phản bội, cũng không dám, không phải sao? Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ cười, nói. Mam nhân tự tin vĩnh viễn là người có mị lực nhất. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này bên ngoài tường ánh sáng chợt vang tới một giọng nói. Các hạ, chúng ta đã đưa nô lệ ngài bán đấu giá tới đây. Vào đi, Dạ Lưu Vân nói. Dạ Lưu Vân vừa dứt lời, một nam tử mặc giáp màu đen dẫn theo phần thương viêm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp, hai mắt phần thương viêm lập tức trợn tròn. Ngươi, ngươi, sao có thể là ngươi? Hắn tất nhiên nhận ra Dương Diệp, trước đây đế nữ đưa nhẫn cho Dương Diệp, hắn đã từng phản đối, đồng thời có tâm tư muốn giết Dương Diệp, chỉ có điều bị đế nữ nghiêm khắc ngăn lại. Hắn không nghĩ tới, bây giờ mình lại nhìn thấy Dương Diệp, hơn nữa còn dưới tình huống này. Các ngươi quen nhau sao? Lúc này, nam tử mặc giáp màu đen này hỏi. Dạ Lưu Vân bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trước mặt nam tử mặc giáp màu đen này. Hắn thu hồi nhẫn chứa đồ, sau đó cổ tay khẽ động. Một cầu ánh sáng năng lượng xuất hiện ở trước mặt Dạ Lưu Vân. Ở bên trong cầu ánh sáng năng lượng có hai khí thể màu nâu đậm lớn chừng ngón cái, đây chính là linh hồn của phần thương viêm. Sau khi Dạ Lưu Vân nhận lấy cầu ánh sáng năng lượng, nam tử mặc giáp màu đen này ôm quyền với Dương Diệp hai người, sau đó tay phải vẫy một cái, dây thừng trói trên người phần thương viêm đã bị hắn thu vào, hắn xoay người lui ra ngoài. Phần thương viêm liếc nhìn Dương Diệp, nói. Cảm ơn. Dương Diệp lắc đầu, nói. Chuyện nhỏ, nói cho ta biết tình huống của nàng. Phần thương viêm do dự một lúc, sau đó nói. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, chuyện của tiểu thư, người vẫn đừng nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên lập tức biến mất. Phần thương viêm biến sắc và muốn ra tay, đúng lúc này, một uy áp khủng khiếp đột nhiên ép xuống người hắn, trong phút chốc. Một thanh kiếm đã chỉ thẳng vào giữa chân mày của hắn. Dương Diệp lạnh lùng nhìn phần thương viêm đang ngây người, ta bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói, hiểu chưa? Kiếm ý của ngươi là niết bàn cảnh. Phần thương viêm nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ khó tin, hắn không ngờ được Dương Diệp lúc này tự nhiên đạt tới kiếm ý niết bàn cảnh. Dương Diệp rút kiếm về. Cứu ngươi là vì nể mặt nàng, ngươi không nên quá xem trọng mình. Bây giờ, nói cho ta biết chuyện của nàng. Phần thương viêm im lặng. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Ngươi muốn tiếp tục trở lại làm nô lệ sao? Phần thương viêm thoáng biến sắc, bây giờ hắn mới nhớ tới linh hồn mình vẫn ở trên người của Dương Diệp. Im lặng một hồi, hắn nói. Tình cảnh của tiểu thư rất không tốt. Nói kỹ càng tỉ mỉ đi. Dương Diệp nói. Phần thương viêm nói. Ban đầu, trước đây khi vết thương của tiểu thư khôi phục, cho dù chúng ta không địch nổi tinh vực thiên ma, nhưng ít ra vẫn cứu vãn được một ít tình thế bất lợi, miễn cưỡng có thể với đối đầu được. Nhưng trước đây không lâu, tinh vực thiên ma đột nhiên xuất hiện thêm một vài cường giả. Sau khi những cường giả này xuất hiện, chúng ta lập tức tổn thất 7 thế giới. Hơn nữa, gia chủ cùng tiểu thư đã bị thương khi đại chiến với ma chủ của tinh vực thiên ma này. Nghe vậy, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lên, rất lâu sau hắn nói. Nói tiếp, phần thương viêm liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó tiếp tục nói. Theo chúng ta biết được, nhóm cường giả đột nhiên xuất hiện kia là người của tinh vực thiên hà. Người bảo vệ liên minh. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp hơi nheo lại, linh giới thuộc về phạm vi của tinh vực thiên hà. Tinh vực thiên hà chính là địa bàn của người bảo vệ liên minh. Phần thương viêm nói. Chuyện trước đây tiểu thư ra tay ở linh giới đã bị người tinh vực thiên ma biết. Bởi vậy, tinh vực thiên ma phái người đi liên minh cùng người bảo vệ liên minh. Người bảo vệ liên minh bất mãn với việc tiểu thư ra tay trước đây, cho nên, bọn họ liên hết với nhau, sau đó, người bảo vệ liên minh phái ra cường giả tới giúp đỡ tinh vực thiên ma. Là ta liên lụy nàng. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi đóng lại. Phần thương viêm liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong lòng vẫn vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng trước đây khi hắn nhìn thấy Dương Diệp mới bán thánh, bây giờ hắn lại là đế giả, hơn nữa thực lực đã khủng khiếp như vậy. Cho dù trước đây hắn bất ngờ không kịp đề phòng, hơn nữa vừa khôi phục tự do nên trong cơ thể không có huyền khí, mới bị Dương Diệp dùng một chiêu khống chế. Nhưng phải biết rằng, Dương Diệp mới là đế giả, hắn đã là cường giả cảnh giới hư giả thật sự. Nếu như là đế giả bình thường, cho dù hắn không có huyền khí, cũng có thể phất tay một cái lại giải quyết xong. Dương Diệp im lặng rất lâu,
sau đó nói. Tình cảnh của nàng bây giờ thế nào? Chúng ta còn lại ba thế giới. Phần Thương Viêm nói. Cứ theo đà này, tối đa chỉ kiên trì một năm. Một năm. Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, sau đó liếc nhìn Phần Thương Viêm. Vì sao ngươi lại bị nắm? Phần Thương Viêm do dự một lát, sau đó nói. Tình cảnh của chúng ta bây giờ rất tệ. Nếu như không có cứu viện từ bên ngoài, tinh vực Thiên Vân chúng ta nhất định sẽ bị tiêu diệt. Nhưng với tinh vực Thiên Vân bây giờ, không có thế lực nào bằng lòng xuất binh giúp đỡ, ngoại trừ tinh vực Man Hoang. Chính là tinh vực yêu cầu dùng nàng để làm đám hỏi sao? Dương Diệp hỏi. Phần Thương Viêm khẽ gật đầu, nói. Tinh vực Man Hoang có thực lực cường đại không thua gì tinh vực Thiên Ma, nếu như bọn họ đồng ý giúp đỡ, tinh vực Thiên Vân chúng ta khẳng định có thể vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng điều kiện của bọn họ là muốn khi bọn họ đứng ra, tiểu thư lại nhất định phải gả qua. Lần này, ta đặc biệt đi tới tinh vực Man Hoang. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Dương Diệp, nói. Bàn bạc chuyện đám hỏi cùng bọn họ. Đám hỏi. Trong con mắt Dương Diệp hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Là ý tứ gia chủ ngươi, hay là ý của nàng? Phần Thương Viêm do dự một lúc, sau đó nói. Là ý của tiểu thư. Muốn chết sao? Dương Diệp nhìn Phần Thương Viêm, vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Trong lòng Phần Thương Viêm thầm cả kinh, bởi vì Dương Diệp thật sự có ý định muốn giết hắn. Nói thật ra, Dương Diệp lạnh lùng nói, gắn hiểu rõ ràng tính tình của đế nữ hơn bất cứ ai. Nàng tuyệt đối không phải là dạng người chịu thỏa hiệp, muốn nàng lập gia đình để đi cầu viện binh, nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện đáng sỉ nhục này. Hắn biết, nếu như trong vòng 3 năm hắn không đi tìm nàng, lấy tính tình của nàng tuyệt đối sẽ chiến đến chết. Phần Thương Viêm im lặng một lát, sau đó nói. Là ý của gia chủ. Nàng không đồng ý, sao gia chủ của các ngươi dám làm như thế? Dương Diệp nói. Phần Thương Viêm nói. Nếu như nàng không đồng ý, tất cả mọi người trong tinh vực Thiên Vân sẽ chết. Các ngươi là đang ép nàng. Dương Diệp lạnh giọng nói. Phần Thương Viêm nói. Không làm như vậy, chúng ta còn có thể làm sao? Ngươi biết không, mỗi ngày, chúng ta đều sẽ có vô số người chết đi. Còn nhớ những người trước đây đã theo ta đi tới linh giới chứ? Bây giờ tất cả bọn họ đã tê tử trận. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Ngươi không cần đi tới tinh vực Man Hoang làm gì cả. Ngươi nói vậy là có ý gì? Phần Thương Viêm nói. Nàng là của ta. Dương Diệp nhìn thẳng Phần Thương Viêm. Chuyện của nàng, ta sẽ tới gánh vác. Phần Thương Viêm ngẩn người, sau đó buột miệng nói ra. Ngươi không tự. Hắn vốn muốn nói Dương Diệp không biết tự lượng sức mình, nhưng nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, lúc này, linh hồn của hắn còn ở trên người của Dương Diệp vừa nhìn đã biết là một người không bình thường. Nếu chẳng may chọc giận Dương Diệp cho nổ linh hồn hắn. Dương Diệp tất nhiên biết ý nghĩ của Phần Thương Viêm, tuy nhiên hắn không quan tâm. Hắn quan sát Phần Thương Viêm, sau đó nói. Ngươi làm sao có thể biến thành nô lệ? Phần Thương Viêm nói. Khi ta đi tới tinh vực Minh Ngục gặp phải người của Tà Vân Giáo, sau đó bị bọn họ bắt. Tà Vân Giáo? Dương Diệp nhíu mày. Tinh vực nào vậy? Phần Thương Viêm lắc đầu. Đây là một tổ chức, không thuộc về bất kỳ một tinh vực nào, bọn họ chuyên môn bắt các loại yêu thú, linh vương, còn có cường giả nhân loại, thậm chí ngay cả ma tộc, thú tộc. Nói chung, cái gì bọn họ cũng bắt, sau đó bán lấy tiền. Rất nhiều thế lực đều rất đau đầu về tổ chức này, muốn diệt trừ tổ chức này, nhưng bọn họ rất thần bí, vừa không có địa phương cố định, cho nên đừng nói diệt trừ, cho dù bọn họ có bao nhiêu người, có bao nhiêu cường giả cũng không ai biết. Nói đến đây, Phần Thương Viêm liếc nhìn Dương Diệp, nói. Nếu như ngươi gặp phải tổ chức này, cố gắng chạy càng xa càng tốt. Cường giả bên trong tổ chức này có thực lực xa hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Cho dù là tinh vực Thiên Ma cũng không dám trêu chọc tổ chức này. Tà Vân Giáo. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Từ bây giờ, ngươi liền đi theo ta, nghe mệnh lệnh của ta, hiểu rõ. Ta muốn trở về, bây giờ tinh vực Thiên Vân rất thiếu người. Phần Thương Viêm nói. Bây giờ ngươi có đi về cũng không làm được chuyện gì. Dương Diệp nói. Hôm nào ta dẫn ngươi cùng trở lại. Ngươi thật sự muốn đi tới tinh vực Thiên Vân sao? Phần Thương Viêm trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Tất nhiên,
Thứ lỗi cho ta nói thẳng, người đi cũng chỉ là chịu chết thôi. Phần Thương Viêm nói. Dương Diệp nói. Chịu chết cũng phải đi. Phần Thương Viêm còn muốn nói điều gì, lúc này, Dương Diệp đã khoát tay áo, nói. Không cần nói nhiều, ta bảo Ngưu đi theo thì ngươi đi theo là được. Phần Thương Viêm liếc nhìn Dương Diệp và không nói nữa. Dương Diệp cũng không để ý tới Phần Thương Viêm, mà quay đầu lại nhìn về phía thạch đài. Lúc này, ở đó đã bán đấu giá mười mấy món đồ, có huyền kỹ, cũng có huyền bảo, thiên tài địa bảo cũng có, đều là thứ không tầm thường, có mấy cái bảo vật còn đấu giá đến hơn vạn tiên tinh thạch. Tiền không tiêu ít. Ở đây, lần đầu tiên Dương Diệp cảm giác mình thật nghèo. Sau khi xem một hồi, từng bảo vật được đưa lên đều thật sự không tệ, có mấy cái huyền bảo mà chính hắn cũng có chút động tâm, nhưng quá đắt. Cuối cùng, Dương Diệp quyết định rời đi, mắt không thấy, tâm không phiền. Vào lúc ba người Dương Diệp chuẩn bị rời đi, Thính Vũ bỗng nhiên nói. Các vị, bán đấu giá tiếp theo là một món huyền kỹ, tên là tinh thần hộ thể thuật, nguyên giai hạ phẩm. Nghe được này, Dương Diệp bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía tòa thạch đài. Trong mắt có phần niềm vui bất ngờ. Tinh thần hộ thể thuật. Hắn tu luyện qua tinh thần hộ thể thuật, tuy nhiên đó cũng không phải là tinh thần hộ thể thuật hoàn chỉnh. Theo như lời của viện trưởng của Thư viện Bạch Lộc Tiêu Biệt Ly, tinh thần hộ thể thuật này là do cường giả Thư viện Bạch Lộc năm đó ngẫu nhiên đoạt được ở vực ngoại, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà chỉ có bản thiếu, mặc dù chỉ là bản thiếu nhưng đã rất nghịch thiên. Tuy nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ thì bản thiếu tinh thần hộ thể thuật đã không có tác dụng gì nữa. Bởi vì bây giờ thân thể của hắn đã vượt xa bản thiếu của tinh thần hộ thể thuật này. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên thân Thính Vũ, lặng lặng nghe. Phía xa, Thính Vũ nhìn lướt qua xung quanh, cười giải thích. Các vị, này tinh thần hộ thể thuật là nguyên giai, nếu như tập luyện được nó, cho dù là bán thần sợ rằng cũng khó có thể phá vỡ được phòng ngự của ngươi. Giá quy định 5.000 tiên tinh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 1.000 tiên tinh thạch. Thính Vũ cô nương, hình như chỉ người có thể tu luyện lực ngôi sao mới tu luyện được tinh thần hộ thể thuật này thì phải. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở trong không trung. Nghe vậy, Thính Vũ thoáng biến sắc, sau đó nàng liếc nhìn phía phòng bao riêng của Dương Diệp, ánh mắt lạnh lùng. Nàng tất nhiên biết chỉ người có thể tu luyện lực ngôi sao mới có thể tu luyện tinh thần hộ thể thuật này. Nhưng trên đời này, ngoại trừ người đại lục ngôi sao ra, cơ bản không có người nào tu luyện lực ngôi sao. Nói cách khác, trừ khi là tu luyện lực ngôi sao, nếu không tinh thần hộ thể thuật đối với huyền giả bình thường sẽ rất kém, thậm chí ngay cả kém cũng không bằng. Ban đầu mọi người không biết, nhất định sẽ tranh mua tinh thần hộ thể thuật, nhưng bây giờ mọi người đã biết, chắc chắn không có người nào kêu giá nữa. Quả nhiên, khi biết chỉ có lực ngôi sao mới có thể tu luyện sau, ở đó không có người nào kêu giá cả. Thính Vũ lạnh lùng liếc nhìn vị trí phòng bao riêng của Dương Diệp, sau đó đang muốn nói. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở trong không trung. 6.000 tiên tinh thạch. Vừa dứt lời, ánh mắt Thính Vũ lại nhìn về phía vị trí phòng của ba người Dương Diệp, bởi vì âm thanh là từ trong này truyền đi. Ở đó im lặng rất lâu, vẫn không có người kêu giá. Mặc dù bảo vật nguyên giai tốt, nhưng nếu như không thể tu luyện, có được cũng có ích lợi gì. 6.000 tiên tinh thạch không phải là một con số nhỏ. Qua vài hơi thở vẫn không có người nào kêu giá. Lúc này, trong gian phòng Dương Diệp nói. Thính Vũ cô nương, thứ này có phải đã thuộc về ta hay không? Thính Vũ nhìn vị trí của Dương Diệp một lát, sau đó cười nói. Đương nhiên. Rất nhanh, tinh thần hộ thể thuật được đưa đến gian phòng của Dương Diệp. Chỉ có điều lần này là Thính Vũ tự mình đưa tới. Thính Vũ đưa một cái quyển trục tới trước mặt Dương Diệp, cười nói. Chúc mừng, Dương Minh Chủ. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp lập tức hơi nheo lại. Ngươi biết ta? Dương Diệp trầm giọng nói. Trong lòng hắn dĩ nhiên có kinh ngạc, bởi vì từ trước tới nay hắn chưa từng tới Tinh Không Chi Thành, cũng là lần đầu tiên gặp mặt Thính Vũ Càng. Nhưng đối phương lại biết hắn. Vì sao đối phương biết hắn? Hắn không cảm thấy danh tiếng của mình đã chấn động tất cả vũ trụ. Nàng từng điều tra về chúng ta. Lúc này, Dạ Lưu Vân nói. Nếu như ta không đoán sai, trước đó khi chúng ta đấu giá được vật phẩm thứ nhất, nàng đã phải người đi điều tra chúng ta. Muốn điều tra lai lịch của chúng ta thì chỉ là một chuyện rất đơn giản, ví dụ như chỉ cần điều tra ra được chúng ta từ đài truyền tống nào đi ra, tất nhiên sẽ biết chúng ta tới từ chỗ nào.
Nghe thấy Dạ Lưu Vân nói vậy, Thính Vũ nhìn về phía Dạ Lưu Vân, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc cùng chấn động. Bởi vì Dạ Lưu Vân nói hoàn toàn không sai. Vào lúc đám người Dương Diệp đấu giá được vật phẩm thứ nhất, nàng đã phải người điều tra, người có thể tiện tay lấy ra 5.000 tiên tinh thạch, chắc chắn không phải là người bình thường. Thấy biểu tình của Thính Vũ, Dương Diệp đã biết Dạ Lưu Vân đoán không sai. Trong lòng hắn vẫn còn có chút kinh ngạc trước thực lực của thương hội. Bọn họ có thể điều tra ra được lại lịch của hắn trong thời gian ngắn ngủi như thế, có thể thấy được thế lực của thương hội này ở Tinh Không Chi Thành lớn tới mức nào. Thính Vũ cô nương có việc gì? Dương Diệp nói. Thính Vũ thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Dương Diệp. Không ngờ được cấm chế của Đại Lục Minh Ngục lại bị phá. Hơn nữa, Đại Lục Minh Ngục còn thống nhất, ta càng không ngờ tới thế lực thống nhất nhân tộc của Đại Lục Minh Ngục lại là một vị đế giả. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Dương Diệp. Ta có chút tò mò, lấy thực lực của các hạ thì làm thế nào thống nhất được Đại Lục Minh Ngục vậy? Thính Vũ cô nương cố ý tới đây cũng chỉ vì chuyện này thôi sao? Dương Diệp nói. Dĩ nhiên không phải. Thính Vũ mỉm cười, sau đó lấy ra một thẻ màu bạc đưa tới trước mặt Dương Diệp. Dương Minh Chủ, đây là thẻ khách quý bình thường của chúng ta, hễ là mức chi tiêu đạt được 1 vạn tiên tinh thạch, đều có thể thu được thẻ này. Sau khi có được thẻ này, các ngươi không những có thể đặt chỗ trước, còn có thể hưởng rất nhiều ưu đãi của thương hội chúng ta. Dương Diệp cũng không từ chối, nhận tấm thẻ và nói. Chúng ta còn có việc, xin cáo từ trước. Đợi lát nữa thương hội chúng ta còn muốn bán đấu giá một vật phẩm cuối cùng, đây là một món huyền bảo cũng là nguyên giai, Dương Minh Chủ không nhìn sao. Thính Vũ nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Không có tiên tinh thạch, nhìn cũng chỉ uổng công. Cho nên, ta vẫn không nhìn thì hơn. Thính Vũ cô nương, cáo từ. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, dẫn theo hai người Dạ Lưu Vân xoay người rời khỏi phòng. Trong gian phòng, Thính Vũ ngẩn người và lập tức lắc đầu khẽ cười nói. Quả nhiên là nông thôn đến, đáng tiếc cho một thẻ khách quý. Đại Lục Minh Ngục trước kia là thế giới trung bình, nhưng bây giờ ngay cả thế giới nhỏ cũng không bằng, người từ nơi này tới, tự nhiên không có giá trị gì để kết giao cả. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi thương hội, Dương Diệp nói. Lưu Vân, hỏi thăm một chút xem bao giờ thì truyền tống trận kia được chữa xong. Sau khi biết được tình cảnh của đế nữ, hắn đã nóng lòng không chờ được muốn đi tới linh giới đón đám người An Nam Tĩnh đi. Ta sẽ sắp xếp người đi trước, chỉ cần trận pháp chữa trị, ta sẽ biết đầu tiên. Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ thật may là mình đã dẫn theo Dạ Lưu Vân. Nàng làm việc luôn nhìn xa, có nàng ở bên cạnh, hắn giảm bớt không biết bao nhiêu phiền phức. Không nói nữa, tốc độ của ba người Dương Diệp nhanh hơn. Sau khi trở lại Tiên Vân Lâu, Dương Diệp trở lại gian phòng của mình, đồng thời hạ lệnh ngoại trừ Dạ Lưu Vân ra, bất kỳ kẻ nào cũng không được tới quấy rầy hắn. Trong gian phòng, Dương Diệp lấy ra quyển tinh thần hộ thể thuật. Vừa mở ra, quyển tinh thần hộ thể thuật đã trực tiếp hóa thành một đường tinh quang tiến vào giữa chân mày của hắn. Ngay sau đó, liên tục có tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Tinh thần hộ thể thuật là cấp nguyên giai hạ phẩm, sau khi thi triển ra thì có thể dẫn lực ngôi sao vào cơ thể, làm cho cơ thể tinh hóa. Qua rất lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, sau đó cơ thể hắn thoáng lắc và biến mất khỏi gian phòng. Sau khi rời phòng, Dương Diệp tùy tiện tìm một chỗ lầu các và ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó lặng lẽ vận chuyển pháp quyết tinh thần hộ thể thuật, bắt đầu hấp thu này những lực ngôi sao trên khắp bầu trời. Theo pháp quyết vận chuyển, tinh quang vô tận này bắt đầu lao tới chỗ Dương Diệp. Theo ánh sao tràn vào, cả người Dương Diệp bắt đầu tản ra ánh sao. Thật ra tinh thần hộ thể thuật hoàn chỉnh khác với tinh thần hộ thể thuật bình thường, đều là phương pháp tu luyện tương tự, bởi vậy với hắn, việc tu luyện tinh thần hộ thể thuật hoàn chỉnh hoàn toàn là quen việc dễ làm. Đặc biệt ở Tinh Không Chi Thành này, lực ngôi sao ở đây quá nồng đậm. Trước đây tinh thần hộ thể thuật không trọn vẹn là dẫn lực ngôi sao vào cơ thể, sau đó dung nhập những lực ngôi sao này qua da tay, huyết mạch và trong xương cốt của hắn, mà bây giờ tinh thần hộ thể thuật hoàn chỉnh lại không chỉ đơn thuần là dung nhập lực ngôi sao vào toàn thân, còn khiến cho cơ thể hắn hoàn toàn tinh hóa. Thế nào là tinh hóa? Tinh hóa chính là ngôi sao thể, sau khi hắn thi triển tinh thần hộ thể thuật và dẫn ánh sao vào cơ thể, những ánh sao này sẽ hóa thành thực chất, biến toàn thân hắn thành ngôi sao thể. Mặt ngoài thoạt nhìn có khả năng không khác biệt quá lớn với tinh thần hộ thể thuật ban đầu,
nhưng thực tế lại khác nhau rất lớn, đây là khác biệt về chất. Lúc này, trang phục toàn thân Dương Diệp bỗng nhiên vỡ nát, cơ thể hắn bắt đầu lột xác. Không bao lâu, trên da của Dương Diệp xuất hiện một lớp mảnh vảy màu lam trong suốt, bao gồm màng trên hai mắt cũng có thêm một tầng vảy màu xanh lam, tuy nhiên trên màng mắt là lớp vảy trong suốt. Không chỉ có vậy, ở trên những tinh vảy màu xanh lam còn có ánh sáng lấp lánh màu lam trong suốt chớp động. Qua rất lâu, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, nhìn mảnh vảy trên khắp người mình. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực của mình, cảm giác lạnh lẽo giống như khối băng. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, phải biết rằng, lúc này trên tay hắn cũng bị mảnh vảy bao trùm, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo của những mảnh vảy này. Điều này có nghĩa là gì? Ý nghĩa là những mảnh vảy này hoàn toàn không ảnh hưởng sự linh hoạt của hắn. Quả thật, cho dù cơ thể có thêm một tầng vảy, nhưng những mảnh vảy này thật giống như không bình thường. Không chỉ có vậy, hắn còn cảm giác thân thể mình hình như nhẹ hơn. Dưới hoạt động, trong đầu Dương Diệp vừa thoáng suy nghĩ, sau đó kiếm linh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp chỉ vào trước ngực mình, nói. Kiếm linh, tới đây cho ta một kiếm, xem có thể phá hỏng phòng ngự của ta hay không. Bây giờ hắn muốn biết phòng ngự này mạnh như thế nào, trực giác nói cho hắn biết nó rất mạnh, mạnh mẽ tới mức khác thường, lấy phòng ngự của hắn bây giờ, đứng cho cường giả cảnh giới hư giả đánh một ngày một đêm cũng không có vấn đề gì. Kiếm linh liếc nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi xác định chứ? Đương nhiên. Dương Diệp khẽ gật đầu. Kiếm linh khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp hóa thành một kiếm tổ, hóa thành một đường kiếm quang đâm vào trước ngực của Dương Diệp. Bành! Theo một tiếng động nặng nề vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động lùi về phía sau mấy trượng, sau khi Dương Diệp dừng lại, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Bởi vì ở trước ngực của hắn có một lỗ kiếm, chẳng qua mảnh vảy thủng một lỗ nhưng cơ thể hắn thì không, đây dĩ nhiên là nhờ kiếm linh nương tay. Kém như vậy sao? Sắc mặt Dương Diệp trầm như nước. Không phải nó quá yếu. Lúc này, kiếm linh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nói. Đừng nói tinh thần hộ thể thuật chẳng qua là nguyên giai hạ phẩm, cho dù là nguyên giai thượng phẩm, ta cũng có thể phá vỡ được. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Hắn thiếu chút nữa đã quên mất kiếm linh này lại là cấp bậc siêu việt. Tinh thần hộ thể thuật có mạnh mẽ, cũng có cấp bậc, nhưng kiếm linh lại là cấp bậc siêu việt. Bởi vậy, tinh thần hộ thể thuật sao có thể chống đỡ được kiếm linh? Nói đơn giản một chút chính là không phải tinh thần hộ thể thuật yếu, mà là kiếm linh quá sắc bén. Lúc này, kiếm linh lại nói. Tinh thần hộ thể thuật cộng thêm cơ thể của ngươi bây giờ, còn có u linh thuẫn, đừng nói hư giả. Cho dù là cường giả cảnh giới bán thần cũng khó có thể tổn thương được ngươi. Nếu như gặp phải cường giả cấp bậc giống như kiếm hư thì vẫn phải tuyệt đối cẩn thận, ngươi bây giờ chưa thể chống lại cấp bậc này. Cho dù cộng thêm ta cũng không được, giữa các cảnh giới chênh lệch quá lớn, vật bên ngoài sẽ bù đắp không được. Dương Diệp khẽ gật đầu, trước đây hắn chiến đấu cùng kiếm hư căn bản không lấy ra hết tất cả sức lực, nếu như đối phương không kéo dài thời gian mà ra tay hết sức lực để đối phó hắn. Sợ rằng hắn không sống tới bây giờ. Về phần loại cường giả giống như nữ tử mù cùng đế nữ, vậy càng không cần phải nói, đừng nói có thêm kiếm linh, cho dù là thêm cùng kỳ sợ rằng cũng không có tác dụng, tuy nhiên liều mạng thì chắc hẳn vẫn có thể, dù sao thực lực của hắn bây giờ đã tiến bộ rất nhiều, hơn nữa thực lực của cùng kỳ cũng khôi phục lại một chút. Nói tóm lại, đối với rất nhiều người, thực lực của hắn đã rất mạnh, nhưng đối với vài người, hắn vẫn rất yếu. Phải xem hắn so sánh mình với người nào. Hắn tất nhiên sẽ không so sánh mình với người yếu, chỉ có so sánh mình với người mạnh hơn bản thân mình, mới biết mình chưa đủ, mới không tự mãn. Dương Diệp nhìn những mảnh vảy trên người mình, tâm niệm thoáng động, rất nhanh, những mảnh vảy đã dần dần biến mất. Sau khi mảnh vảy biến mất, một trường bào màu xanh khoác ở trên người hắn, hắn cũng không có thói quen cởi trần. Dương Diệp nhìn về phía kiếm linh, nói. Chúng ta trở về đi. Kiếm linh khẽ gật đầu, đúng lúc này, Dương Diệp cùng kiếm linh đồng thời nhíu mày, sau đó nhìn về phía xa. Cách đó không xa có một nam tử mặc trường bào màu xanh đang bắn nhanh về phía bọn họ với tốc độ rất nhanh, khoảng cách vạn trượng mà đối phương đã lao tới trong chớp mắt. Sau lưng người này còn có mấy khí tức cường đại. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó lui qua một bên, tránh đường cho đối phương, hắn cũng không muốn gây phiền toái. Vào lúc nam tử áo bào xanh sắp lướt qua Dương Diệp cùng kiếm linh,
nam tử áo bảo xanh bỗng nhiên dừng lại, sau đó nói. Vật tới tay, người yểm hộ, ta rút lui trước. Dường như là cố ý, hắn nói rất lớn, ít nhất người trong phạm vi vạn trượng đều nghe được rõ ràng. Khi nói xong câu đó, tốc độ của nam tử áo bào xanh không giảm, bắn nhanh về phía xa. Nghe thấy nam tử áo bào xanh nói vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ cho rằng mình dễ bắt nạt sao? Im lặng trong chớp mắt, cánh thuấn không bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp. Trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nam tử áo bào xanh này, nam tử áo bào xanh này vô cùng kinh ngạc. Không ngờ tốc độ của một đế giả lại nhanh như vậy. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đưa tay ra, nói. Đồ đâu? Nam tử áo bào xanh. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên lập tức biến mất, nam tử áo bào xanh này biến sắc và muốn ra tay, mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp chỉ vào giữa chân mày của hắn. Trong lòng nam tử áo bào xanh hoảng hốt, hắn thấy trước mắt chợt hoa lên, cả người lập tức biến mất. Vào giây phút Dương Diệp cùng nam tử áo bào xanh biến mất, ba lão già xuất hiện ở chỗ Dương Diệp cùng nam tử áo bào xanh đứng lúc trước. Lão già áo bào xa hoa nhìn lướt qua xung quanh, sắc mặt hắn nhanh chóng trầm xuống, nói. Khí tức biến mất rồi. Yến Tam đáng chết này, thậm chí ngay cả đồ của chúng ta mà cũng dám trộm. Lão già áo bào đen bên cạnh gần giọng nói. Lão già mặc áo bào xa hoa nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Trở lại tìm thương hội Thiên Vân, mời bọn họ đứng ra giúp. Tìm bọn họ, cái giá phải trả này. Lão già áo bào đen do dự nói. Lão già mặc áo bào xa hoa liếc mắt nhìn hắn. Cái giá phải trả có lớn cũng phải tìm. Nói xong, thân hình lão già mặc áo bào xa hoa thoáng động và lập tức biến mất. Hai lão già khác cũng vội vàng đi theo. Một lát sau, Dương Diệp cùng nam tử áo bào xanh xuất hiện ở tại chỗ. Pháp tắc không gian. Nam tử áo bào xanh nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp đưa tay ra. Tự mình giao ra nhẫn chứa đồ hay để ta tới lấy. Nam tử áo bào xanh nheo mắt, trầm ngâm một lát, hắn bấm tay bắn ra. Nhẫn chứa đồ trên tay bay đến trước mặt Dương Diệp. Nhìn nhẫn chứa đồ trước mặt Dương Diệp, vẻ mặt nam tử áo bào xanh rất khó coi. Hắn vốn chỉ muốn lợi dụng Dương Diệp ngăn cản đám người đuổi theo hắn một lát, nhưng không ngờ được nam tử bán đế trước mắt này còn khủng khiếp hơn đám người đuổi theo hắn. Cái gì gọi là tự tìm đường chết? Đây là tự tìm đường chết. Dương Diệp nhìn lướt qua nhẫn chứa đồ. Bên trong có khoảng 1.000 tiên tinh thạch, còn lại thượng vàng hạ cám một đống lớn, tuy nhiên đều không có gì đáng giá. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo bào xanh, nói. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Trong những lão già đuổi theo nam tử này lúc trước có một người là cường giả cảnh giới hư giả chân chính, còn có hai vị khác là hư giả bình thường. Ba vị cường giả đuổi theo nam tử áo bào xanh, tất nhiên là nam tử này đã cướp thứ tốt gì đó. Nhưng trong chiếc nhẫn này đều là đồ rác rưởi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nam tử áo bào xanh vẫn thản nhiên hỏi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Suy, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở chỗ vai của nam tử áo bào xanh. Sau đó cánh tay của nam tử trực tiếp bay ra ngoài. Nam tử áo bào xanh thiếu chút nữa hét thảm lên, tuy nhiên hắn lại cố nhịn xuống. Nhìn Dương Diệp, trong lòng nam tử áo bào xanh hoảng hốt, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Dương Diệp nhìn nam tử áo bào xanh, nói. Vừa rồi là đùa với ngươi thôi, bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lần này, ta sẽ không nói đùa. Hắn tất nhiên sẽ không khách sáo với nam tử này, trước đó đối phương làm như vậy. Thật ra chính là muốn dồn hắn vào chỗ chết. Thử nghĩ xem, nếu như thực lực của hắn không mạnh, vậy kết quả sẽ thế nào? Trong mắt nam tử áo bào xanh có chút do dự. Lúc này, hai mắt Dương Diệp hơi nheo lại, trong con mắt có một luồng sát ý chợt lóe lên. Nhận thấy được cảnh tượng như vậy, trong lòng nam tử áo bào xanh thầm cả kinh, sau đó nói. Ta cho ngươi. Nói xong, trước ngực hắn bỗng nhiên tuôn ra một đường ánh sáng. Tiếp theo. Một món vật phẩm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ở trước mặt Dương Diệp là một cái hộp nhỏ, Dương Diệp mở hộp ra. Ở trong hộp có bốn lá cờ màu, Dương Diệp nhíu mày và nhìn về phía nam tử áo bào xanh, nói. Đây là cái gì? Truyền tống trận không gian thứ nguyên. Nam tử áo bào xanh trầm giọng nói. Nói kỹ càng tỉ mỉ đi. Dương Diệp nói. Nam tử áo bào xanh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Đây là một truyền tống trận đơn giản,
nhìn thấy bốn lá cờ màu này không? Chỉ cần cắm một lá cờ ở nơi nào đó, người có thể ở địa phương khác thông qua lá cờ khác truyền tống đến vị trí cắm cờ. Tuy nhiên, sau khi sử dụng thì cờ sẽ biến mất, bốn lá cờ này chỉ có thể thi triển hai lần. Có thể truyền tống được bao xa? Dương Diệp hỏi. Rất xa. Nam tử áo bào xanh nói. Rất xa là bao xa? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Nam tử áo bào xanh nói. Vũ trụ này của chúng ta có mấy ngàn thế giới, ngoại trừ thế giới lớn ra, cờ này có thể truyền tống tới bất kỳ một thế giới nào, đương nhiên điều kiện trước tiên là nơi ngươi muốn truyền tống đi phải có một lá cờ. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp xúc động, ánh mắt của hắn rơi vào lá cờ trong tay. Thứ đồ này có chút nghịch thiên. Dường như nghĩ đến điều gì, Dương Diệp lại hỏi. Thứ này có thể một lần truyền tống bao nhiêu người? Một vạn. Nam tử áo bào xanh nói. Một vạn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, đồ này chính là dùng cho chiến tranh. Ngươi làm sao nhận được vật này? Dương Diệp lại hỏi. Nam tử áo bào xanh do dự một lúc, sau đó nói. Trộm. Trộm. Dương Diệp ngẩn người, hắn quan sát liếc mắt nam tử áo bào xanh. Nam tử áo bào xanh là đế giả đỉnh phong, còn không phải là hư giả, nhưng đối phương lại dám trộm bảo vật của cường giả cảnh giới hư giả, hơn nữa còn thành công. Dương Diệp nói, tốc độ ngươi còn tạm được, nhưng thực lực ngươi. Nói đến đây, sắc mặt Dương Diệp bỗng nhiên thay đổi. Bởi vì bàn tay kia của nam tử áo bào xanh đã đưa tới trước mặt của hắn, mà ở trên tay của nam tử áo bào xanh có một chiếc nhẫn chứa đồ, cái nhẫn chứa đồ này chính là cái nam tử áo bào xanh vừa đưa cho hắn. Đối phương có thể trộm đồ trên người hắn mà hắn tự nhiên thần không biết quỷ không hay. Ngươi làm sao làm được? Dương Diệp trầm giọng nói. Nam tử áo bào xanh nhìn nhẫn chứa đồ trong tay, nói. Ta là một thợ rèn cùng trận pháp sư, chiếc nhẫn này là do ta tạo ra. Bên trong có một trận pháp bí ẩn loại nhỏ, bên trong vạn dặm, chỉ cần trong đầu ta vừa thoáng suy nghĩ, nó đều sẽ bay đến trong tay ta. Nhẫn chứa đồ của người khác cũng có sao? Dương Diệp hỏi. Nam tử áo bào xanh lắc đầu, nói. Tất nhiên không rồi, cho nên ta có thể trộm được là bởi vì nhẫn chứa đồ của người kia do ta rèn ra. Ngươi làm sao làm được? Dương Diệp lại hỏi. Nam tử áo bào xanh im lặng. Ta không có nhiều kiên trì đâu. Dương Diệp nói. Nam tử áo bào xanh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Người của thương hội sắp xếp. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Thương hội Thiên Vân liên thủ cùng ngươi sao? Nam tử áo bào xanh lắc đầu, nói. Không phải cùng ta, mà là bản thân bọn họ muốn làm như thế, sau đó tìm ta mua nhẫn chứa đồ này. Sau đó người làm hoàng tước ở phía sau, phải không? Dương Diệp nói. Nam tử áo bào xanh khẽ gật đầu. Dương Diệp nói. Vì sao người thẳng thắn với ta như thế? Nam tử trước mắt này không chỉ thẳng thắn với hắn. Hơn nữa còn chủ động nói cho hắn biết một vài chuyện, hắn cảm thấy khó hiểu. Nam tử áo bào xanh nhìn về phía Dương Diệp. Trước đó, ngươi muốn giết chết ta, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Chỉ có điều, bây giờ ta đã thay đổi ý định rồi. Nếu như ta không làm như vậy, ngươi sẽ không thay đổi ý định, không phải sao? Nam tử áo bào xanh nói. Đúng là như vậy. Dương Diệp nói. Nam tử áo bào xanh nói. Các hạ, ta trộm cờ không gian thứ nguyên này, chẳng qua chỉ muốn biết rõ ràng cấu tạo của nó, sau đó nghiên cứu xem làm sao làm ra được nó thôi. Ngươi vừa muốn hại ta. Dương Diệp trực tiếp ngắt lời nam tử áo bào xanh nói. Nam tử áo bào xanh im lặng một lát, sau đó nói. Ngươi muốn như thế nào? Khóe miệng Dương Diệp cong lên, hiện ra một nụ cười nhạt. Rất đơn giản, thế lực của ta đang cần một trận pháp sư cùng thợ rèn. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp. Ta không muốn bị ràng buộc. Nam tử áo bào xanh trầm giọng nói. Muốn tự do, hay muốn mạng, ngươi chọn đi. Dương Diệp nói. Nam tử áo bào xanh nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Muốn chết. Dương Diệp cười nói. Không cần cả đời ngô y, chỉ cần cống hiến 5 năm cho ta là được. 5 năm sau, ngươi có thể lập tức rời đi. Thật sao? Nam tử áo bào xanh nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tất nhiên. Hắn biết rõ, nếu như ép buộc đối phương cống hiến cho hắn cả đời, trong lòng đối phương nhất định sẽ sinh ra oán khí, nếu như chỉ là 5 năm, đối phương sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn.
Dù sao 5 năm với một huyền giả cũng không dài. Nam tử áo bào xanh nói. Được, ta cống hiến cho ngươi 5 năm. Dương Diệp mỉm cười, sau đó bấm tay bắn ra. Hộp trong tay bay đến trước mặt nam tử áo bào xanh. Cầm lấy nghiên cứu, tốt nhất có thể chế tạo nhiều một chút. Ta có chỗ cần dùng. Nam tử áo bào xanh nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi biết thứ này đắt thế nào không? Rất đắt sao? Dương Diệp hỏi. 1 vạn tiên tinh thạch. Nam tử áo bào xanh nói. 1 vạn tiên tinh thạch. Cơ mặt Dương Diệp khẽ giật, 1 vạn tiên tinh thạch cũng chính là 100 vạn tử tinh thạch. Đúng lúc này, nam tử áo bào xanh lại nói. 1 vạn tiên tinh thạch 1 lá cờ, hơn nữa căn bản có tiền cũng không mua được. Dương Diệp. Nam tử áo bào xanh nói. Đừng cảm thấy nó đắt, phải biết rằng thứ này không những có thể truyền tống người quy mô lớn, thời điểm quan trọng còn có thể dùng để chạy thoát thân. Hơn nữa, nếu như giữa tinh vực cùng tinh vực khai chiến nói, thứ này còn có tác dụng lớn hơn nữa. Thử nghĩ, trong nhà của ngươi đột nhiên có thêm 1 đội quân. Nam tử áo bào xanh vừa nói như vậy, Dương Diệp mới phát hiện thứ này quả thật quá tốt. Hắn nhìn về phía nam tử áo bào xanh, nói. Có nắm chắc tự mình chế tạo ra được không? Kiếm minh cần phát triển ở vực ngoại, nếu như có cờ không gian thứ nguyên này, sau này có rất nhiều chuyện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, có cờ này, hắn cũng có thể lập tức trở lại đại lục minh ngục, mà không phải mỗi lần đều phải tới truyền tống tinh không chi thành. Tuy nhiên thứ này thật sự quá đắt, sử dụng 1 lần là mất 200 vạn tử tinh thạch. Nam tử áo bào xanh lắc đầu, nói. Mặc dù ta chưa từng nghiên cứu qua nó, nhưng chắc chắn không phải một mình ta là có thể rèn ra được. Thứ này rất phức tạp, chắc chắn không dưới hơn 1 vạn lần trình tự làm việc. Tuy nhiên, một mình ta không nắm chắc, nếu như để vài bằng hữu của ta cùng làm thì ngược lại có thể thử xem. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Nếu như có gì cần, đến lúc đó cứ nói với ta. Dương Diệp lắc đầu, nói. Đi thôi, theo ta trở lại. Nam tử áo bào xanh do dự một lúc, sau đó hai mắt nhắm lại. Rất nhanh đã có 2 tia hồn phách từ trong cơ thể hắn trôi dạt đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nam tử áo bào xanh rất lâu, sau đó bấm tay bắn ra, 2 tia hồn phách này bay trở về đến trước mặt nam tử áo bào xanh. Vì sao? Nam tử áo bào xanh không hiểu. Nếu như ngươi không tự chủ giao hồn phách đi ra, ta nhất định sẽ lập tức giết ngươi, bởi vì ta sẽ cảm thấy ngươi đang nói chuyện với ta cho có lệ. Nhưng ngươi lại tự giác, ngươi là một người thông minh. Cho nên ta cảm thấy không cần thiết làm như thế. Dương Diệp nói. Cảm ơn. Nam tử áo bào xanh nói. Đi thôi. Thân hình của Dương Diệp thoáng động và biến mất ở tại chỗ. Nam tử áo bào xanh liếc nhìn phía Dương Diệp, sau đó đi theo. Dương Diệp dẫn nam tử áo bào xanh tới Tiên Vân Lâu. Sau khi trở lại phòng, Dương Diệp bắt đầu tu luyện. Qua khoảng 1 khắc, Dã Lưu Vân bỗng nhiên đi vào phòng, sau đó nói. Thính Vũ cô nương của Thương hội Thiên Vân này tìm ngươi, nàng đang ở dưới lầu. Có phần không đúng nên ngươi hãy cẩn thận. Thương hội Thiên Vân. Dương Diệp cau mày, sau đó hắn cùng Dã Lưu Vân rời khỏi phòng và đi tới bên ngoài lâu, cách đó không xa chính là Thính Vũ. Ở bên cạnh nàng còn có 3 lão già. Nhìn thấy Dương Diệp, trên mặt Thính Vũ thoáng lộ ra vẻ tươi cười, nói. Dương công tử, đã lâu không gặp. Thính Vũ cô nương có việc gì? Dương Diệp nói. Thính Vũ mỉm cười, sau đó nói. Dương công tử, 3 vị bằng hữu bên cạnh ta là người của tinh vực Thiên Hà đã đánh mất 1 thứ. Theo chúng ta điều tra, món đồ kia chắc hẳn là ở trên tay của Dương công tử, ta. Tinh vực Thiên Hà. Dương Diệp đột nhiên ngắt lời Thính Vũ nói, sau đó nhìn về phía 3 lão già, nói. Các ngươi là người bảo vệ liên minh. Nghe vậy, lão già mặc áo bào sa hoa dẫn đầu nhíu mày, nói. Làm sao ngươi biết được? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 102.